Chương 2869, chút ý tứ của lão cung. Việc này tạm thời không nói đến nữa. Tuy nhiên, tổ khoa học năng lượng đã kiểm tra đo lường nhiều phương pháp đối với quái vật bốn chân sáu tay bên ngoài. Đến giờ càng lúc càng không hiểu, nói nó là người hình như không phải. Về gen căn bản khác rất xa, nói đó không phải là thi thể người thì hình như cũng không đúng. Khiến cho các chuyên gia của tổ năng lượng khoa học đau đầu rồi. Trong tổ cũng chia ra làm hai phe tranh luận, một phe cho rằng nó là người ngoài hành tinh. Cho nên gen khác với người trái đất, phe kia cho là nó là người trái đất chỉ vì bị biến đổi nên trở nên như vậy. Hai phe bất đồng quan điểm tranh luận không ngờ, kịch liệt đến mức cãi nhau rồi. Bí mật núi xương bối càng ngày càng bí mật rồi. Cũng không biết khi nào thì biết rõ, thật sự là đáng ghét. Cung Khai Hà thở dài. Có lẽ không phải là người thật, mà là cao thủ thời cổ đại dùng nội tức luyện ra một vật ngẫu nhiên. Nếu không trên thế giới này đâu có người bốn chân, chỉ là cách chế tạo của cao thủ rất thần bí, căn bản không phải là chúng ta có khả năng hiểu được. Diệp Phàm nửa thật nửa giả nói. Trong lòng hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng, tượng cao thủ nặng có dám gen. Lại ngơ ngẩn muốn phân tích gen không phải là xuất hiện kết quả kỳ lạ sao? Tượng người, làm sao có thể, ngay cả kỹ thuật mô phỏng hiện đại của chúng ta cũng không làm được. Thi thể kia kinh mạch da thịt đều có, ngay cả mạch máu cũng giống cơ thể người chúng ta. Ngay cả vô số huyện của con người đều có, tượng người làm sao có thể chi tiết như thế? Mà da thịt của thi thể chúng ta đã dùng thiết bị đo lường kiểm tra tiên tiến nhất đều không phát hiện là giả. Dù sao nhân tạo cũng khác người thật. Nhưng cũng không thể chắc chắn đây là thật, làm cho các chuyên gia đau đầu. Cung Khai Hà có chút không tin. Anh phải tin tôi, nguyên nhân gì tôi không thể nói. Nhưng thi thể này thật sự chỉ là do cao thủ cổ đại ngẫu hứng nặm ra, mà không phải là người thật. Giọng Diệp Phàm nghiêm túc. Cậu có kỳ ngộ trong mộ có phải không? Hay là chính là thời gian cậu nổi điên đó? Cung Khai Hà có vẻ tin tưởng hơn, ông ta không tin Diệp Phàm sẽ lừa dối mình. Đúng vậy. Tôi theo một số đường sáng phát ra từ quan tài mà ngộ ra. Trong bóng tối dường như có tiếng người nói với tôi về việc đó. Tuy nhiên, tôi không thể chắc chắn, bởi vì lúc đó tôi nửa tỉnh nửa mê, sao có thể rất tỉnh táo phải không? Cho nên, tôi chỉ có thể nói là đoán, cũng không thể khẳng định. Tuy nhiên, có tám phần là như thế rồi. Đất nước chúng ta thời xưa có những cao thủ quá hùng mạnh, đã chết mấy ngàn năm còn có thể dùng nội tức truyền âm ý của mình lưu lại đến sau này. Không thể không nói, nhưng tiền bối đó đều là thiên tài. Diệp Phàm nói, tượng người giống như thật thế kia, cao nhân cổ đại rốt cuộc đến cảnh giới gì? Quả thực không thể tin nổi, Cung Khai Hà thở dài không nói gì nữa. Tổ tiên chúng ta tuy nói khoa học kỹ thuật không hiện đại bằng, đó là do điều kiện và hoàn cảnh thời đó. Nhưng tổ tiên chúng ta có năng lực sáng tạo mà chúng ta bây giờ không thể bằng được. Việc người thường cho rằng không thể nào bọn họ lại có thể làm được. Ví dụ như chúng ta mà nói, có thể làm ra tượng người giống như thật. Giống như chúng ta có thể đạp sóng mà đi. Việc này đối với người bình thường mà nói, đó là tình huống gì? Tổ trưởng Cung, chúng ta cũng không phải là người thường rồi. Cho nên có thể giải thích rằng suy nghĩ cùng với tầm nhìn khác người thường. Việc người thường cho rằng không thể nào chúng ta lại cho rằng có thể. Như tượng người kia, sự chân thật sẽ hơn bất cứ thiết bị công nghệ hiện đại nào. Chúng ta cứ tin là nó chỉ là một bức tượng do cao thủ nặn ra, không phải là người thật. Ngay cả bốn chân kia cũng nói rõ không thể nào là người thường có phải không? Tổ tiên của loài người sau khi hình thành cũng không có quái nhân như thế, Diệp Phàm cười nói. Vậy cậu cũng không thể chắc chắn nó không phải là người. Người phải trải qua mấy chục thậm chí mấy trăm triệu năm tiến hóa. Hiện giờ thuyết tiến hóa của Darwin cũng có chút vấn đề. Cũng có người nói là sinh vật ngoài hành tinh để lại mầm mống truyền bá nhân loại. Việc này khi chưa có căn cứ chính xác chúng ta chỉ có thể tin tưởng Darwin. Nhưng đối với chúng ta mà nói trên đời này mọi thứ đều có thể. Cung Khai Hà cười nói. Đúng thế, tuy nhiên, tổ trưởng Cung hỏi chúng tôi chứng cứ thật sự chúng tôi không có. Có hiện tượng trước kia tôi đã từng nhắc tới. Tuy nhiên, hiện giờ nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Chứng cứ thật sự tôi không có. Còn độ tin tưởng mà nói, các anh tin hay không thì tùy, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Diệp Phàm nói xong, trong lòng tự nhủ Cung lão lại muốn chụp lời của mình. Thôi vậy Cung Khai Hà nói, dừng lại vài giây nói tiếng, tuy nhiên, có chuyện cậu có chú ý không? Chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Chính là chuyện mảnh đất trống của nhà máy phi không thuộc tập đoàn Hoành Không các cậu. Cung Khai Hà nói.
Tôi đã cho người đi đánh giá. Diệp Phàm nói. Cậu phải để ý chút nhé. Cung Khai Hà nói. Sao thế, chẳng lẽ tình hình có thay đổi? Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, vội vàng hỏi, cũng biết người mình cử đi nhiều nhất cũng chỉ có thể nghe được một ít tin đồn. Bởi mảnh đất trống kia là của quân khu Việt Châu. Đối với chuyện trong quân khu có lẽ không cần nói là người của tập đoàn Hoành không nghe không được, ngay cả cấp bậc không đến tướng quân trong quân khu có lẽ còn không biết được chuyện này. Xem ra Cung Khai Hà đã để ra, thật tâm muốn giúp hắn. Ông ta muốn tìm chuyện của quân khu Việt Châu là dễ như trở bàn tay. Bọn họ bên kia có động tĩnh, đang thảo luận chuyên xây dựng cảng quân sự mới. Mọi thủ tục đã xong hết, chuyện này đã kéo dài nhiều năm. Hơn nữa, lần này quân khu Việt Châu hưởng ứng rất mạnh. Từ tư lệnh Trương Thành Cao đến một số các đại tá đều bắt đầu chuyển động. Quân khu đã thành lập bộ chỉ huy chuẩn bị xây dựng quân cảng do tư lệnh Trương tự mình đảm nhiệm trưởng ban chỉ huy. Chức phó đều là phó tổ trưởng, mọi người phân công phụ trách, cùng với lãnh đạo quân khu hợp sức, đi lợi dụng các mối quan hệ. Hiện giờ ủy ban quân giới có trên dưới 10 ủy viên đã bị bọn họ đả thông, dường như hạng mục này là 8 phần có thể thông qua. Bên cạnh đó có một số đồng chí muốn làm một chút động tác nhỏ, một biến thành sự thật. Cung Khai Hà nói. Không phải là quan hệ cũng đến tận chỗ anh chứ? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Hơi sợ quyết tâm của lãnh đạo quân khu Việt Châu. Ha ha. Cung Khai Hà không ngờ cười một tiếng không đáp. Ha ha, tổ trưởng Cung, hy vọng anh có thể cho tôi nhiều hơn tin tức. Tôi là cấp dưới của anh, cấp dưới hoàn thành công việc nhất định trong lòng sẽ vui vẻ. Nếu tôi bị chuyện của tập đoàn Hoành không quấn lấy thân, không phải là cũng không có thời gian để hỗ trợ chuyện trong tổ sao? Chuyện của Hoành không đến phiền, hiện giờ tôi đang bận việc ở Hồng Kông. Không có tiền vốn, hơn nữa cuộc sống của hơn 1.000 công nhân viên chức đều do tôi quản lý. Chức chủ tịch này khó làm thật. Diệp Phàm tất nhiên cũng thuận miệng tỏ giọng đau buồn. Ha ha, đừng ở trước mặt tôi dùng bài tình cảm. Những thứ này đều là do một số đồng chí tài nghệ mục nát. Đặt tôi ở đó, sẽ tốt rồi. Đồng chí Diệp Phàm, lòng phải cứng rắn như sắt thép. Cung Khai Hà lập tức biết ngay suy nghĩ của Diệp Phàm. Tổ trưởng Cung có điều kiện, tôi nói, tổ trưởng Cung làm sao phải theo dõi chuyện này cho tôi. Thì ra là thế, thật là có chút thương tâm. Diệp Phàm nói. Chưa nói tới điều kiện, chỉ có điều việc tuyển người mới vào tổ chức và chuyện thành lập binh đoàn núi xương bối cậu chưa bắt đầu đúng không? Đồng chí Diệp Phàm, Hoành không là công tác của cậu. Nhưng trong tổ cũng là công việc của cậu, cậu cũng không thể hoàn toàn quên đi thân phận của mình. Cậu vẫn là một thành viên trong ban lãnh đạo tổ, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cung Khai Hà cười khan một tiếng. Oan uổng quá đồng chí tổ trưởng Cung, tôi từng giây từng phút đều đặt chuyện của tổ ở vị trí quan trọng nhất đấy. Chỉ cần chuyện ở Hồng Kông giải quyết xong, tôi sẽ mau chóng nghĩ cách đưa bao cao thủ đến. Thật ra, việc này tôi đã sắp xếp xong rồi, đồng chí Đới Thành muốn làm một. Tôi muốn làm một. Đồng chí Vương Nhân Bàng thì La Phù Cung tiến vào. Chẳng lẽ tổ trưởng Cung không tin năng lực của ba người chúng tôi? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Xe lửa không phải đấy, năng lực không phải thổi đấy. Chớ có cùng tôi múa mép khua môi, tôi muốn thấy thái độ chân thật của các cậu. Ví dụ như cậu nói ba đồng chí, họ là ai, tên là gì, bản lĩnh như thế nào? Cung Khai Hà giọng giống như đao lớn chém qua. Tổ trưởng Cung, anh cũng quá nóng lòng đi, lúc này mới vài ngày, cho dù đầu cơ thịt cũng không thoải mái như vậy đi. Huống chi là vì chuyện chiêu nạp đội viên chính thức cho tổ đặc nhiệm A. Đội viên chính thức đều là cao thủ, không phải rau xanh cây cải tùy chỗ có thể lấy có phải không? Hơn nữa, mặc dù là cao thủ cũng phải điều tra một phen. Đội viên tổ đặc nhiệm A chúng ta đều là tố chất vững vàng, tác phong thân thể cường tráng. Đều là dùng mạng để tỏ sự trung thành với nước Cộng Hòa. Qua là không được có phải không? Diệp Phàm tố khổ. Xem ra, cậu không có chút mặt mũi nào. Cung Khai Hà giọng có vẻ thất vọng, còn thở dài. Việc này Diệp Phàm rõ ràng lắm, trận chiến lần trước tổn thất mấy viên đại tướng, Cung Khai Hà không vội cũng không được. Đừng nóng vội tổ trưởng Cung, nóng vội không ăn được đâu phụ nóng. Chúng ta từ từ sẽ đến, hơn nữa núi xương bối cũng không gấp được. Do hai vị đồng chí trước dẫn dắt một đội quan trú ở quân khu Việt Châu. Cho dù là Dạ Đương cũng không dám tới có phải không? Diệp Phàm nói. Dạ Đương không dám tới vì y bị thương, hay cũng là sợ bể mật. Nhưng cũng không thể cam đoan các nước khác không có Dạ Đương thứ hai thậm chí thứ ba. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta không thể coi thường. Cậu xem, Dạ Đương đến đụng vào núi xương bối,
lúc ấy không ngờ các cậu cũng không ngăn được sói biển tiến vào. Hiện tại chỉ còn hai đồng chí dẫn đội, nếu quả thật xuất hiện dạ đương thứ hai hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quan trọng là thi thể kia khổng lồ, hơn nữa sợ thay đổi địa điểm sợ sẽ ảnh hưởng đến bảo tồn thi thể cho nên không thể chuyển về tổng bộ. Còn quan tài đồng kia cũng rất có giá trị nghiên cứu, chúng ta cũng phải từ từ. Cho nên, bảo vệ núi xương bối rất quan trọng, không thể qua loa cung khai hà giọng nghiêm túc. Chương 2870, lão Lý không xong rồi. Đây đúng là một vấn đề lớn, mặc dù chiêu mộ được mấy đồng chí tứ, ngũ đẳng đến thường trú ở núi xương bối nhưng nếu như gặp phải cao thủ như dạ đương thì có đặt họ ở đó cũng không có tác dụng không. Việc này đúng là khó làm, Diệp Phàm nói, cũng có chút buồn bực. Vì thế ý của tổng bộ là anh có thể ở Việt Châu lâu không? Như thế anh có thể bảo vệ được ở núi xương bối. Đương nhiên, anh là chủ tịch của Hoành Không, công ty cũng còn một đống chuyện phải làm. Nhưng gần đây không phải đang lo chuyện xây dựng xưởng phi không đúng không? Anh hoàn toàn có thể để lại chủ tịch tập đoàn cho người khác. Bên này anh chuyên tâm để làm việc của nhà máy phi không? Nếu như anh đồng ý chúng tôi sẽ dùng một số biện pháp để nói bên quân khu Việt Châu. Sẽ bồi thường cho các anh một số tiền nhất định, Cung Khai Hà nói. Tổ trưởng Cung, chủ ý này của anh đúng là bẩn quá. Nhà máy phi không chỉ là một trong những phân xưởng của tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Ý định của tôi là tổng bộ Hoành Không ở tỉnh Thiên Vân. Không thể tập trung ở đó, nếu như không làm được chuyện của phi không thì cũng không thể cứu được công ty. Phi không chỉ là phần bổ sung cho Hoành Không, không thể là chủ lực được, tình hình của tôi chắc thủ trưởng Cung cũng đã biết. Không vực được Hoành Không lại coi như con đường làm quan cũng không tiến thêm được rồi. Nếu như không được thì chắc tôi sẽ về tổ A làm việc thôi. Cho nên tôi không thể ở lâu tại Việt Châu, Diệp Phàm nói. Hai, đều khó, Cung Khai Hà cũng than thở, nói, nhưng cho dù thế này anh cũng không thể ở lâu bên đây. Anh nghĩ muốn tìm cách để chuyển cho một đồng chí khác mới được. Đây là việc mà trên cũng đã suy xét thận trọng mới quyết định. Cung Khai Hà ngưng trọng nói. Các anh cũng không thể cứ quyết định mà không thèm hỏi tôi một tiếng chứ. Diệp Phàm có chút tức bực nói. Đây đúng là như khinh người rồi mà. Chẳng có cách nào cả, việc này không thể thương lượng. Hãy còn một việc nữa tôi cũng chưa hiểu. Cung Khai Hà ỉu xìu nói. Có chuyện gì lớn phải không? Diệp Phàm mẫn cảm linh cảm thấy giọng điệu của Cung Khai Hà có chút khác thường. Ôi, Cung Khai Hà than thở nói, có thể lão Lý cũng không trụ được bao lâu. Lão Lý, tướng quân Lý Khiếu Phong sao? Diệp Phàm sợ hãi, tin tức này đúng là quá đáng sợ. Bởi vì Lý Khiếu Phong luôn là người che chở cho Diệp Phàm, thậm chí vì chuyện của Diệp Phàm mà ông ấy cũng đã phải lên tiếng. Trong mắt Diệp Phàm đã luôn coi ông như người thân rồi. Ừ, thứ nhất vì tuổi cao, cũng đã 90 rồi. Thứ hai vì ngày trước đã bị thương nặng, tuy sau đã khôi phục lại. Nhưng bệnh lại còn để lại di chứng, hôm trước ông ấy bị ngất, Lý Long lập tức đưa ông ấy vào bệnh viện quân y. Chủ tịch Đường cũng đích thân dặn dò các chuyên gia bằng bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi cho đồng chí Lý Khiếu Phong. Nhưng tình hình không khả quan. Hôm qua kiểm tra, đã là ung thư giai đoạn cuối, mà đã lan rộng ra rồi. Tổng viện quân y đã cho các chuyên gia giỏi nhất về gan đến Tổng cục để thành lập ra một tổ chuyên chữa trị bệnh. Nhưng theo những phỏng đoán của các chuyên gia thì đồng chí Lý Khiếu Phong nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được nửa năm. Sau đó chúng tôi mới biết rằng đồng chí ấy sớm đã biết mình không xong rồi. Cho nên gần 90 rồi mà ông cũng vui vẻ phối hợp với tổ. Mà những công việc mệt nhất, khổ nhất hay có thể đắc tội ông ấy cũng tranh lấy làm. Đêm qua ông ấy tỉnh lại, điều đầu tiên ông ấy nói là gọi tên anh chứ không phải là Lý Long, con của ông ấy. Ông ấy muốn gặp anh một lần. Cung Khai Hà nghẹn ngào nói. Không còn cách nào nữa sao? Diệp Phàm cũng đau xót, khẩn trương nói. Chẳng những là chuyên gia trong nước mà ngay cả chuyên gia nước ngoài cũng đã đến rồi. Họ toàn lắc đầu nói là không có cách, toàn bộ gan đã hỏng, rồi một tổ chức thận cũng hỏng rồi. Trừ phi như truyền thuyết thay hết lại bên trong mới được. Cung Khai Hà nói. Tôi sẽ về ngay, Diệp Phàm nói, trong lòng đau như kim đâm. Cũng được, tuy chuyên gia nói là còn một năm nhưng không biết được tình hình của tướng quân ra sao. Cứ gặp một lần cũng tốt, lão Lý chắc cũng có việc muốn dặn dò anh. Cung Khai Hà nói. Diệp Phàm vội vàng đặt vé máy bay về, dặn dò lại Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm. Phải về có việc gấp, tuy hai người rất nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Phàm vừa đi, Ngô Lâm không kìm được hỏi, chủ nhiệm Khổng, anh nói xem, V
vị sếp này của anh có phải rất thần bí không? Lãnh đạo có chuyện của lãnh đạo, chẳng nhẽ lãnh đạo làm gì còn phải báo cáo với cấp dưới hay sao? Khổng Ý Hùng thản nhiên cười nói. Cũng đúng nhưng, chủ nhiệm Khổng, chúng ta cứ chờ thế này có phải mệt không? Mà chủ tịch Triệu còn đang giục tôi, nói còn điều tra, thiếu một người không được, Ngô Lâm nói. Nhưng còn cách gì nữa, nhưng Tiểu Ngô, cậu trả lời ra sao? Khổng Ý Hùng đột nhiên hứng thú. Còn nói thế nào được nữa, việc bên này còn chưa xong, chủ tịch Diệp không thả người. Ngô Lâm ủ rũ nói. Ha ha ha, Khổng Ý Hùng cười phá lên, biết là Ngô Lâm đã bị sếp khiến phục rồi. Ngay cả chủ tịch Triệu cũng đã không thể sai khiến được anh ta. Nhưng trong lòng lão Khổng cũng hiểu, không hiểu sao sếp lại dùng cách gì để có thể khiến một Ngô Lâm ngạo mạn này có thể khuất phục. 12 giờ trưa, không quản mệt nhọc, Diệp Phàm lao thẳng đến Tổng viện quân y, thấy Thiết Chiêm Hùng đứng đó, quầng mắt Lý Long cũng đã ửng đỏ. Chúng ta ra ngoài đi, để cho Diệp Phàm nói chuyện cùng với lão Lý. Thiết Chiêm Hùng nói, mấy người liền ra ngoài. Cậu đã về rồi à? Lý Khiếu Phong rõ ràng là gầy đi trông thấy, bệnh đến như núi ập xuống, bệnh đi như kéo tơ. Tuy Lý Khiếu Phong có luyện công, vốn sức khỏe cũng ổn, nhưng tuổi tác cao rồi. Giờ có bệnh nên đã gục, có thể là ngày trước đều đã gượng dậy. Lão Lý Diệp Phàm nói có vẻ đau xót. Tiểu tử này, buồn cái gì chứ? Ta sống đủ rồi, cũng gần 90 rồi. Như vậy ông trời cũng đã không đối xử tệ với ta. Tuổi thọ bình quân của nước ta là 60. Ta sống được thế này là đã hạnh phúc rồi. Lý Khiếu Phong rất rộng rãi, còn cười nói với Diệp Phàm. Ôi Diệp Phàm thở dài. Nào, cười một cái xem nào. Lý Khiếu Phong cười nói, Diệp Phàm cười mà nhìn còn khó coi hơn cả khóc nói. Lão Lý, trước giờ tôi luôn coi lão Lý là người nhà, luôn là tiền bối mà tôi kính trọng, đến giờ lão luôn che chở, quan tâm đến tôi. Tôi, đừng nói những lời vô ích nữa, ta đều đối xử thế với thế hệ sau. Đối với cậu cũng không có gì đặc biệt hơn. Mà thậm chí là còn nghiêm túc hơn. Tôi hy vọng cậu có thể dừng công việc bên ngoài để yên tâm về tổ làm việc. Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Tôi cũng nghĩ rồi, nhưng cho dù cậu ở nơi nào, hy vọng chớ quên tổ A là được. Tổ A là tổ mà các cao thủ đã cố gắng duy trì đến ngày hôm nay. Cậu cũng thấy rồi đấy, đất nước không thể thiếu tổ A được. Mà tổ A cũng không thể thiếu đi cậu. Cậu là một thành viên đại diện mới cho tổ, nếu có dùng kinh tài diễm diễm cũng không thể hình dung ra được. Sự phát triển trăm năm sau của tổ A do cậu chịu trách nhiệm. Hiện giờ cậu là cao thủ lợi hại nhất trong tổ, trừ Xa Nhất Đao. Nhưng so với Xa Nhất Đao thì cậu có tiền đồ phát triển hơn. Lý Khiếu Phong nói giọng âm trầm, nhìn Diệp Phàm, tiếp tục nói, từ trước tới nay trong tổ đã ép cậu làm những chuyện mà cậu không muốn làm. Nhưng ta cũng muốn nói rõ với cậu. Tất cả những việc đó không phải vì lợi ích cá nhân mà đều đứng trên danh nghĩa nhà nước yêu cầu cậu làm. Hy vọng cậu không oán hận một ai kể cả Cung Khai Hà. Thực ra những việc hàng ngày đã khiến ông ấy phiền lắm rồi. Hy vọng cậu có thể thông cảm cho ông ấy. Tôi hiểu lão Lý, tôi hiểu được các ngài, các đồng chí mới đúng là trung thành với nước. Diệp Phàm gật đầu nói. Không thể nói như vậy được, anh đã vào sinh ra tử vì tổ, mấy lão chúng tôi chỉ đứng nhìn mà thôi. Ta biết tình trạng sức khỏe của ta, không còn bao lâu nữa. Nghe nói hiện cậu đang bận tâm về nhà máy phi không? Việc này, nghe nói tư lệnh trương của Việt Châu cũng đang làm công tác thuyết phục các ủy viên quân giới, công việc tuy có tiến triển nhất định, nhưng vẫn chưa thể hoàn tất được. Tuy ta đã lui về rồi nhưng việc này ta nghĩ, nếu như cậu có thể giúp đồng chí Trương Thành Cao này hoàn thành được việc thì chắc chắn anh ta cũng sẽ ghi nhớ tấm lòng này của cậu. Lý Khiếu Phong đúng là sắp chết rồi còn lo chuyện cho Diệp Phàm. Lão Lý, người cứ yên tâm mà nghỉ ngơi là được rồi. Việc của tôi tự lo, người đừng vì tôi mà lo lắng thêm nữa. Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt cương nghị nói. Ta biết là dù không cần ta thì cậu vẫn làm được. Nhưng quá trình sẽ dài và phức tạp hơn. Nhưng giờ ta nói với cậu một câu cuối cùng. Nếu nói thế thì ta cũng đã nói với hai người cậu và cả đồng chí Cung Khai Hà, tổng là ba. Mà, theo như ta được biết. Ta có thể nói được hai ủy viên còn đang do dự kia, không hề tỏ thái độ gì. Việc xây dựng quân cảng là chuyện lớn, không thể qua loa được. Đương nhiên không phải cơ sở quan trọng đặt ở nhà máy phi không các cậu. Mà chủ yếu ta cùng đồng chí Cung Khai Hà muốn nơi thích hợp để làm quân cảng. Mà nếu thì phương diện sườn thì có thể sẽ giúp được cả căn cứ Ngư Đồng. Căn cứ núi Đại Hùng của Ngư Đồng là rất quan trọng,
là một trong những bí mật lớn của tổ A. Lý Khiếu Phong nói. Lão Lý, người bảo tôi làm gì thì tôi làm thế. Được, đến lúc đó nếu cần tôi nhất định sẽ thông báo cho người. Diệp Phàm thấy tâm trạng hết sức phức tạp. Vậy là tốt rồi, Lý Khiếu Phong đột nhiên lấy lại khí thế, lấy ra từ chiếc gối đầu một chiếc hộp dài bằng chiếc đũa, nói, cái này cho cậu. Lão Lý, là cái gì vậy? Diệp Phàm không hiểu, cầm mà không muốn mở ra. Lúc này những thứ mà Lý Khiếu Phong đưa chắc chắn là quý trọng, nên đưa cho con trai ông là Lý Long mới đúng chứ. Mở ra xem đi, Lý Khiếu Phong nói. Diệp Phàm không còn cách nào, liền mở hộp ra. Phát hiện thấy bên trong là một cái chạm trúc, nhìn rất bình thường, có thể dùng các đốt trúc mà thành, từng đốt một nhìn rất rõ. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Lý Khiếu Phong. Chương 2872, việc này cũng là do anh ép tôi. Yên tâm, tôi đã hứa rồi không là không. Còn nói về việc tiết lộ, ha ha, thật ra nói về việc thành lập binh đoàn ở núi Sương Bối, Lão Vương có nói một câu, ý là Sa Thiên phù hợp với vị trí đó. Nhưng tôi nghĩ đến cảm nhận của anh nên không dung nạp được. Cung Khai Hà nói. Lão Vương chỉ ở trong Vương Gia Cốc, sao ông ấy có thể biết? Diệp Phàm lỡ lời nói. Ha ha, chuyện đó tôi sao biết được? Bí mật của Lão Vương tôi cũng đâu có quyền hỏi phải không? Cung Khai Hà giả dối nói. Diệp Phàm đã hiểu ngay, không kìm được bèn chửi một câu. Vương Nhân Bàng anh đúng là đồ hai mặt. Tôi cũng không nói là đồng chí Nhân Bàng nói nhé. Cung Khai Hà thái độ như người thắng cuộc, cứ như là ông đã đoán trước được tình hình. Ra khỏi Tổng viện quân y, Diệp Phàm lập tức gọi điện cho Vương Nhân Bàng mắng, anh đúng là kẻ hai mặt, dám chơi xấu sau lưng tôi sao? Ý anh là sao, anh Diệp? Vương Nhân Bàng ngây ngô hỏi. Cứ giả bộ đi, Diệp Phàm hung hăng nói. Ông anh của tôi thực không hiểu chuyện gì xảy ra, xin hãy nói rõ. Vương Nhân Bàng nhanh chóng kêu oan. Âm thanh kia cũng khiến Diệp Phàm chói cả tai. Chuyện của Sa Thiên có phải anh đã nói với ông cụ nhà anh không? Diệp Phàm hừ nói, tôi đã nói bao lần rồi, việc này không thể để lộ ra ngoài. Anh xem, cái miệng của anh có phải quá phiền phức không? Việc này Vương Nhân Bàng nghẹn họng không nói được gì. Sao, im tịt ngòi rồi phải không? Diệp Phàm châm chọc nói. Tôi cũng là bị anh ép mà thôi. Vương Nhân Bàng đột nhiên thốt ra, khiến cho Diệp Phàm phải sửng sốt hỏi. Tôi đã khi nào ép anh chưa, anh có nói khoác cũng phải đúng tí chứ. Anh xem việc anh làm đi, còn giả vờ trước mặt tôi sao? Vương Nhân Bàng khó chịu nói. Gì, việc tôi làm, ông em à, cậu nói cho rõ ràng, hôm nay chuyện này không làm rõ, xem tôi sẽ thu nhận cậu thế nào đây? Diệp Phàm đúng là tức rồi. Lẽ nào không đúng sao? Hôm qua tổ trưởng cung đến nhà tôi, uống chén trà, nói chuyện cùng ông cụ nhà tôi, ông ấy thấy tôi đến liền hỏi chuyện. Hơn nửa còn vờ vịt tặng hai món quà cho cong của tôi. Sau đó ông cụ có hỏi tôi về chuyện thành lập đội quân ở Sương Bối. Tôi nói đang tìm cách, căn bản để tìm được đội viên chính thức hợp với tổ A rất khó, mặt ông cụ liền nghiêm lại giáo huấn tôi rằng tôi không chuyên tâm gì cả. Chỉ một đội viên ngũ đẳng mà cũng không dung nạp được. Tôi liền nói với ông cụ về việc chọn người trong La Phù Cung. La Phù Cung là một phái lớn trong thời xưa, cũng là một phái lớn ngang tầm với Thiếu Lâm. Chỉ là người của La Phù Cung không nổi danh bằng Thiếu Lâm thôi. Nhưng, mặc dù xã hội hiện đại sướng dốc rồi, nhưng lạc đà gầy chết còn hơn ngựa lớn phải không? Dù thế nào thì chọn ra một cao thủ ngũ đẳng chắc chắn không khó. Vương Nhân Bàng hừ nói. Cũng phải, La Phù Cung nổi tiếng như vậy, lại có cả cao thủ như Lão Vương, một cao thủ ngũ đẳng chắc chắn không thành vấn đề. Diệp Phàm cũng đồng ý. Nói thì hay hơn cả hát. Ai ngờ ông cụ vừa nghe đã thái độ ngay, chỉ tay nói luôn từ nay đừng có nhắc đến La Phù Cung nữa. Tôi đoán là dã có chuyện gì rồi, chỉ có điều ông không nói, mà tôi cũng không tiện hỏi. Vương Nhân Bàng nói. Thế có liên quan gì đến chuyện anh bán đứng tôi về chuyện của Sa Thiên? Diệp Phàm hừ nói. Đương nhiên là có liên quan rồi. Ngay từ đầu việc thành lập binh đoàn ở Sương Bối, anh là tổng chỉ huy, tôi và Đới Thành đều là phó tổng chỉ huy. Không ngờ cái chức chỉ huy này chẳng tốt chỗ nào mà ngược lại là phiền phức. Tổ đã đưa cho chúng tôi nhiệm vụ phải thu nạp được 3 cao thủ ngũ đẳng trở lên. Hoa Hạ tuy lớn nhưng cao thủ ngũ đẳng cũng phải có nơi có chốn của họ. Đâu phải muốn có, muốn chiêu mộ là được đâu. Anh Diệp cũng quá đáng, đã đẩy cả nhiệm vụ này cho tôi và Đới Thành. Vương Nhân Bàng hừ nói. Tôi là tổng chỉ huy cũng phải là người chịu hại, cũng phải chiêu mộ chứ.
Diệp Phàm nhanh chóng nói, thực ra trong lòng cũng có tí chột dạ. Lúc trước Cung Khai Hà đã giao nhiệm vụ này cho hắn, chứ cũng không nói phải phân cho cả Vương Nhân Bàng và Đới Thành. Đấy đúng là Diệp Phàm đã liên lụy đến hai người này. Anh lại còn dám nói, sau này tôi mới rõ, vốn việc này là nhiệm vụ của anh. Hình như tổ trưởng cung đã có giao dịch gì với anh rồi. Cuối cùng thì anh liền kéo cả hai chúng tôi vào. Ngay từ đầu khi anh phân công việc tôi đã nghĩ đến La Phủ Cung rồi. Nhưng giờ ông cụ đã nói thế, tia hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất thì chỉ có cách chết. Đội viên còn không tìm được, anh bảo tôi phải đi đâu mà tìm. Mà ông cụ không quản những thứ đó, lệnh cho tôi trong 10 ngày phải tìm ra cao thủ ngũ đẳng, nói là vì nhà họ Vương chúng ta vì nước, không thể làm mất mặt được. Hình như Vương Nhân Bàng này đã thành đứa phá gia chi tử cho nhà họ Vương rồi, thực là tức. Vương Nhân Bàng càng nói càng tức, có thể là đang cắn răng ở đầu dây bên kia. Sao lại nói như vậy chứ? Đồng chí Vương Nhân Bàng này là nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất, hiện là cục trưởng cục cảnh vệ trung ương, là cán bộ cấp giám đốc sở, cũng có thua kém gì ai đâu. Trong cục này có đi đâu cũng có ai dám không nể mặt không? Anh thấy lão lang ngày trước ngay cả cán bộ cấp phó giám đốc sở cũng không coi ra gì. Mà đồng chí Nhân Bàng còn có biệt hiệu là tình thứ mà, ngay cả đàn bà còn có thể có được huống chi một cao thủ nhỏ. Chúng ta không thể lấy chí khí khác mà diệt đi uy phong của mình. Nên khi cần thì không cần phải khách khí gì. Diệp Phàm lại nịnh bợ. Cục trưởng cái chó gì, sao anh không làm đi, tổ trưởng cung ngồi bên cạnh uống trà nhưng không nói gì cả còn ông cụ thì cứ dục làm nhanh. Sau đó tổ trưởng cung nói Diệp Phàm có đề cử một cao thủ thất đẳng, đã có chút manh mối. Nói là trong vòng 3 ngày phải làm cho xong, tuy ông ấy không nói rõ là tôi không có năng lực, nhưng trong câu đó cũng đã chứa nghĩa đó rồi. Vương Nhân Bàng nói, ai nói có manh mối, không thể nào, lại còn thất đẳng cái cứt, anh đúng là đã bị lão cung gài cho cái giếng rồi, chúng ta đều bị ông ta cho vào tù rồi. Diệp Phàm tức giận nói, còn vào tù, chứ không phải cái mông, nhưng anh không nói sao, không thể nào, lẽ nào lão cung lại lừa gạt trước cả ông cụ nhà tôi, không thể thế được. Có thể lúc nào đó anh đã nói nhưng bân quá không nhớ. Nghe nói gần đây anh cũng bận, tình hình bên tập đoàn còn đang đình trệ đúng không? Vương Nhân Bàng nói, thật là tôi không nói mà, chắc chắn là trò của lão cung rồi. Ông ta lừa anh, lừa cả tôi, chúng ta đều bị ông ta chơi rồi, Diệp Phàm rất khẳng định nói. Hay là đúng bị lừa rồi? Vương Nhân Bàng nói. Chắc chắn đấy, Diệp Phàm nói, lại xác nhận lại. Xem ra đúng là tôi bị lừa rồi, nhất thời không cẩn thận nên tôi đã nói chuyện của Sa Thiên ra. Nói là Diệp Phàm có Sa Thiên trợ giúp, đoán chứng là sẽ đến tổ A. Lúc ấy lão cung vừa nghe thấy đã hỏi, có phải Sa Thiên bị thương không? Tôi đã nói ra mật, nên ông cụ cứ nhìn tôi, không còn cách nào khác, phải chiêu mộ thôi. Vương Nhân Bàng có chút ủ rũ. Anh đúng là anh, không chịu suy nghĩ gì cả. Một cao thủ thất đẳng thế sao dễ mà tìm được. Những cao thủ thất đẳng lưu lạc trong dân gian đâu dễ chịu được sự bó buộc trong tổ A. Người ta ở bên ngoài được tự do thoải mái, tán gái, kiếm tiền, chuyện phiếm đâu có phải bó buộc. Anh đúng là Diệp Phàm tức giận nói. Thì thế, như tôi trước kia cũng vui vẻ, tự do. Giờ tuy nằm trong hào quang lớn. Thân phận có vẻ khiến người ta khâm phục, nhưng thật không bằng con chó. Đúng là cuộc sống lúc trước thoải mái hơn nhiều. Ngay cả biệt danh tình thứ cũng không dùng được, chơi gái thì còn ra sao nữa, như vậy không giống với danh nghĩa đúng không? Đối với chúng ta mà nói đúng là tiến vào quan cũng chỉ như lên tơ hồng. Nhưng nói thì cũng đã nói rồi, không còn cách nào, hơn nữa, việc này trước tiên cũng là do anh ép. Cung không thể chỉ trách tôi đã làm lộ chuyện, Vương Nhân Bàng cũng không chịu. Anh hoành tráng thật, đúng là tức người. Cái miệng của anh đúng là Diệp Phàm cũng nói không ra lời, bởi vì chính hắn cũng đã chơi trước rồi. Tôi nói này anh Diệp, vấn đề chính của chúng ta là chưa tìm thấy cao thủ thích hợp để tham gia vào đội ngũ này. Đúng thật là đau đầu, Vương Nhân Bàng thở dài nói. Việc này đúng là đau đầu, không biết Đới Thành đã có manh mối gì chưa? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói có manh mối rồi, anh ta đúng là số may. Không ngờ lại gặp được sư đệ mấy năm về trước. Gọi là cái gì nhỉ? Nhất thời nhớ không ra, mà người đó cũng đến giai đoạn cao của lục đẳng rồi. Nghe nói anh ta còn du đãng trên giang hồ, thường thì buôn bán đồ cổ, còn bày trên vỉa hè của vườn Phan gia. Nhưng tuy nói là có chút lợi nhuận nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Không cẩn thận vào nhà giam như chơi. Cho nên Đới Thành đã khuyên anh ta,
có thể vào tổ A không những đại ngộ cao mà nhiệm vụ còn nhẹ nhàng đi. Không ngờ anh ta lại thuyết phục được người đó. Trong chuyện này đương nhiên là có điều kiện rồi, đó là giúp anh ta điều tra một vụ án. Hình như anh của người này đang bị oan, giam trong tù. Đới Thành ra tay thì còn có vấn đề gì chứ? Việc đó không phải là dễ như trở bàn tay sao, có thể ba người chúng ta Đới Thành sẽ đi đầu rồi. Vương Nhân Bàng nói, đúng là dẫm phải cứt chó, sao chúng ta lại không có sư đệ như thế chứ? Diệp Phàm không ngờ lại thấy xót xa, ghen tị. Ai bảo không có, Vương Nhân Bàng đột nhiên hừ nói. Tôi làm gì có, sư phụ tôi chỉ có một mình đồ đệ là tôi. Diệp Phàm thuận miệng nói luôn. Mặc dù anh không có sư đệ chính thức nhưng bạn bè của anh có không ít. Có thể nói ai đó vào là được rồi, thế chẳng phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Anh nghĩ tôi bán bạn cầu vinh sao, đây không phải phong cách Diệp Phàm này. Diệp Phàm hừ nói. Ha ha, tử bần đạo không bằng tử đạo hữu. Phong cách của Diệp Phàm có gì chứ? Không phải đã khiến cả tôi liên lụy sao? Vương Nhân Bàng này là anh em tốt nhất của anh mà còn bị anh bán rẻ, thật là thiệt cho tôi vẫn cứ coi anh là tốt. Vương Nhân Bàng cười nói. Chương 2873, bán đứng bạn bè lại còn là đại nghĩa. Dừng lại, chuyện này thực ra không thể nói là tôi không ra làm sao được. Tổ trưởng cung cũng có ý này. Anh nghĩ xem, lão Vương xuất thân từ La Phù Cung. La Phù Cung sớm đã lọt vào mắt của lão cung rồi. Mà anh nghĩ xem liệu lão Vương có thể để anh phiêu bạt không? Anh cũng không chịu nghĩ, lão Vương sao có thể làm thế, nhưng vậy chẳng phải là mất đi nề nếp nhà họ Vương sao? Diệp Phàm nói. Cũng đúng, Vương Nhân Bàng nói, rồi lại cười nói, thực ra chúng ta không phải không có cao thủ. Chỉ có điều nếu tôi nói ra anh đừng cho tôi là không ra gì nhé. Cứ nói ra xem sao. Diệp Phàm cũng hứng thú, không hiểu cái mà hắn nói là không ra sao như thế nào. Ha ha, lão lang không phải cao thủ sao? Nghe nói trong tổ cỡ xương bối còn đang thiếu vị trí thống lĩnh. Anh nói, lão lang không phù hợp, đương nhiên nếu muốn anh ta chuyên làm thống lĩnh để bảo vệ xương bối chắc chắn là anh ta không chịu. Vì thế nếu để anh ấy ở nơi gần xương bối, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ đúng không? Vương Nhân Bàng cười nói. Anh đúng là vô liêm sỉ, trong lòng Diệp Phàm thầm chửi như vậy, miệng còn do dự chút nói. Việc này, nếu để anh ta biết thì chắc còn gấp hơn cả chúng ta. Chúng ta đã hứa là sẽ giữ bí mật cho anh ta rồi mà. Thực ra anh Diệp, anh nghĩ bí mật này giữ được bao lâu đây? Tôi đang nghĩ thực ra tạm thời anh cứ để lão lang không bị ràng buộc một phen. Qua 1-2 năm rồi lại để cho anh ấy đi. Chỉ có điều rời chúng ta đề cử anh ấy cũng phải nhanh hơn chút mới được. Mà lão lang đang khoác áo quân đôi, nếu tính ra thì cũng như anh. Mà lão lang lại là thập đẳng, không dùng thì tiếc lắm. Việc này... Nói nhỏ ra thì vẫn là giữ bí mật cho bạn. Vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, nhưng nếu như nói từ phương diện quốc gia thì chúng ta đều làm vì quốc gia. Cho nên lấy đại nghĩa quốc gia thì chúng ta chỉ có thể bỏ đi cái tôi cá nhân mà vì nước. Vương Nhân Bàng dõng dạc nói. Hình như cũng có lý. Diệp Phàm cũng giật mình, thấy chủ ý này cũng có thể được. Thế thì tôi có thể đề cử rồi. Vương Nhân Bàng thử hỏi. Ha ha. Việc này chúng ta cũng nói là lỡ miệng. Không còn cách nào khác, có lúc cũng là say rượu mà lỡ miệng. Diệp Phàm cũng gượng cười nói. Được đấy, lão lang ơi lão lang, thời gian trước anh cũng sẽ thảm như tôi thôi. Đến lúc nhận được báo ứng rồi. Vương Nhân Bàng cười to, anh ta đúng là rất hứng thú. Vừa mới xong định nghỉ ngơi tí thì Vương Triều lại gọi điện đến nói, Chủ tịch Diệp, việc đã có tiến triển rồi. Ừ, điều tra được gì rồi? Diệp Phàm vui vẻ hỏi. Phó Chủ tịch Tập đoàn Chính Hà La Mễ Các Lâm, chúng tôi vẫn chưa bắt được, nhưng lại lấy được một bảo bối tại nhà nhân tình của hắn. Vương Triều cười nói. Cái gì thế? Diệp Phàm hỏi. Một chiếc đĩa, Vương Triều cười nói. Đĩa, là đĩa CD à? Bên trong chắc chắn có tin tức quan trọng. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chúng tôi vừa mở ra đã thấy kinh hoàng. Bên trong không ngờ lại là đoạn phim mà La Mễ Các Lâm cùng nói chuyện với cha thiết nhĩ của nhà họ cha. Tuy đoạn phim có chút mờ ảo nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn ra chính xác. Những gì hai người họ nói chúng tôi đều nghe thấy rõ cả. Không thể ngờ được đằng sau án lừa dối của Hoành Không này lại chính là cha thiết nhĩ. Vương Triều cười nói. Cha thiết nhĩ, sao lại thế? Anh ta làm vậy có mục đích gì? Anh ta là người tiếp nhận vị trí của chủ tịch cha mà.
hiện giờ đã là phó tổng giám đốc của tập đoàn Chính Hà rồi, chuẩn bị tiếp nhận vị trí của chủ tịch cha. Làm như thế không phải tiền đồ nhà họ cha đã bị hắn ta hủy hoại rồi sao? Hơn nữa 200 triệu của Hoành Không chúng ta đâu có là gì với anh ta. Người là người có tiền đến cả bạc tỷ mà. Chiếm giữ 60% cổ phần trong tập đoàn Chính Hà. Sao lại có thể ra tay với Hoành Không chúng ta? Diệp Phàm đúng là không thể tin nổi. Chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân của nó, cha Thiết Nhĩ là con trai lớn của chủ tịch cha Lôi Lạc Tư, đúng. Mà lại còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Chính Hà, chức vụ chỉ thấp hơn chủ tịch hội đồng quản trị mà thôi. Nhưng hiện giờ chủ tịch cha cũng chưa già, chưa đến 60. Với tuổi tác, sức lực đó có thể cầm quyền mười mấy năm nữa chắc chắn không thành vấn đề. Cha Thiết Nhĩ có dã tâm rất lớn, lúc nào cũng muốn ngồi lên vị trí chủ tịch đó. Chỉ có điều quyền lực của cha trong tập đoàn quá lớn, anh ta lại không thể có khả năng để chèn ép lại. Mà đấy vẫn chưa phải là nguyên nhân chính nhất, nguyên nhân chủ chốt nhất là anh ta không phải là con đẻ của chủ tịch cha. Vương Triều đột nhiên tung ra một tin tức như quả bom. Không phải là con đẻ, sao mà anh biết được? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này là do chính miệng người tình của Gillian, La Mễ Các Lâm, nói ra, có lần La Mễ Các Lâm say rượu nên đã nói ra. Còn nói là chủ tịch cha luôn giấu giếm cha Thiết Nhĩ, không muốn để anh ta biết. Mà ông ta cho cha Thiết Nhĩ đại ngộ cao như thế không phải để nhận chức của mình. Mà là hy vọng rèn luyện được anh ta xong, sẽ giải đường cho con trai thứ hai là cha Phi Lôi lên. Tương lai anh ta sẽ hỗ trợ cho con trai cha Phi Lôi lên nắm chức chủ tịch. Mà cha Phi Lôi mới đúng là con cả của ông ấy, nhưng vì anh ta còn quá trẻ, kinh nghiệm và năng lực không thể bằng cha Thiết Nhĩ được. Tất cả những điều này cha Lôi Lạc Tư đều đã để ý rồi. Gần đây ông ta đã thay đổi chủ ý, bởi vì ông ta biết, nếu như để con trai thứ hai lên nắm quyền thì chắc chắn cha Thiết Nhĩ sẽ không chịu phục. Cho nên ông ta luôn muốn nghĩ cách để làm suy yếu quyền lực và sức ảnh hưởng của cha Thiết Nhĩ trong công ty. Cùng với đó lại tăng cường sức ảnh hưởng của cha Phi Lôi. Mà Richard cha Thiết Nhĩ cũng đã cảm nhận được hành động của cha không bình thường. Tuy ông ta không ra mặt nhưng âm thầm tiến hành. Nhưng Richard cha Thiết Nhĩ cũng rất lợi hại. Sớm có mơ ước ngồi vào trước đó, nên đã kêu La Mễ Các Lâm điều tra. Khi điều tra đúng là đã khiến hắn ta làm trò gian trá. Richard cha Thiết Nhĩ mới biết cha thay đổi như thế chính là do hắn ta không phải là con đẻ của ông. Lúc này Richard cha Thiết Nhĩ biết, bản thân không thể nào ngồi được vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kia. Có thể chức phó tổng này cũng ngồi không yên được, mình là người ngoài đến nhà họ cha. Người ta chắc chắn không thể đem cả gia tài để giao lại cho một người ngoài, không cùng huyết thống được. Tự nhiên cha Thiết Nhĩ hừng hực tức giận, có thể vì thế mà cùng với Gillian, La Mễ Các Lâm, làm án lừa dối đó. Cha Thiết Nhĩ biết, tập đoàn Hoành không thuộc về nhà nước. Bị lừa nhiều tiền như thế không thể làm dễ dàng được. Việc này, chắc chắn là liên quan đến tập đoàn Chính Hà. Mà cha Thiết Nhĩ lại nghĩ một con đường khác là đổ hết trách nhiệm lên đầu cha Phi Lôi. Bởi vì lúc xảy ra vụ án đó cha Thiết Nhĩ đã có bằng chứng ngoại làm là ra nước ngoài xử lý việc làm ăn của công ty. Đầu tiên hắn ta để cho bản thân sạch sẽ, còn La Mễ Các Lâm cũng sẽ để phần phân thối đó lên đầu cha Phi Lôi. Đến lúc đó cha Phi Lôi bị điều tra ra, nhà họ cha không vấn đề gì, tập đoàn Chính Hà cũng không vấn đề gì. Nhà họ chỉ bỏ ra số tiền là có thể lo êm vụ này, tập đoàn Hoành không nhận được tiền chắc chắn cũng sẽ không đôi gì nữa. Tuy nhiên chỉ có điều tập đoàn Chính Hà sẽ phải mất một số tiền, mà cha Phi Lôi cũng sẽ bị tiếng xấu. Có thể anh ta cũng không có cơ hội ngoi lên chức chủ tịch kia được nữa. Cha Lôi Lạc Tư có hai người con trai và hai người con gái. Không thể để con gái lên nắm quyền được. Cô con gái lớn là cha Ngọc Tư, tuy cũng là giám đốc trong công ty của nhà họ cha nhưng mãi mãi cũng không thể tiến vào vòng cầm quyền được. Con gái út là cha Chi Thanh mới 18, 19 tuổi. Còn đang đi học đại học Cảng Cửu. Và lại nói gia tộc nhà họ cha rất lớn. Tiền của nhà họ cha cũng không phải là của một mình cha Lôi Lạc mà còn có cả phần của những thành viên khác trong gia tộc. Cho nên người trong gia tộc chắc chắn không đồng ý để cha Lôi Lạc Tư cho con gái lên nắm quyền. Mà cha Lôi Lạc Tư cũng không thể để quyền quản lý cho cháu của mình được. Cho nên cơ hội tốt này chắc chắn là thuộc về cha Thiên Nhĩ rồi. Vương Triều nói, cha Thiết Nhĩ đúng là âm mưu lớn. Hắn ta dùng thủ đoạn đúng là hay. Nếu anh không dùng thủ đoạn để điều tra ra thì chắc chắn chủ tịch cha đến chết cũng sẽ không biết gì. Người này, vì danh lợi mà gì cũng làm được. Thực ra,
anh ta không phải là con đẻ của nhà họ Cha, nhưng người ta cũng đã cho anh chức phó tổng giám đốc, tức là cũng đã tốt với anh lắm rồi. Nhưng dục vọng quyền lực của con người đúng là vô đáy, đứng núi này trông núi nọ. Diệp Phàm thở dài, giờ Cha Thiết Nhĩ đang ở đâu? Hiện giờ đang nằm trong viện, hình như cũng nằm trong kế hoạch cả. Vương Triều cười nói, ốm thật hay là giả? Diệp Phàm cười nói, cái này cần gì phải hỏi nữa, chắc chắn là giả rồi. Nhưng tôi nghĩ mà không thông, hắn ta làm thế để làm gì? Như thế chỉ hãm hại hai thuộc hạ của anh là Khổng Ý Hùng và Ngô Lâm. Tuy đã thành công trong việc khiêu khích hai tập đoàn Hoành Không Chính Hà, nhưng cũng có thể bản thân cũng bị kéo theo. Lần này anh đã dùng thủ đoạn đặc biệt, Chu Hồng Huyết bên sở cảnh sát Cảng Cửu cũng không thể buông tha. Nếu như điều tra ra anh ta là người chỉ thị làm thì chắc chắn là có nguy cơ ngồi tù rồi. Tuy nói có tiền có thể ra ngoài được nhưng anh ta không phải cũng mang tiếng xấu sao. Nếu chỉnh thì cũng phải để sự việc đổ hết cho cậu em không thân thích kia mới đúng. Chỉ có khiến Cha Phi Lôi mang tiếng xấu thì bản thân mới sáng được, thế mới thuận lợi mà bước lên được đúng không? Vương Triều buồn bực nói, không hiểu mấy. Tôi đang nghĩ, tuy điều tra ra thì Cha Thiết Nhĩ có tiếng xấu nhưng tiếng xấu này đối với Hoành Không chúng ta mà nói. Ngược lại đối với Chính Hà thì anh ta lại là một anh hùng. Vì tập đoàn Chính Hà nên mới làm như thế. Có thể để Chính Hà có một chủ tịch hết lòng vì lợi ích công ty thế. Nên trong nội bộ công ty chắc chắn danh tiếng của Cha Thiết Nhĩ càng cao. Còn về ngồi tù, tôi nghĩ chuyện nhỏ này không khó đối với họ. Nhiều nhất cũng chỉ là phạt tiền, đương nhiên chúng ta cứ cắn chặt lấy không buông thì cũng đau đầu. Diệp Phàm nói. Phân tích đúng là được, Cha Thiết Nhĩ có được tiếng xấu đó, lại lớn mạnh uy danh. Không ngờ người này lại làm thế với chính mình, y như nguyên bản khổ nhục kế trong Tam Quốc khi Chu Du đánh Hoàng cái vậy. Vương Triều cười nói. Chương 2874, công chúa đến rồi, hoàng tử đâu? Chỉ tàn nhẫn với bản thân thì mới làm đại sự, còn chưa đủ tàn ác với bản thân thì không thể tàn ác với người khác được. Còn không ra tay với bản thân được thì sao có thể ra tay với người khác được? Diệp Phàm cười nói. Cao kiến, đúng là cao kiến, thụ giáo rồi. Vương Triều cười điên cuồng, thở dài nói, chẳng trách mà những nhân vật trong lịch sử làm lên đại sự toàn là những bậc tự hà khác với bản thân. Như Lưu Bang cũng đã ra tay thế với Hàn Tín. Vương Triều cười nói, ôi, tôi còn chưa đủ hà khắc đây. Diệp Phàm đùa nói, đó là đương nhiên rồi, lý luận làm người của Diệp Phàm không giống nhau mà. Hà khắc với người ngoài nhưng không thể hà khắc với bạn bè. Nhưng đó cũng là một phong cách khác của người làm lên đại nghiệp. Có anh em, bạn bè giúp đỡ việc gì mà không thành đúng không? Vương Triều cười nói. Sáng ngày thứ hai Khổng Ý Hùng đã gọi điện đến. Nói là người nhà họ Cha đã có người đến muốn gặp chủ tịch Diệp. Diệp Phàm vừa nghe xong có thể đã có chút manh mối, lập tức đến thẳng Cảng Cửu. Quả nhiên, lần này đến là tổng cố vấn của tập đoàn Chính Hà Cha Thái Lâm. Người này cũng có thế lớn trong tập đoàn. Đúng là có phong thái quân sư của Chính Hà. Chủ tịch Diệp. Chủ tịch Cha của chúng tôi muốn mời anh đến ăn tối cùng tại Hồng Tà Vịnh. Vừa thấy Diệp Phàm, cố vấn Cha đã nhiệt tình chào hỏi. Hồng Tà Vịnh, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt vì chưa hề nghe nói đến địa danh nào nổi tiếng như thế ở Cảng Cửu. Hồng Tà Vịnh chính là nơi mà chủ tịch Cha sống, tuy nói cái tên có vẻ có chút tà khí. Nhưng nơi này đúng là một nơi tốt, là nơi ở tốt cực kỳ khó tìm ở Cảng Cửu. Đương nhiên cũng có nhiều người nghĩ rằng cái tên đã quá tà ác. Thực ra tà và ác phải tách nhau ra, tà không thể cũng là ác được, chỉ là có vẻ khác thường chút thôi. Cha Thái Lâm nói với thái độ tương đối tự hào. 5 giờ chiều, Diệp Phàm đã tiến thẳng đến Hồng Tà Vịnh. Vừa mới xuống xe đã thấy rõ ràng nơi đây quả là rộng lớn. Hình như ai đó đang tổ chức party thì phải. Diệp Phàm hỏi lại một người cạnh đó mới biết đúng là tối nay có PT, là con gái của chủ tịch Cha Chi Thanh công chúa mở tiệc. Kiểu party này thực ra là những trò chơi của những người có tiền, bạn bè, người thân cùng đến chúc phúc. Chẳng qua cũng chỉ là ăn chơi, nói chuyện phiếm. Nhưng nếu kiểu này mà thanh niên làm thì không khí sẽ rất sôi động. Mà nam thanh nữ tú đều có mặt, cũng sẽ tăng được cảm giác trẻ trung, cộng thêm có nhiều cơ hội để làm quen. Còn nếu là người già làm thì chắc chắn là về công việc làm ăn hay gì đó, nên chắc chắn sẽ trang trọng. Khách đến tham dự cũng đều là những người hoa quý. Mà rất nhiều cơ hội làm ăn đã bắt đầu từ những sự kiện này. Vì thế tham dự những buổi party quyền quý cũng là một loại cơ hội. Giống như loại party như của nhà họ Cha đây. Tất nhiên là các cô gái, chàng trai trẻ trung,
xinh đẹp chắc chắn là không thiếu rồi. Và càng không thể thiếu được các nhóm quyền quý. Trong xã hội chỗ nào chúng có những doanh nhân lớn, là thiên đường của những người giàu. Cha Thái Lâm mặc một bộ trang phục dạ hội màu đen đứng ở cửa tiếp khách. Bên cạnh có một cô gái, cũng rất xinh đẹp. Đàn ông thì mặc vest, con giá thì có một kiểu tóc công chúa, mặc một chiếc váy màu trắng hơi bồng. Nhìn thì chưa đến 20, nhưng châm gài tóc có vẻ kỳ lạ. Không phải là ngọc mà cũng không phải là vàng bạc gì đó mà hình như là một cây châm bằng trúc. Những nốt trúc trên chiếc châm đều rất rõ ràng, không phải là màu xanh biếc mà là màu xanh nhạt cổ xưa pha thêm những chấm đen màu vàng. Diệp Phàm sửng sốt, dùng mắt ưng quan sát, trong lòng không khỏi chấn động, đó giống y như chiếc châm trúc mà sư phụ của Lý Khiếu Phong đã nhặt được. Chẳng lẽ lại là một đôi sao? Diệp Phàm liền hứng thú, bởi vì trên chiếc châm mà Lý Khiếu Phong đưa có một ký hiệu nhỏ, hình như là khắc một con phượng. Nếu như chiếc châm trên đầu cô gái kia là hình chim hoàng thì đúng là phượng hoàng cùng bay rồi. Chỉ có điều Diệp Phàm đã cố dùng sức nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được ký hiệu đó. Đợi để lấy xem mới được, Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng rồi tiến lên phía trước. Chủ tịch Diệp, anh đúng là đúng giờ. Vừa thấy Diệp Phàm đi tới, cha Thái Lâm đã nhiệt tình bước lên trước mấy bước tiếp đón, nhưng đôi nam nữ kia thì không có bất cứ hành động nào, vẻ mặt cũng rất hờ hững. Ha ha, chủ tịch cha đã mời thì tôi phải đúng giờ chứ. Bằng không những thứ tốt để người ta ăn rồi, thì chẳng phải là lỗ sao. Diệp Phàm cười nói, cũng không thèm để ý đến sự hờ hững của cô công chúa kia. Chủ tịch Diệp không phải đói đến mức độ đấy chứ. Không ngờ người thanh niên đằng sau lại thêm vào một câu, lạnh như băng. Đại công tử, chủ tịch Diệp là chủ tịch của tập đoàn Hoành Không, sao có thể bị đói được? Cha Thái Lâm cười hòa giải. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu, người này chính là vị công tử đang giả ốm nằm viện cha Thiết Nhĩ. Không ngờ tối nay đã xuất viện rồi. Chủ tịch Diệp, nhà chúng tôi tiếp khách toàn là những món ngon, chỉ sợ anh không ăn hết thôi. Cô nàng xinh đẹp đứng bên cũng đã tủm tỉm cười nói. Chủ tịch Diệp là người rộng lượng mà, chúng ta bảo người chuẩn bị nhiều chút, bằng không lại sợ thiếu thì nguy. Cha Thiết Nhĩ châm chọc nói. Chắc chắn chủ tịch Diệp là người rộng lượng rồi, tôi xin được giới thiệu. Vị này là phó tổng giám đốc tập đoàn chính Hà cha Thiết Nhĩ. Còn vị này là em gái cha Chi Thanh, tối nay là tiệc sinh nhật của cô ấy. Cha Thái Lâm liền giới thiệu. Chỉ sợ cha Thiết Nhĩ càng nói càng không ra sao đến lúc đó việc của chủ tịch Diệp chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu. Ồ, anh chính là phó giám đốc cha hình như bị cấp dưới của tôi khiến bị thương sao? Diệp Phàm thản nhiên châm chọc. Hình như, chủ tịch Diệp, anh nói thế là thế nào? Sao lại có thể nói là hình như được? Vốn chính là như thế mà. Lẽ nào chủ tịch Diệp đúng là người lật mặt phải không? Cha Thiết Nhĩ nghiêm mặt, giọng điệu giáo huấn người khác. Có phải là sự thực hay không tôi tin rằng sở cảnh sát sẽ cho tôi một câu trả lời đích xác. Còn nói về kiểu đổi trắng thay đen, đó không phải là chuyện tôi quen làm. Diệp Phàm hừ nói. Tôi cũng rất mong chờ, người đánh người đó sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Kể là cấp dưới của chủ tịch Diệp cũng không thể ngoại lệ. Người đại lục đến cảng cửu này thì phải chịu pháp luật của cảng cửu. Cha Thiết Nhĩ nói. Nói cũng đúng, người đại lục đến cảng cửu thì phải tuân thủ theo luật pháp nơi đây. Nhưng người Anh đến cảng cửu cũng phải tuân thủ đúng không? Giờ cảng cửu không thuộc đế quốc Nhật nữa rồi, mà đã quy về với đất nước, là cảng cửu của TQ rồi. Diệp Phàm nói ra câu này cha Thiết Nhĩ suýt nghẹn họng. Vô vị, cha Thiết Nhĩ bị chặn họng, cuối cùng cũng nói ra những lời này. Được rồi, chủ tịch Diệp, mời vào trong ngồi. Cha Thái Lâm thấy không thể đứng ngoài cửa tào lao nữa rồi, nếu nói nữa thì mọi người sẽ vây lại xem mất. Trong sảnh đúng là náo nhiệt. Có rượu vang, có cau, cà phê, cốc tai. Cứ như buổi tiệc của khách sạn năm sao vậy. Lại cộng thêm những cô gái, chàng trai toàn dùng đồ hiệu, cộng thêm cả dàn nhạc nhẹ nhàng, khiến cho buổi tiệc càng vui, càng náo nhiệt. Mời công chúa cha Chi Thanh của buổi tiệc hôm nay lên đây. Lúc này, người chủ trì trẻ tuổi lên tiếng. Cha Chi Thanh đứng sửng sốt ở ngoài cửa đã bị mấy thanh niên vây quanh rồi đưa lên khán đài. Bởi vì đã bắt đầu tiết mục long trọng. Mà trên giữa khán đài còn có một thảm đỏ. Tất cả mọi người cả trẻ lẫn già đều đứng lên vỗ tay. Cha Chi Thanh không muốn cô trở thành nhân vật nữ chính cho buổi tiệc linh đình này nên lúc này cô như tiên nữ Quỳnh Lâu vậy. Chân cô không đi giày, trần trụi như bức khỏa thân ngũ thái vân thái. Trên đôi chân trần đó còn có hai chiếc lắc chân, nhìn cứ như thiên sứ vậy. Công chúa của chúng ta đến rồi, công tử của chúng ta đâu?
Một cô dẫn chương trình khác nói ngọt ngào bên chiếc micro. Lập tức toàn hiện trường chấn động, Diệp Phàm cũng không khỏi dừng bước. Thanh niên mà, đúng là hay. Cha Thái Lâm cũng dừng lại, chuẩn bị quan sát công chúa lên sân khấu rồi nói. Ha ha, trên đời này có vô vàn thanh niên không có cơ hội thế này. Diệp Phàm nhỏ tiếng cười. Bất kể trên đời thế nào nhưng không có gì là công bằng tuyệt đối được, tiểu thư có được vinh quang như hôm nay chính là đổi từ việc vất vả của chủ tịch cha. Trên đời này, cái gì cũng phải có tranh đoạt mới được. Cha Thái Lâm nói, như vẻ ám chỉ Diệp Phàm đang hiềm nghi gì đó. Nghe nói công chúa của chúng ta vẫn còn chưa có bạn trai, hay là thế này, hôm nay để cho công chúa chọn một người vừa ý lên sân khấu này được không? Nam dẫn chương trình nói xong khiến cho nam nữ trong buổi tiệc điên cuồng hết cả lên. Hay lắm! Ai có cơ hội? Mặt cha Chi Thanh liền đỏ lên. Thưa các quý ông, quý bà, các bạn nam nữ, chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay nào, cổ vũ cho bạn trai của công chúa được không? Nữ dẫn chương trình lại thêm vào một câu, cả buổi tiệc đã náo nhiệt đến cao trào. Tất cả nam nữ thanh niên trong buổi tiệc đều vỗ tay, nhìn về cha Chi Thanh, các nam thanh niên trong sảnh cũng đã đứng hết về phía thảm đỏ, hôm nay mà được lọt vào mắt xanh của công chúa kia thì có phải là phát tài rồi không? Thiên kim của nhà họ cha, ít nhất cũng bằng phấn đấu vài kiếp. Diệp Phàm và cha Thái Lâm bị các chàng trai kia gấp gáp đẩy ra một bên, Diệp Phàm nhìn phía sau rõ ràng vẫn còn bàn đào. Mùa này mới là mùa ra hoa, đây chắc chắn là lấy từ vụ mùa còn để ướp lạnh đến giờ. Cũng có thể là bàn đào giả, dùng cái gì đó làm thành. Diệp Phàm lại nghĩ đến vườn đào ở thành phố Ma Xuyên, thế là tiện tay lấy, gặm một cái, gặm vào thì thấy ngọt lịm, đúng là thật, không phải là giả đào. Mà đầu lại to, to hơn cả nắm tay người lớn. Có lẽ chắc cũng không rẻ. Chương 2875, tôi đã có vợ rồi. Diệp Phàm chuyên tâm vào chuyện ăn quả đào. Đúng là hắn đã đói rồi. Đúng lúc này Diệp Phàm có cảm giác như có gì đó đang chuyển động, nhìn thấy xung quanh đột nhiên thấy ngượng ngùng. Bởi vì hình như tất cả mọi người ở đây như đang nhìn chằm chằm vào hắn ta đang gặm đào. Lẽ nào là cha Thiết Nhĩ giở trò gì sao? Khiến cho mọi người ai cũng nhìn hắn đúng là không còn chúi vào đâu được nữa. Diệp Phàm phản ứng lại, nhún vai, vẻ thân sĩ cười nói, nhìn gì, đào này ngon mà, tôi nghèo hèn nên chắc không thể ăn được thứ này. Các vị nếu ai muốn ăn thì xin mời, bằng không đợi tôi ăn hết rồi thì chắc chắn các vị không có phần đâu. Các anh em, đúng là hoành tráng, có người kêu lên, thật là khổ cho anh em mình. Có người huýt sáo, Diệp Phàm như cảm thấy có chút kỳ lạ. Hình như các bạn trai xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt thù địch. Đã xảy ra chuyện gì, không phải là tôi ăn đào sao? Chỉ là quả đào thôi mà, có gì đâu. Diệp Phàm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu về phía trước, lập tức ngây người. Bởi vì công chúa nhà họ cha đã đỏ bừng mặt, vẻ mặt tươi cười đôi bàn chân trần đang tiến về phía hắn. Những bước chân vô cùng ngắn, chậm rãi, cứ như những động tác đang quay trên TV vậy. Thời gian như đang dừng lại. Diệp Phàm đột nhiên sững sờ, ném ngay quả đào trong tay sang bên. Hắn ta nghĩ cô tiểu thư này đã nhắm được người bên cạnh hắn nên đã nhường đường, không nên quấy rầy việc của người ta. Nhưng cha Chi Thanh cũng đã đi sang bên đó, vòng quanh rồi lại đi lại, cô dừng lại trước mặt Diệp Phàm, mà lại còn xấu hổ duỗi tay ra ý là anh mau nắm lấy tay đi. Nhưng Diệp Phàm không nhúc nhích gì, bàn tay ngọc ngà của cha Chi Thanh đang giơ ra trong không trung. Mặt cô cũng đã hồng lên. Không ngờ người này lại không phối hợp, nên cũng đã rất lúng túng. Thấy cảnh tượng thế, cha Thái Lâm liền nhanh chóng cười nói, Chủ tịch Diệp là khách của Chủ tịch cha, Chủ tịch Diệp đang trên lầu, tiểu thư, mọi người vui chơi đi, tôi và Chủ tịch Diệp lên trước. Vừa nghe thấy nói Diệp Phàm là khách đặc biệt của Chủ tịch cha hàng trăm người có đến 99 người đều đã hâm mộ Diệp Phàm. Tất cả đều đang nhìn Diệp Phàm, cho rằng anh ta trẻ như vậy mà được đích thân Chủ tịch cha đợi, người này là người nào? Là người nhà làm quan ba đời, hay là phú ông ba đời hay là sao? Đương nhiên, nếu như những người trong sảnh có thể đạt đến cảnh giới bán thần tiên, có lẽ Diệp Phàm của chúng ta chắc chắn đã bị mắt thần này giết n lần rồi. Đố kỵ, hận, nổi cáu, lạnh lùng. Những ánh mặt này đã hội tụ lại, không khí trong sảnh khó thở đến vô cùng. Rồi còn có cả một bộ phận ánh mắt của các cô nàng lại ngậm ngùi nhìn Diệp Phàm, ánh mắt xuân kia cũng đã như hòa tan Diệp Phàm. Chỉ cần có thể gả cho anh này thì chắc chắn là được gả cho nhà quyền quý rồi. Đến cả chủ tịch cha còn đích thân đợi lại còn là chủ tịch Diệp. Vậy chắc chắn đó là tập đoàn lớn,
thậm chí có thể là chủ tịch ngang như chủ tịch cha. Mà người ta còn trẻ như vậy, chắc chắn là thuộc quý tộc rồi. Những cô nàng này đều muốn tiến về phía Diệp Phàm, nhưng anh chàng không chống lại được xuân chiều này, đã bị chen đẩy đi. Không lâu sau Diệp Phàm thấy những nam thanh niên đi ra hết, chỉ còn lại cha Thái Lâm đứng bên. Cha Thái Lâm là người có thân phận cao trong nhà họ cha. Những cô nàng kia cũng không dám chen chúc lại, vì thế Diệp Phàm suýt nữa đã như trong rừng hoa rồi, hàng loạt mùi nước hoa hàng hiệu tỏa ra, nhức cả mũi, Diệp Phàm cũng muốn chuồn đi. Không ngờ nét mặt già của cha Thái Lâm cũng đã đỏ ửng, hôm nay cũng là ngày hiếm có của lão. Có thể tâm của lão cũng đã lay động rồi. Nhưng mặt cha Chi Thanh lại càng đỏ, bàn tay ngọc ngà của cô vẫn còn dơ ra. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, mà lại là tình cảnh cha Chi Thanh ăn mặc rách nát thì đúng là người ra sẽ nghĩ cô như công chúa cái bang đi xin ăn. Diệp Phàm điềm tĩnh nhìn mọi người. Hắn ta chắp tay, tỏ vẻ xin lỗi cha Chi Thanh rồi đi lên lầu. Chú Thái Lâm, chú nói với cha cháu, cho cháu mượn Diệp tiên sinh này 10 phút. Không thể tưởng tượng là cha Chi Thanh lại nhắm trúng Diệp Phàm rồi, hôm nay chắc chắn muốn Diệp Phàm là bạn trai tạm thời của cô. Việc này mặt cha Thái Lâm cứng đờ. Không phải là không chấp nhận, chỉ là sợ chủ tịch Diệp này không chịu, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến công chúa. Bởi vì ông đã điều tra vị chủ tịch Diệp này là người có cá tính. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã ngồi được vị trí chủ tịch tập đoàn Hoàn Không, trong giới thương nhân chắc chắn Diệp Phàm cũng là một tài năng trẻ. Tuy Hoành không sắp đổ nhưng người ta có hàng chục nghìn công nhân, là một công ty đã lũy kế được hơn cả chục tỷ. Nếu nói thế thì chính Hà không thể bằng Hoành Không được. Cha Thái Lâm đã tìm hiểu về Diệp Phàm, đã biết được có thể ngồi lên vị trí đó chắc chắn đằng sau cũng là người không thể lường được. Rất xin lỗi cô, tôi đã có vợ rồi. Diệp Phàm bình tĩnh, thái độ xin lỗi nói, cho nên không phù hợp với điều kiện hôm nay của cô, đúng là không có phúc phận đó. Nhưng Diệp mỗ tôi rất cảm kích, một con nàng xinh đẹp như tiên nữ Nguyệt Cung cũng khiến cho một người có vợ như tôi cũng không khỏi mơ ước. Hôm nay tôi cũng là người đến, cũng đã phải cố gắng khống chế bản thân. Cơ hội này xin nhường lại các chàng trai ở đây. Câu cuối của hắn ta âm thanh rất lớn, đó cũng là câu mà các chàng trai ở đây thích nghe nhất, toàn thể đã cùng nhau vỗ tay lên. Hơn nữa đa phần các anh trai đều đã thở phào nhẹ nhõm. Sát khí trong sảnh đã được giảm đi nhiều, rồi những ánh mắt của các cô bạn trẻ kia dường như cũng sắc nhọn hơn, lại có một luồng phấn khí lao về phía Diệp Phàm. Có vợ rồi cũng có thể có bạn gái đúng không? Không ngờ sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Hôm nay cha Chi Thanh như bị điên vậy. Không ngờ cô lại vứt bỏ cả sĩ diện, bỏ đi cả kiêu ngạo của một tiểu thư cao quý, bỏ đi tất cả những gì cô có, cô quá quyết đoán rồi. Không ngờ cô lại lao đến trước mặt Diệp Phàm, mà tay còn giơ ra, luồn vào bên trong cánh tay Diệp Phàm. Họ Diệp kia, buông tay cô ấy ra. Lúc này một giọng nói đặc biệt hét ngang tai, phẫn nộ như viên đạn sắc nhọn sắp bay ra khỏi nòng súng. Tất cả mọi người đều nhường cho một người tiến tới. Hóa ra âm thanh đó truyền từ cánh cửa lớn vào. Diệp Phàm muốn bỏ tay ra chạy, trường hợp này nếu cứ tiếp tục, nếu để truyền thông cảng cửu biết rồi lại bị đám chó chết cho lên báo thì nhân viên cán bộ trong đại lục như hắn chắc chắn là nổi tiếng rồi. Cán bộ đại lục dám đến cảng cửu lấy lý do công tác để treo hoa ghẹo nguyệt, rõ ràng có vợ rồi mà còn muốn trăng hoa. Nhưng vừa nghe thấy tiếng hét đó, Diệp Phàm lại bỏ ngay ý nghĩ này. Ngược lại hắn ta còn căng cánh tay, khép chặt tay của cha Chi Thanh vào người. Mà còn kéo cả người cô ấy gần lại, nên người cha Chi Thanh đã sát bên cạnh hắn. Bên ngực mềm mại đã đập vào cạnh người hắn. Đúng là to, Diệp Phàm thầm nghĩ trong đầu. Thấy một người đứng ở cửa lớn, tóc dài, áo choàng mỏng, to, dưới mặc quần bò, chiếc thắt lưng có mặt lớn hơn cả nắm tay. Người này có gương mặt như đao gọt, tóc dài nên có vài sợi như đang bay. Diệp Phàm giật mình vì dưới con mắt ưng đã phát hiện ra người này là cao thủ thất, bát đẳng, người này là ai? Công lực cao như thế, hình như tuổi tác còn rất trẻ. Hắn là ai vậy? Diệp Phàm hơi nghiêng đầu liếc mắt hỏi cha Chi Thanh. Điền Nhất Đao, cha Chi Thanh chau mày nói, dường như không hứng thú gì với người này. Điền Nhất Đao, chưa nghe thấy bao giờ. Diệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn người này. Bước chân của anh ta đĩnh đạc. Từng bước đều để lại dấu chân, chắc chắn người này có chút danh tiếng ở cảng cửu này. Thấy anh ta đến những vị khách đều tự động lùi lại, nhường đường. Người này rất có cá tính, thường có bộ dạng bất cần đời, lúc nào cũng là khuôn mặt xấu xa. Nhưng hắn ta lại rất có năng lực,
tuy chỉ bắt đầu từ việc bán mì nhưng giờ mì Đao Tước Điền Thị lại là tuyệt nhất ở Cảng Cửu. Tuy ngày trước nhà họ Điền chỉ là một cửa hiệu lâu đời, nhưng khi đó làm ăn buôn bán còn không ra sao, đến khi Điền Nhất Đao tiếp nhận cửa hàng cũ của nhà họ Điền đã phát triển hẳn lên. Người này rất có đầu óc, đã chế tạo ra mì Đao Tước như kết quả tổng hợp với nghệ thuật thảo dược của người Trung Hoa, khiến cho mì Đao Tước không những ngon mà còn có công hiệu chăm sóc sức khỏe. Cho nên trong thời gian 5 năm, mì Đao Tước Điền Ký đã có một phong vị đặc trưng, độc nhất vô nhị ở Cảng Cửu này. Điền Ký cũng đã phát triển lên, giờ cửa hàng mì cũ nát ngày xưa đã trở thành một tòa nhà cao, đồ sộ. Lúc trước không hề dễ dàng như thế, vừa mới phát triển lên đã có người thấy tức mắt rồi. Chúng là một số thành phần xã hội đen đến để yêu cầu phí bảo hộ. Nhưng sau này chỉ trong một tuần đã phải đến đốt pháo chúc mừng Điền Ký. Có người nói rằng Điền Nhất Đao là một cao thủ, nhưng trước giờ không thấy anh ta ra tay. Chỉ là nghe đồn mà thôi. Có lần tiểu thư đến ăn mì Đao Tước ở đó không ngờ lại bị hắn nhắm trúng, nên hắn ta thường đến trường quấn lấy tiểu thư. Tuy nói là quấn lấy nhưng hắn ta không gây phiền phức, nhiều nhất cũng chỉ đứng từ đằng xa mà trông theo thôi, mà hàng ngày còn cho người mang mì Đao Tước đến cho tiểu thư. Nếu có thời gian thì tự tay hắn mang đến, còn nếu không có thời gian thì cho một người cố định mang đến cho cô. Chỉ là tiểu thư lại không hề để ý đến, trước giờ cũng chẳng mặn mà gì với hắn. Nhưng người này cũng rất kỳ lạ, không hề tức giận gì. Anh ta cũng không thèm để ý đến ai khác, cũng có người nói hắn ta là một kẻ si tình. Cái này nói ra cũng không hiểu, cha Thái Lâm nói nhỏ bên tai Diệp Phàm. Tiểu tử, ta mới là thí sinh phù hợp nhất của cha Chi Thanh. Điền Nhất Đao đi tới, chỉ vào mặt Diệp Phàm rồi hét lớn. Điền Nhất Đao, anh nói cái gì thế? Tối nay là tiệc sinh nhật tôi, ai cho phép anh tới, đã tới rồi tôi cũng không truy cứu nữa. Nhưng anh đừng có quấy nhiễu, bằng không mời anh ra ngoài cho. Cha Chi Thanh nói mà toàn thân đang run rẩy. Chương 2876, tôi thích người đã có vợ đấy. Lúc này hai vệ sĩ áo đen đã đi tới, hai tay chắp lại, đứng hai bên Điền Nhất Đao. Sao, các anh muốn gì? Điền Nhất Đao nhếch mép cười đều hỏi. Tiểu thư, hai vệ sĩ nhìn cha Chi Thanh. Điền Nhất Đao, đừng có cản đường chúng tôi phải lên trên sân khấu rồi. Cha Chi Thanh hừ nói, kéo Diệp Phàm đi. Hôm nay Điền Nhất Đao này phải chặn lại, trừ phi đuổi cổ tên khốn nạn đại lục ra khỏi đây. Điền Nhất Đao nhìn Diệp Phàm, đúng điệu vô lại. Mời Điền tiên sinh ra ngoài cho. Cha Thái Lâm ra lệnh cho hai vệ sĩ. Câu này cha Thái Lâm nói đúng là phù hợp, để cha Chi Thanh đứng ra nói là không hợp, nói ra không được hay cho lắm. Mà cha Thái Lâm cũng đang lo lắng Điền Nhất Đao lại khiến cho vị chủ tịch Diệp này tức giận, thì chuyện sẽ có bàn rồi. Mời, hai vệ sĩ đưa tay ra mời đàng hoàng. Bộp, hai tiếng giòn vang, chỉ thấy Điền Nhất Đao cho một chưởng mà hai anh vệ sĩ đã bay thẳng ra ngoài cách khoảng 5 mét, đột nhiên ngã chồng lên nhau, cả buổi tiệc ầm lên một tiếng. Lúc này 5-6 vệ sĩ bên ngoài đã ập vào. Khoan đã, Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, mấy anh vệ sĩ kia lập tức dừng bước. Tránh ra, Diệp Phàm nhẹ nhàng cầm tay cha Chi Thanh đi lên, đối đầu với Điền Nhất Đao. Chủ tịch Diệp, chúng ta lên lầu uống trà. Cha Thái Lâm bất ngờ hoảng sợ, Điền Nhất Đao xuất chiêu vừa rồi đã quá khiếp. Bởi vì chỉ có ông mới biết được sự lợi hại của hai anh vệ sĩ vừa rồi, người ta có thể đá một cái vỡ 4 viên gạch to xếp chồng lên nhau. Cây to cũng đá một cái gãy. Chủ tịch Diệp làm như thế không phải tự tìm đường chết sao? Tôi nói một lần cuối cùng, tránh ra. Diệp Phàm trừng mắt lên nhìn Điền Nhất Đao, khí thế trên người Diệp Phàm đã ép trực tiếp lên Điền Nhất Đao. Loại khí này chắc chắn Điền Nhất Đao có thể cảm nhận được. Đương nhiên cha Chi Thanh đang nép vào người Diệp Phàm kia cảm thấy Diệp Phàm đã như người xa lạ. Dường như trong nháy mắt anh ta đã biến thành người đáng sợ. Một loại tình cảm khác thường đã nảy ra, dường như Điền Nhất Đao cũng không sợ như thế. Người cha Chi Thanh đương nhiên được Diệp Phàm đụng vào, hai người đã ôm chặt hơn. Cảm thấy được đàn hồi kinh ngạc. Đừng sợ, Diệp Phàm lại nhẹ nhàng nắm chặt tay hơn, như tiếp thêm can đảm cho cha Chi Thanh. Sự việc khiến cho người ta phải sợ hãi đã xảy ra, khi nãy Điền Nhất Đao còn hung hãn ra tay giờ lại ngoan ngoãn nhường đường cho Diệp Phàm và cha Chi Thanh lên trước. Vẻ mặt cha Chi Thanh đúng là vui sướng, mắt liếc nhìn Diệp Phàm, đó chính là biểu hiện tỏ tình của con gái. Cô giờ như con rắn không xương, quấn quýt bên Diệp Phàm. Người này càng ngày càng nặng, làm sao đây? Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, ra vẻ nghĩ dùng biện pháp gì để đưa cha Chi Thanh lên. Diệp tiên sinh,
anh có thể hôn tôi một cái được không? Trên sân khấu, không ngờ Cha Chi Thanh lại thổ lộ như vậy. Lời nói này thông qua micro đã được truyền đi, toàn bộ sảnh đã ổ lên. Diệp Phàm sửng sốt, khuôn mặt kia dù là đang cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Còn Điền Nhất Đao đã khôi phục lại trạng thái bình thường, đang nắm tay vào rồi. Hôn đi! Hôn đi! Anh thật là ngốc, người ta đã nhắm mắt rồi kìa, hôn đi! Hôn cái gì chứ? Ha ha, rất xin lỗi cô, chủ tịch Cha đang chờ trên kia, tôi lên trên đã. Các vị còn trẻ tuổi, chơi tiếp đi, nơi này là của các vị, tôi xin thất lễ, xin lỗi. Diệp Phàm đột nhiên cười, nhún vai một cách lịch sự. Sau đó quay người đi lên lầu. Anh đúng là kẻ nhát gan, Cha Chi Thanh ở lại đằng sau mà hét lên những tiếng oán giận. Điền Nhất Đao cũng sững sờ, quay người lại nói. Chi Thanh, người ta đã có vợ rồi, chúng ta còn độc thân mà. Lúc này Điền Nhất Đao liền nói những lời không biết xấu hổ. Tôi cứ thích người có vợ đấy, anh thì sao chứ? Không ngờ Cha Chi Thanh lại giống lên như sư tử Hà Đông. Hét lên cho Điền Nhất Đao một trận. Điên rồi, đúng là điên rồi, Điền Nhất Đao tức giận, mặt buồn rầu cứ như chuột đang ngồi chờ gặm bàn đào. Hắn ta chắc chắn là hắn ta đã tức giận lắm rồi. Mời Chủ tịch Diệp. Cha Thái Lâm rất khách khí mời Diệp Phàm bước vào một phòng lớn. Gian phòng này hình như là phòng chuyên để uống trà. Ở giữa có một cái cây lớn, bốn xung quanh cây mọc ra rất nhiều. Bên cạnh cây có ghế gỗ chất liệu giống như cây đó. Ghế này giống như ghế tròn thời cổ đại, ngồi trên ghế có mấy đồng chí lãnh đạo. Nam có, nữ có. Nhưng nhìn thì cũng đã già hết rồi, người trẻ nhất cũng phải 40 rồi. Có thể đều là những đồng chí có máu mặt trong đây. Trên bàn cũng không có hoa quả linh tinh gì cả, mà là các loại trà. Nhìn thấy chắc chắn là trà hạng cao rồi. Ngồi ở chính giữa là một đôi vợ chồng, nhìn rất có khí chất, người đàn ông thì đeo một kính gọng bằng vàng, Diệp Phàm đã nhìn qua ảnh, biết rằng đó chính là chủ tịch Cha Lôi Lạc Tư, những người bên cạnh có thể là bạn của ông bà đó. Cha Lôi Lạc Tư là người Anh, còn vợ của ông ta là người Cảng Cửu. Vì thế con trai Cha Phi Lôi của họ không phải là chính Trung hay châu Âu mà là con lai. Chủ tịch Diệp, xin chào. Chủ tịch Cha đứng dậy, đưa một tay ra. Người này nói tiếng Trung rất lưu loát, không hề vướng mắc gì cả. Xin chào Chủ tịch Cha. Diệp Phàm cũng đã chào lại Chủ tịch Cha, qua lời giới thiệu của Cha Thái Lâm mới biết những người ngồi đây đều là những người có cổ phần ở nhà họ Cha. Cũng được tính là những hạt nhân của nhà họ Cha. Anh, loại trà long tỉnh hạng sang này khó mà kiếm được, có phải là lần trước anh đi đại lục, Chủ tịch tỉnh đã tặng anh không? Một người đầu hỏi cười nói, lão còn gọi Chủ tịch Cha là anh. Xem ra người này đã già trước tuổi rồi. Ha ha, Chủ tịch Trần đúng là rất hiếu khách. Lần trước tôi có đến tỉnh Nam Phúc, không ngờ Chủ tịch Trần đã tặng cho tôi đó. Chủ tịch Cha sờ sờ chỏm râu, cười nói. Nghe nói loại trà này không bán trên thị trường, mùi vị chắc chắn khác hoàn toàn với các loại thông thường. Người đầu hói khác lại cười nói. Anh ba, anh nên kiềm chế uống, đừng có uống một hai hớp đã hết rồi. Chủ tịch Cha ra vẻ tự đắc, cười nói. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu, cảm thấy quan hệ giữa Chủ tịch Cha và Chủ tịch Trần tỉnh Nam Phúc đúng là rất tốt. Nhưng, có thể là Chủ tịch Trần muốn lôi kéo Chủ tịch Cha đầu tư vào Nam Phúc, nên mới đặc biệt ưu ái với Chủ tịch Cha như vậy. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà rồi cười, loại lá trà đặc biệt này, Diệp Phàm uống ở văn phòng tỉnh đã muốn ói cả ra rồi. Đây chưa thể gọi là hàng sang được, chỉ có thể gọi là hàng loại 2, giống như hàng năm các tỉnh đều có hạn ngạch đó. Đương nhiên. Đối với người bình thường mà nói thì đó rất quý giá. Chỉ là họ gặp phải loại người như Diệp Phàm, nên người ta đưa ra loại trà bình thường mà uống thôi. Thế nào, Chủ tịch Diệp, có khác với Long tỉnh Tây Hồ của chúng rồi không? Người đầu hói trung niên cười nhạt một tiếng. Người này chính là Cha Bỉ Thử, là em thứ ba của Cha Lôi Lạc Tư. Xếp thứ ba trong nhà họ Cha, cũng là một nhân vật đáng gờm trong tập đoàn chính Hà. Giọng điệu này hiển nhiên là rất có uy rồi. Cũng được, Diệp Phàm thản nhiên gật đầu bộ dạng từ chối. Cũng được, xem ra Chủ tịch Diệp cũng đã uống nhiều phải không? Lão hói kia tỏ ra bộ dạng khinh miệt, cho rằng Diệp Phàm đang khoác lác. Đúng vậy, uống thì cũng uống nhiều rồi, thấy bình thường. Diệp Phàm là chủ tịch của Hoành không có thể mỗi năm cũng có lương nhất định chứ. Một người trung niên râu ngắn cũng than thở nói, thực ra cũng có chút châm biếm. Ha ha, ngại quá, tôi từng làm ở văn phòng điều tra trung ương nên. Cho nên ở văn phòng đồng chí chủ nhiệm Điền Giang cũng cho tôi chút.
Mà mỗi lần về văn phòng của chủ nhiệm cũng có thể được thưởng thức chút ít đồ thượng hạng. Hình như đó là trà long tỉnh Tây Hồ. Diệp Phàm cười nói, khinh bỉ hết tất cả. Ha ha ha, thì ra là như thế, chủ tịch Diệp đúng là gần quan nên được bổng lộc. Chủ tịch cha cười sảng khoái nói. Chủ tịch Diệp, hôm nay là sinh nhật con gái tôi, tiện mời anh đến để thương lượng chút chuyện. Chủ tịch cha nói. Mời chủ tịch cha nói. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà. Chủ tịch Diệp, việc lần trước là hiểu lầm. Tôi hy vọng chủ tịch Diệp có thể thông cảm. Anh cũng là người kinh doanh, bạn bè nhiều thêm thì cũng tốt phải không? Chủ tịch cha nói. Chủ tịch cha nói đúng nhưng chúng ta vốn không có gì đúng không? Diệp Phàm cười, nói, lần này tôi đến chính là muốn nói chuyện với quý công ty về việc hợp tác đầu tư. Nếu đã ký hợp đồng rồi, tôi hy vọng tập đoàn Chính Hà có thể chấp hành đúng hợp đồng. Việc này đã kéo dài ra một thời gian rồi, mà chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị trước rồi. Cũng đã đầu tư một khoản nhất định, chỉ là Phó Chủ tịch La Mễ Các Lâm của các anh tự nhiên mất tích, vì thế mà việc này đã kéo đến tận giờ. Chủ tịch Diệp, La Mễ Các Lâm làm chuyện lừa dối, các anh cũng đã báo án rồi, bên này chúng tôi cũng đã báo án. Việc này nếu định lại chính là một án lừa dối. Nếu đã lừa dối thì không có hợp đồng. Mặc dù là đã ký hợp đồng nhưng cũng chỉ là một bản hợp đồng không hiệu lực. Tất cả những thứ này đến là La Mễ Các Lâm làm. Còn chưa báo cáo lên chủ tịch cha, cũng không được hội đồng quản trị phê chuẩn. Tập đoàn Chính Hà luôn luôn nghiêm khắc với những trình tự dự án đầu tư. Đề cập đến vốn đầu tư 300 triệu không thể nào không thông qua hội đồng quản trị rồi. Mà, ngay cả chủ tịch cha đều không biết, như vậy rõ ràng là La Mễ Các Lâm đã vi phạm, không có hiệu lực. Đó đều là hành vi cá nhân của ông ta. Không hề có liên quan gì đến tập đoàn Chính Hà chúng tôi. Một người tỏ ra hiểu biết về luật pháp, đẩy đẩy kính nói. Chương 2877, chiến tranh nội bộ nhà họ cha. Không hề liên quan gì sao, lẽ nào La Mễ Các Lâm không phải là phó chủ tịch tập đoàn Chính Hà sao? Mà theo như chúng tôi được biết, trong thời gian đó vì chủ tịch cha quá bận nên ngay cả vị trí chủ tịch cũng là đồng chí La Mễ Các Lâm kia quản. Trong thời gian đó La Mễ Các Lâm có quyền của chủ tịch. Ông ấy không đại diện cho tập đoàn Chính Hà thì còn ai là người đại diện đây? Chẳng lẽ trong thời gian đó mọi nghiệp vụ mà tập đoàn Chính Hà làm đều bằng không sao? Nếu đã bằng không thì Diệp Phàm này cũng không còn gì để nói. Nhưng các anh luôn nói là hợp đồng với Hoành Không chúng tôi không có hiệu lực. Sao hợp đồng của chúng tôi lại không có hiệu lực? Tất cả các thủ tục đều đã được chuẩn bị rõ rồi. Có nhân chứng, vật chứng. Còn có cả dấu của công ty các anh. Còn có cả chữ ký đích thân Phó Chủ tịch La Mễ Các Lâm ký. Tất cả những điều đó đều thuộc vào điều khoản. Tôi chẳng thấy điểm nào là phạm pháp cả. Mà sau này mặc dù đã nảy sinh ra án lừa dối, như vậy chỉ là nhất thời hồ đồ của La Mễ Các Lâm sao? Như thế này là không hề liên quan đến việc hai công ty chúng ta đầu tư thành lập công ty sao? Diệp Phàm mồm mép khá giỏi, nhấn mạnh, nói rõ ràng. Xem ra người cả nhà họ cha cũng không muốn tùy tiện mà vứt đi 300 triệu chứ. Có thể nguyên nhân chủ yếu là danh tiếng của tập đoàn Hoành Không đã xấu lắm rồi. Biện pháp lấy 300 triệu này mà đánh chó chắc chắn người ta không chịu làm. Huống chi nhà họ cha lại là người trong nghề buôn bán bao năm nay. Đã định là án lừa, thủ phạm chính là La Mễ Các Lâm. Hợp đồng được ký trong điều kiện đặc biệt sao lại có hiệu lực. Chủ tịch Diệp nên học về một chút pháp luật đi. Không ngờ người kia lại châm chọc Diệp Phàm. Việc này không cần anh quản, muốn nói về luật pháp thì tôi chắc chắn không bằng các anh có nghiệp vụ rồi. Nhưng, ở vụ án này Hoành Không chúng tôi đã bị tổn thất nặng, bị phó chủ tịch của các anh lừa đi 120 triệu. Mà theo chúng tôi biết thì các anh không hề tổn thất gì. Mà trong tình hình như thế chúng tôi cũng đã đồng ý bỏ ra 120 triệu chấp hành theo đúng hợp đồng. Còn các anh một chút thiệt hại cũng không có, nhưng lại không chấp hành hợp đồng. Lẽ nào đây là tiêu chí thể hiện chữ tín trong kinh doanh của các vị sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Chủ tịch Diệp, anh đừng có ăn nói lung tung. Không phải chúng tôi không chịu đầu tư, mà anh cũng tự biết tình hình của bên anh còn gì. Trong thời gian này chúng tôi cũng đã suy nghĩ về bên anh. Nhưng kết luận đưa ra vẫn là không thể đầu tư. Việc này nếu như anh cho rằng chúng tôi đã vi phạm hợp đồng, thì anh có thể tố cáo lên tòa án. Nhưng phải nói trước. Nếu tòa án có yêu cầu chúng tôi đầu tư thì chúng tôi cũng không làm, không thể vung phí tiền vô ích. Cha bị thử giận nói. Không cần các anh phải nhọc công phán xét về Hoành Không chúng tôi. Tôi tin rằng nếu như các anh đã không muốn ký hợp đồng với chúng tôi.
hai năm tới tập đoàn các anh sẽ thiệt hại rất lớn. Nhưng, cho dù thế nào, việc này tôi nhất định sẽ đem ra tòa. Diệp Phàm nghiêm túc đứng lên hừ nói, không cùng Chí Hướng thì không thể làm ăn, Diệp Phàm này xin cáo từ. Cũng chẳng có người nào đứng ra giữ Diệp Phàm lại, họ đúng là chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Chuẩn bị tự vùi dập mình, có thể cũng không quan tâm đến cha Thiết Nhĩ. Lão già kia, ông thật là ác. Lúc này cánh cửa đột nhiên được đạp ra, mấy người lập tức ùa vào. Diệp Phàm bị đám người này chèn, xô đẩy vào một chỗ. Hắn ta liền đứng luôn chỗ đó, những tên này quả là nhanh chóng, đã khống chế được tất cả mọi người ngồi bên trong. Cửa lại nhẹ nhàng được đóng vào. Người cuối cùng ra màn lại là cha Thiết Nhĩ. Quả nhiên là đến, Diệp Phàm nghĩ thầm, lại được xem kịch hay rồi. Cha Thiết Nhĩ, cậu muốn làm gì, cút ra ngoài. Cha Bỉ Thử chỉ tay vào mặt cha Thiết Nhĩ nói. Bộp một tiếng, cha Bỉ Thử đã bị cha Thiết Nhĩ đạp cho một cái ngã lăn xuống đất. Anh dám đánh tôi, cái đồ con hoang, tạo phản rồi. Cha Bỉ Thử phẫn nộ, cha Bỉ Thử ngồi dậy mắng chửi cha Thiết Nhĩ. Đánh ông đấy, đồ khốn kiếp. Cha Thiết Nhĩ dường như cũng đã luyện qua mấy đường, như điên cuồng nhảy bổ lên đánh cha Bỉ Thử vài cái, trong phòng đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết như giết lợn của cha Bỉ Thử. Bởi vì con người cha Thiết Nhĩ này quá độc ác, đá đúng vào đúng quần của cha Bỉ Thử. Chắc chắn đồ chơi của lão này cũng đã sưng phồng như que cởi cửa lò rồi. Nhưng những người khác cũng đều đã bị các anh mặt lớn kia khống chế rồi nên không làm gì được. Lão tạp chủng. Cha Thiết Nhĩ lại đạp lên mặt cha Bỉ Thử một cái, đến khi chảy máu mới dừng chân. Ông có kêu vỡ cả họng cũng chẳng tác dụng gì, bên ngoài đang là tiệc tùng. Hiệu quả của phòng trà cách âm này đúng là tuyệt, còn hơn cả phòng cha ok của Cảng Cửu. Phòng này là tao đã bố trí thiết kế, sao, hiệu quả cách âm tốt chứ? Thường chúng mày ngồi đây uống trà nói chuyện có phải thấy rất yên tĩnh không, cứ như ở một nơi riêng biệt ấy, thích chứ? Chẳng lẽ con sớm đã có âm mưu rồi sao? Cha Lôi Lạc Tư giận đến nỗi môi run bật nói. Cha cứ nói đi cha tạp chủng của tôi. Cha Thiết Nhĩ hung hăng nhổ bãi nước bọt vào mặt cha Lôi Lạc Tư. Cha Thiết Nhĩ, không được làm thế với cha của con. Vợ của cha Lôi Lạc Tư là Mâu Nguyệt Cúc khẩn trương rút ra chiếc khăn giấy để lau mặt cho cha Lôi Lạc Tư. Lau cái gì mà lau? Tôi thấy da mặt ông có đâu. Cha Thiết Nhĩ như điên cuồng, vứt ngay khăn giấy mà Mâu Nguyệt Cúc cầm lên. Súc sinh, một vị hói đầu mắng chửi. Lại bốc một tiếng tiếp theo là những tiếng đá chân bụp bụp, không lâu sau mặt lão kia cũng đã bầm dập, ngã xuống đất, không dám lên tiếng. Ha ha, cha Thiết Nhĩ ra tay quả là được, tuy không phải con đẻ nhưng dù sao nhà họ cha cũng có ân nuôi dưỡng. Diệp Phàm ngồi trong góc xem trò hay, dù sao cũng chẳng ai để ý đến hắn. Bởi vì ngoài cửa còn hai vệ sĩ đang canh, cha Thiết Nhĩ tin rằng tên chủ tịch Hoành Không kia chắc chắn không thể nào xuyên qua được. Cha Thiết Nhĩ, rốt cuộc con muốn làm gì? Cha Lôi Lạc Tư tức nói. Tôi không muốn làm gì, tôi chỉ muốn lấy lại những gì vốn thuộc về tôi. Cha Thiết Nhĩ cười nói, đến trước mặt cha, vỗ vào bờ vai của ông. Từ nhỏ đến lớn ta có bao giờ không thương yêu con không? Con muốn gì kể cả là trăng trên trời ta cũng có cách để lấy cho con. Đưa con đi học đại học, đưa con sang nước ngoài du học. Rồi sau này con lớn lên, cũng cho con chức vụ cao trong công ty. Đến giờ, con cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn, vị trí đó chỉ còn kém có mình chức chủ tịch của ta thôi. Sau này con trưởng thành, vị trí này trước sau gì cũng là của con. Tất cả những điều này cha làm vì con còn chưa đủ sao? Cha Lôi Lạc Tư của trách. Khốn nạn, cha Thiết Nhĩ tát cho cha mình một cái ngã xuống đất, anh ta còn đạp lên người ông ta một cái. Dừng lại, ông ấy là cha con, dừng tay, mẹ xin con hãy dừng tay. Vợ cha Lôi Lạc Tư lao đến che chở cho chồng. Đồ đê tiện ông nghĩ rằng tôi không biết sao, tất cả mọi chuyện là do các người làm. Bà không phải muốn bảo vệ ông ấy sao, ngay cả bà cũng phải chịu. Cha Thiết Nhĩ đúng là điên rồi, còn đạp mấy cái lên da thịt mịn màng của bà mẹ Mâu Nguyệt Cúc kia. Mày sẽ bị trời đánh thôi, đồ súc sinh. Cha Lôi Lạc Tư lau máu từ miệng, nói. Còn cha, không bằng con chó, cha Lôi Lạc Tư, ông đã làm gì? Ông nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Cái gì mà giao chức chủ tịch hội đồng quản trị cho tôi, ông để lại cho loại tạp chủng cha Phi Lôi đúng không? Từ năm ngoái, ông đã dần phân hóa quyền lực của tôi rồi. Ban đầu việc nhân sự của công ty là do tôi quản lý, không ngờ ông lại chuyển cho hắn ta. Vốn bộ phận đầu tư là do tôi quản nhưng ông cũng chuyển cho cha Lôi Phi.
Chức phó tổng giám đốc của tôi chắc chắn cũng sắp bỏ rồi. Công ty có ai muốn quản lý công xưởng đâu, những việc mệt nhọc nhất đều nhét cho tôi làm. Nói thì nghe hay lắm, nói là trước khổ sau sướng, để đè trọng trách cho tôi, rèn luyện ý chí của tôi, để sau này có thể quản lý toàn diện công ty. Tất cả những chuyện này đều do đồ chó nhà ông làm với tôi. Cha Thiết Nhĩ giống lên, hắn ta như đang rơi vào trạng thái điên cuồng. Cha Thiết Nhĩ, nói cũng phải có lương tâm chứ. Những quy hoạch trong công ty đều là do tập thể quyết định. Cũng dựa vào năng lực của từng người để quyết định. Cha Phi Lôi không phải quản 3, 4 bên sao, còn cha Thiết Nhĩ anh quản 7, 8 bên sao. Chẳng nhẽ không nhường lại cho em được sao? Phi Lôi là em, chứ không phải người ngoài. Anh em với nhau phải đồng long để đưa tập đoàn vững lên chứ. Tập đoàn chúng ta là tập đoàn gia tộc, mấy người trong gia tộc đều chiếm cổ phần lớn trong công ty. Ngay cả Anhem trong nhà còn đố kỵ, vậy làm sao có thể cáng đáng được lá cờ tập đoàn chính hà? Làm người phải rộng lượng. Bằng không, nếu không có rộng lượng thì sao có thể gánh vác trọng trách được? Tập đoàn chúng ta có đến mấy chục nghìn công nhân đó. Long dạ quá hẹp hòi thì không được, anh phải nghĩ. Cha Thái Lâm không nhìn được cũng phải nói vào. Như thế cha Thái Lâm đã bị cha Thiết Nhĩ ra tay cho một trưởng, mồm miệng tóe máu, ngã xuống đất. Cha Thái Lâm ông cũng là một con chó, nghĩ tôi không biết sao, ông có tư cách gì mà đứng đây nói tôi. Ông không phải là con chó trông nhà cho cha Lôi Lạc Tư sao? Lại còn giống loại gì nữa? Cố vấn, trên danh nghĩa là cố vấn, nhưng ông làm được gì? Đi làm tùy tùng cho nó cũng chỉ là con chó mà thôi. Nghĩ là tôi khôn hiểu. Quy hoạch lại của công ty cũng có phần của ông. Hai con chó chúng mày đã hợp lại để khiến tao sẽ phải đến mức bỏ khỏi công ty phải không? Quan tâm tôi, ông quan tâm tôi như vậy sao? Đúng là lúc chó, giết người không thương tiếc. Cha Thiết Nhĩ chửi. Chương 2878, ép buộc. Cha Thiết Nhĩ, anh đường đường là con trai lớn của chủ tịch cha, sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Bàn tay hay MU bàn tay thì cũng là thịt. Chủ tịch cha sao có thể đá anh ra ngoài được? Anh muốn Ferrari, chủ tịch cũng đã cho anh một chiếc rồi. Anh muốn là chủ biệt thự, chủ tịch cũng đã mua cho anh một biệt thự. Tất cả những tài sản này đều mang tên anh, nó là tài sản riêng của anh rồi. Tất cả những thứ đó cha Phi Lôi muốn có nhưng chủ tịch không cho, nói là còn trẻ, lại chưa hề cống hiến gì cho công ty nên còn cần phải tôi luyện vài năm nữa mới có thể có cơ hội đó. Chủ tịch yêu quý anh nhất. Vậy mà những lời nói kia của cậu có phải của con người nữa không? Cha Thái Lâm đúng là trung thành với chủ tịch cha, bị tát chảy máu mồm mà vẫn nói cho ông ấy. Tất cả chẳng là cái gì, toàn là giả dối hết. Nghĩ rằng tôi không biết sao, như thế là khúc dạo đầu để đuổi cha Thiết Nhĩ này đi. Muốn đánh thì đầu tiên cũng cho ngon cho ngọt đúng không? Chỉ là muốn trấn an lòng ta có phải không? Cha Thiết Nhĩ này không phải đứa trẻ lên ba nhé. Đây! Chúng ta hãy xem các người ghê tởm như thế nào nhé. Cha Thiết Nhĩ không ngờ lấy lại tinh thần, mang một chiếc CD ra. Không lâu sau trên màn hình đã xuất hiện cuộc trò chuyện giữa chủ tịch cha Thái Lâm và vợ của chủ tịch làm thế nào để xử lý cha Thiết Nhĩ, làm thế nào để hắn ta an lòng mà sống. Diệp Phàm sau khi xem xong cũng đã hiểu được. Chính Mâu Nguyệt Quốc đã có ý kiến, xin chồng để quyền quản lý công ty cho Phi Lôi. Dù sao thì cha Thiết Nhĩ cũng là con nuôi. Không có huyết thống, máu mủ gì. Về điểm này chủ tịch cha và cả cha Thái Lâm đều tán thành. Tự nhiên ba người đã liên thủ để tìm cách quyết định vận mệnh của cha Thiết Nhĩ. Thì ra trước tiên để cho hắn ta chút bổng lộc, ví dụ như chiếc Ferrari hàng triệu, nào là biệt thự mấy chục triệu. Thế nào, lão chó cha, còn cả mẹ chó Mâu nữa, các người còn muốn nói gì nữa? Cha Thiết Nhĩ lạnh lùng cười nói. Anh biết rồi thì còn nói gì nữa, nhưng cha Thiết Nhĩ... Có lẽ anh đã nghĩ trăm phương ngàn kể đế làm chuyện này rồi. Nhưng cha Lôi Lạc Tư này chẳng có gì là không phải với anh. Nuôi anh lớn thế này, đã là có ơn nuôi dưỡng rồi. Mà từ nhỏ đến lớn không hề bạc đãi anh, chỉ là phân hóa quyền lực của anh chứ có đuổi anh ra khỏi nhà đâu. Nếu muốn cho anh lên chức chủ tịch hội đồng quản trị thì các thành viên khác cũng không đồng ý chấp nhận một người ngoài lên nắm quyền. Chẳng còn biện pháp nào nên tôi chỉ làm thế thôi. Mà tôi cũng đã nghĩ sẽ cho anh 200 triệu để anh mở công ty riêng. Bằng không việc hợp tác với Hoành không anh nghĩ tôi đã hồ đồ phải không? Tôi sớm đã biết tất cả những việc này là do anh ngầm hành động. Không có quyền của anh sao La Mễ Các Lâm dám ra tay. Đừng cho rằng tôi già nên hồ đồ. 120 triệu của Hoành không chúng anh đã nuốt rồi.
mà trên danh nghĩa chính Hà không tổn thất nhưng thực tế 300 triệu đã bị anh lấy rồi. Tất cả những chuyện này, vốn tôi không tin là sự thực. Nhưng cũng chỉ nghĩ là để 300 triệu đó coi như là cho anh để anh mở công ty riêng. Nhưng sau này đúng là tôi không hề nghĩ tới, anh lại làm án lừa dối, lừa sạch hết tiền của Hoành Không đi. Tôi vốn nghĩ để anh hợp tác với Hoành Không để lập ra tập đoàn Chính Thông. Coi như đó là món quà lớn nhất dành cho anh. Nhưng không ngờ sau này anh đã thay đổi, biến thành một án lừa. Thực ra tất cả là do tôi đã sắp xếp làm cho anh. Dù sao, anh cũng là con tôi. Cha Lôi Lạc Tư cũng không phải người vô tình. Tôi chỉ có tài sản không quá 1 tỷ. Anh không phải con đẻ tôi nhưng tôi đã cho anh 300 triệu rồi. Lẽ nào anh còn trách tôi là bất công sao? Thực tế trong tài khoản đã là 300 triệu. Mà còn lại lưu cho cha Phi Lôi mấy trăm triệu nhưng chỉ là tài sản. Nếu nói về tiền trong tài khoản thì cũng không đến 200 triệu. Cha Lôi Lạc Tư này đều rất tốt, đối với ai cũng thế, bao gồm cả anh cha Thiết Nhĩ. Không ngờ anh lại ác độc đến thế. Anh muốn cả Chính Hà này sao? Hôm nay cha Lôi Lạc Tư này đã biết rõ miệng lưỡi của anh. Không cần phải nói gì khác, đến 300 triệu này tôi cũng không cho. Cha Lôi Lạc Tư đột nhiên lấy lại tinh thần, lau máu trên miệng đứng lên nhìn chằm chằm cha Thiết Nhĩ. Ha ha! Tiếc rằng ông tỉnh lại cũng đã quá muộn rồi. Cha Phi Lôi có tài gì chứ, chỉ là một thằng công tử, ăn chơi trác tác. Là một đứa chỉ có giơ tay ra mà đòi tiền, chuyện gì cũng không thể làm, chỉ biết chơi gái, đua xe, khoác lác, là một đứa phá gia chi tử. Các ông để công ty giao cho tên khốn đó thì chỉ có toi thôi. Cha Thiết Nhĩ này không muốn tập đoàn Chính Hà sập tiệm trong tay nó. Cha Thiết Nhĩ này tuy không phải là con đẻ của nhà họ cha, nhưng lại có một tấm lòng trung thành với nhà họ cha. Các anh xem, cha Phi Lôi đều đã làm những gì. Cha Thiết Nhĩ đúng là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đưa ra cho mọi người xem video của cha Phi Lôi. Anh ta đang làm gì thế kia? Cha Bỉ Thử tức giận đến run cả môi. Làm gì các vị còn không rõ sao? Hút thuốc phiện đó, không thấy sao, bản thân anh ta quản về tài chính của công ty, đã lén lút lấy mất 70 triệu để tiêu xài. Mà hơn 70 triệu này đa phần đều dùng cho việc hút hít. Anh ta không những hút hít mà còn nuôi một đám bạn nghiện hút. Ví dụ như đám bạn gái của anh ta, thanh niên mà, đều lấy tiền của anh ta ra mà hút thuốc phiện. Tôi tin rằng loại người như hắn có làm thì nhà họ cha có cả núi tiền cũng chẳng thể nào tồn tại lâu được. Chỉ trong 3 tháng mà đã hết 70 triệu, thế 3 năm thì sao? Không phải là 700 triệu sao? Nhà họ cha có bao nhiêu tháng 700 triệu nữa? Cho nên thưa các cổ đông, các ông bà các người mau tỉnh lại đi. Giao lại Chính Hà cho cha Thiết Nhĩ thì còn phấn đấu, ngẩng đầu lên được, còn giao cho cha Phi Lôi, sớm muộn cũng sập tiệm thôi. Cha Thiết Nhĩ nói lời lẽ hết sức thuyết phục, mà còn có cả nhân chứng, vật chứng nữa. Cha Thiết Nhĩ, đây đều là những thứ mày làm ra. Phi Lôi nhà này không làm chuyện này bao giờ, mày đúng là đồ vô liêm sỉ. Mâu Nguyệt Cúc tức giận mắng chửi. Tôi vô liêm bỉ hay bà vô liêm sỉ? Bà chỉ là con chó mẹ thối tha, ngày ngày ở công ty đàn đúm với các bà phu nhân. Tôi nhổ vào, bà xem bà đã nuôi dưỡng một đứa con thế nào. Đồ phá gia chi tử, tạp chủng. Cha Thiết Nhĩ nhổ vào mặt Mâu Nguyệt Cúc, hừ nói. Nhưng, bà yên tâm, tôi đã thay bà giải quyết đồ phá gia chi tử đó rồi. Giải quyết, mày đã làm gì, cha Thiết Nhĩ, đồ khốn nạn này, mày đã giết nó rồi phải không? Cha Lôi Lạc Tư vuốt ngực, té xuống, nói. Cha Lôi, mau uống thuốc đi. Mâu Nguyệt Cúc vừa khóc vừa lấy lọ thuốc trong túi áo của chồng ra. Cha Lôi Lạc Tư có bệnh tim, khi đau phải uống thuốc nên lúc nào cũng mang trong người. Ha ha, uống cái chỗ gì? Cha Thiết Nhĩ đoạt lấy lọ thuốc trên tay Mâu Nguyệt Cúc, đáp xuống nhà, từng viên thuốc lăn trên nền đất. Lão chó, bỏ tới đâu mà cầu tin tao này, cầu xin tao cho thuốc đây này. Còn nữa, lập tức viết một văn bản chính thức, trong đây cũng có luật sư rồi. Mày từ chức đi để công ty cho cha Thiết Nhĩ này quản lý. Cha Thiết Nhĩ điên cuồng cười lên, thuộc hạ của hắn đã nhanh chóng chuẩn bị hết những văn bản có liên quan rồi. Còn hắn ta thì vừa nói vừa dẫm chân lên từng viên thuốc một. Từng bước chân đã dẫm lên khả năng sống của cha Lôi. Không thể không nói hắn ta quả đúng là cứng như sắt. Tao có chết cũng không ký. Cha Lôi cũng rất cứng rắn, vuốt ngực nói. Ông à, mau uống thuốc đi. Tôi xin anh cha Thiết Nhĩ, anh hãy để cho cha anh uống thuốc đi, không xảy ra án mạng bây giờ. Mâu Nguyệt Cúc khóc run người.
ngay tức thì không chết được đâu, yên tâm. Trước khi văn bản chưa được ông ta ký thì không thể để ông ta chết được. Cha Thiết Nhĩ cười nói, vẫn dẫm chân lên viên thuốc đó. Lại nói, chó mẹ kia, muốn biết thằng con tạp chủng ra sao không? Mày, có phải mày đã giết nó rồi không, đồ khốn kiếp? Mông Nguyệt Cúc như điên nhảy bổ về phía cha Thiết Nhĩ. Bộp một tiếng, bà ta đã bị hắn tát cho một cái lại ngã đè cả vào cha lôi. Con chó mẹ này, đã thế thì ta cho xem. Cha Thiết Nhĩ cắn răng nói, sờ vào mũi bị bà ta cắn, đã chảy máu rồi. Con tôi đâu rồi, phi lôi, phi lôi. Mông Nguyệt Cúc khóc nức nở. Ha ha, yên tâm, anh ta không sao, chỉ là đang tham gia cuộc thi hít thuốc mà thôi. Một người con gái bên cha Thiết Nhĩ nói. Cuộc thi hít thuốc phiện, là thế nào? Cha Thái Lâm tím mặt nói. Rất đơn giản, chính là trò mà cha Phi Lôi đã bày ra, có 30 kẻ nghiện hút tập trung lại, chuẩn bị 2 cân heroin, họ đang hút rất vui vẻ. Vừa hút vừa chơi gái, tôi nghĩ giờ này anh ta đang rất vui vẻ đây. Nhưng chỉ sợ cái thân nhỏ của anh ta có chịu được không mà thôi. Hút quá nhiều cộng thêm lại chơi 3 đứa con gái nữa thì... Đến lúc đó không chừng cũng chuẩn bị đi gặp Thượng Đế thôi. Đến lúc đó truyền thông cảng cửu chắc chắn sẽ đưa tin thôi. Vị công tử thứ hai nhà họ cha một gia tộc thuộc top 100 người giàu nhất cảng cửu chết vì sốc thuốc hay chơi gái. Vậy là nhà họ cha liền nổi tiếng rồi, sáng rọi chiếu muôn đời mà. Cha Thiết Nhĩ điên cuồng cười. Có ký hay không, giờ ký vẫn còn kịp đi cứu con trai đó. Cha Thiết Nhĩ mịt mờ nói. Loại con phá gia chi tử này thì chết đi cũng được, chết đi một đứa là bớt đi một đứa. Còn những văn bản này, mày đừng có hy vọng là tao sẽ ký cho mày. Mày có ép tao thì tao cũng vô dụng thôi. Không có chữ ký thật của cha Lôi Lạc Tư này thì cơ quan kiểm nghiệm sẽ biết đó là giả hay thật. Mà còn có dấu của tao nữa, dấu này chỉ có tao biết. Cha Thiết Nhĩ mày là đồ khốn nạn, nhà họ cha đã nuôi ong tay áo rồi, không ngờ lại mang rắn độc về nhà. Cha Lôi Lạc Tư mắng chửi. Tất cả đều là chúng mày ép tao, con rắn có độc hay không là do chúng mày rót vào. Nếu như trước mày trao công ty cho tao thì cha Thiết Nhĩ này đã là người thừa kế của nhà họ cha rồi. Tập đoàn chính hà dưới tay tao sẽ được phát đạt, mà cha Thiết Nhĩ này cũng sẽ là một đứa con hiếu thuận nhất trên đời. Tất cả những chuyện này đều là các người ép tôi. Ông không ký tên cũng được, vậy mời ông đi mà gặp Thượng Đế. Cha Thiết Nhĩ này sẽ không mắc tội giết người, ông vốn bị bệnh tim tái phát mà. Đến lúc đó Phi Lôi cũng chết do sốc thuốc, nhà họ cha này. Ha ha, chỉ còn lại cha Thiết Nhĩ này. Tôi đương nhiên là người thừa hưởng gia sản nhà họ cha rồi, ha ha. Cha Thiết Nhĩ cười như bị tâm thần. Chương 2879, Diệp Phàm đã ra tay rồi. Người này dã tâm thật không nhỏ, mà cứ như đã toan tính đủ cả rồi, nên không thấy sơ suất gì. Nhưng đồng chí tiểu cha, hôm nay anh thật là bất hạnh, bởi vì anh đã gặp phải Diệp Phàm này. Bốp, bốp, bốp. Một góc vang lên tiếng vỗ tay, âm thanh rất trong trẻo, lập tức toàn bộ chú ý đã được đổ dồn về phái Diệp Phàm. Chủ tịch Diệp. Anh vỗ tay gì thế, có phải là ủng hộ thiết kế của tôi không? Cha Thiết Nhĩ khinh thường nhìn Diệp Phàm đang đứng lên, hắn ta như đúng điệu bộ kẻ thắng lợi, nói. Chủ tịch Diệp, khoản nợ của chúng ta còn chưa tính, chỉ biết ai dám cản lại cha Thiết Nhĩ này đều sẽ gặp phải báo ứng, kể cả là anh chủ tịch Diệp. Chúng ta thì có nợ nần gì chứ, vốn chúng ta là hai cái giếng khác nhau, có ai chung ai gì đâu. Diệp Phàm mỉm cười nói. Hai vệ sĩ bước lên trước chặn nhưng bị cha Thiết Nhĩ chặn lại, cười nói. Để anh ta lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Diệp Phàm cũng quay lại ngồi đúng ghế gỗ lúc trước của mình. Truy cha Thiết Nhĩ tôi không mặn mà với nhà họ cha nhưng về Hoành Không thì phải tìm đến tôi. Cho tới giờ tôi luôn nghi tập đoàn chính hà là công ty của riêng tôi. Mà tập đoàn Hoành Không muốn đến điều tra cha Thiết Nhĩ này là thứ nhấy các anh đáng chết rồi. Thứ hai. Hôm đó tuy tôi đã cho người để hai thuộc hạ ngu ngốc của anh đến sở cảnh sát, không ngờ chủ tịch Diệp đây cũng có năng lực rõ ràng là khiến Chu Tiểu Hồng đứng ra để nói tôi và còn ép để chính hà chấp hành hợp đồng, đó là điều thứ hai anh đáng chết. Mà anh một mực khinh bỉ cha Thiết Nhĩ này, thế này anh sớm cũng bị báo ứng thôi, đó là điều thứ ba anh phải chết. Cho nên anh nói xem, chủ tịch Diệp, khoản tiền của chúng ta có nên tính toán không? Cha Thiết Nhĩ mờ mịt cười nói, cười đến là rạng rỡ. Không thể không nói, cha Thiết Nhĩ anh đúng là thiên tài. Là một người có âm mưu trời sinh, anh sớm đã nghĩ trăm phương nghìn kế, lập ra kế hoạch lớn này.
Mà tập đoàn Hoành Không chúng tôi thực ra đã thành vật hy sinh trong kế hoạch của anh cũng như vá áo trời vậy. Nhưng cha thiết nghĩ, anh đang làm nhưng có trời nhìn, không thể nào làm được việc vá trời như vậy đâu. Nếu là anh làm chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Diệp Phàm rót một ngụm trà lên uống, mặt điềm nhiên nói, nhìn chủ tịch cha, phát hiện rằng ông ta sắp không xong rồi. Nhưng có thể cũng còn chống cự được chút, chắc không thể chết được. Ồ, anh đã phát hiện ra gì sao? Tôi đang rất hứng thú đây. Trên đời này người thông minh quá ít rồi, không có đối thủ cũng buồn lắm. Dùng ngôn ngữ Trung Quốc của các anh mà nói tức là nỗi buồn cao thủ đấy, ngày trước không phải có độc cô cầu bại không thể cầu được mà buồn phiền đến chết sao? Cha thiết nghĩ tôi hiện cũng có cảm nhận như thế. Cha thiết nghĩ cười nhìn Diệp Phàm, như nhìn người chết vậy. Ha ha, anh không được tính là cao thủ, nếu chơi với tôi, anh không xứng. Diệp Phàm lắc đầu nói, đặt chén trà xuống, nói. Tất cả những việc của anh tôi đều biết, bao gồm cả việc xấu xa anh và La Mễ Các Lâm làm. Mà nếu tôi đoán không nhầm, trước kia cha Phi Lôi không nghiện hút đúng không? Sau này chắc chắn là anh đã giở trò để cho anh ta dần dần đi vào nghiện và giờ đã trở thành một con nghiện. Cao kiến, quả nhiên là có chút tài năng. Cha thiết nhĩ không ngờ lại vỗ tay, mặt sửng sốt khôi phục lại bình tĩnh. Cũng thế thôi. Diệp Phàm cười. Có thể tất cả những điều này cũng nằm trong tiết tấu kế hoạch của anh mà thôi. Bao gồm cả việc cha Phi Lôi chơi 3B, hay những người hút thuốc phiện cũng đều là do anh sắp xếp. Mà cha Phi Lôi từ một người không nghiện hút thành một khách nghiện thuốc, chắc chắn là do anh đã sắp xếp người để dụ dỗ anh ta đến với con đường nghiện hút. Hôm nay là tiệc sinh nhật cha Chi Thanh cũng chính là cơ hội tốt nhất để anh ra tay. Bởi vì những người có tiếng nói trong nhà họ cha đều có mặt anh lợi dụng cơ hội này để bắt hết. Hơn nữa tôi cũng hoài nghi anh không dễ dàng để người ta ký đơn giản như thế, chắc chắn anh còn thủ đoạn khác để giữ cân bằng đúng không? Ví dụ như hạ độc để cho những người nhà họ cha này đều thành ngu ngốc, còn bản thân vị chủ tịch cha này đã dễ xử lý rồi đúng không? Bệnh tim tái phát, chết rồi không phải là xong sao? Ông ấy chưa chết thì sao anh có thể yên tâm được? Cha thiết nghĩ anh nói xem tôi nói có đúng không? Bởi vì Diệp Phàm là người biết về độc dược, sớm đã ngửi thấy người nào đó có mùi của ngũ độc giáo rồi. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cha thiết nghĩ lại cấu kết với ngũ độc giáo để rét ai sao? Muốn khiến cho các vị nhà họ cha này tan tác đã không còn khó khăn gì nữa. Đến lúc đó cho dù là cảnh sát thành phố Cảng Cửu cũng không thể nào mà tìm ra dấu vết được. Đương nhiên nếu làm như thế này thì cha thiết nghĩ cũng đã phải mạo hiểm lớn. Làm không tốt thì tập đoàn Chính Hà sẽ rơi vào tay của ngũ độc giáo. Nhưng theo tài liệu của tổ A thì tuy ngũ độc giáo có những cao thủ dùng độc, nhưng đều tuân thủ quy tắc hành nghề. Thực tế chữ tín của họ cũng không tồi. Có thể trong chuyện này cha thiết nghĩ phải trả một giá rất cao mới có thể mời được cao thủ đó. Cao thì đúng là cao, không tồi. Chủ tịch Diệp đúng là thiên tài. Nhưng thật đáng tiếc cho chủ tịch, tôi không thể giết anh, chỉ là... Cha thiết nghĩ cố tình dừng lại, cười đùa nhìn Diệp Phàm, nói. Chỉ là sau khi anh rời khỏi cánh cửa kia cũng sẽ là một thằng ngu ngốc thôi, đất nước Trung Quốc này lại có thêm một cán bộ ngu ngốc, chính quyền lại phải lo cho anh thôi. Thật đáng thương cho ngân khố của Trung Quốc. Sao có thể thế, anh có thể làm được vậy sao? Cha Thái Lâm ra vẻ không tin. Anh ta đương nhiên không làm được rồi, nhưng tôi có thể làm được. Không tin tôi làm thử cho anh xem. Cha Thái Lâm ông lập tức biến thành một thằng ngốc, mà còn là một thằng ngốc miệng lúc nào cũng nhỏ dãi ra nữa cơ. Lúc này một người đội chiếc mũ lớn, bỏ ra nói. Lộ ra một vẻ mặt bình thường, cười bước lên trên ép cha Thái Lâm khiến cho ông ta cũng sọ lùi đằng sau mấy bước. Nhưng tên kia vẫn tiến về phía trước, cứ như đang bức cung vậy. Cuối cùng cha Thái Lâm đã bị dồn đến tận bức tường, không nhúc nhích được nữa. Ông ta sợ tới mức mặt trắng bệch ra, hét lên. Anh muốn làm gì, nhà nước còn có pháp luật đó. Pháp luật đối với tôi không là gì, đối với thằng ngốc thì chẳng sao cả. Tôi chính là luật pháp, tôi chính là trời. Cao thủ Triều Thiên của ngũ độc giáo biệt danh là thằng ngốc cười điên cuồng, khiến cho mọi người đều run sợ. Không tồi, hắn ta là cao thủ lục đẳng, còn được gọi là thằng ngốc, lẽ nào chính là cao thủ chuyên làm cho người ta thành ngốc của ngũ độc giáo sao, Diệp Phàm trong lòng bèn nghĩ. Xoẹt, thằng ngốc đột nhiên ra tay, một luồng khói đột nhiên truyền đến trước mặt cha Thái Lâm, ông ta bỗng nhiên kêu thảm thiết, chuyện lạ đã xảy ra. Vẻn vẹn mấy phút sau người vốn mặc bộ Âu phục đẹp, cao quý đã đột nhiên tự cởi quần áo của mình ra.
không lâu sau thì đã cắn nát cả bộ quần áo ra rồi, quần cũng cắn cho tan tành, lộ cả quần lót bên trong. Mà ông ta còn cười ngây ngô, không lâu sau thì rơi cả nước bọt, rồi dùng tay lau nước bọt, xong lại nhét vào mồm, cười hề hề. Cảnh tượng này làm cho mọi người thấy lạnh cả sống lưng. Mà người nhà họ Cha cũng sợ chết khiếp, ai nấy đều tránh xa thằng ngốc kia. Cha Thái Lâm sớm bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, như thế này còn đáng sợ hơn cả chết. Ngay cả sắc mặt chủ tịch cha cũng đã tím đen, miệng ấp úng nói không ra tiếng. Thằng ngốc kia, đưa giày cho ta gặm. Thằng ngốc lại hét về phía người nhà họ Cha, rồi đưa chân ra. Ông ta lại bò xuống lấy giày của thằng ngốc, rồi đưa cả cái giày thối đó vào mồm, cứ như kiểu thấy kẹo ngọt, mút nấy mút nể. Miệng lại còn lép bép như kiểu ngon lắm vậy. Ngay cả Diệp Phàm thấy cảnh tượng đó cũng ghê rợn cả da đầu. Trong lòng tự nhủ ngũ độc giáo đúng là tà môn, thể loại này mà cũng nghiên cứu ra được, lợi hại. Các vị, có ký hay không? Không ký thì sẽ thế. Cha Thiết Nhĩ vừa nói vừa nhìn Diệp Phàm, ý là anh cũng sẽ có kết cục như thế. Cút! Diệp Phàm đột nhiên quát thằng ngốc kia. Cút! Ha ha, thằng ngốc này mấy chục năm này chưa hề thấy ai dám nói thế với tôi. Thằng ngốc cũng ngây người ép nhìn Diệp Phàm. Nói lại một lần nữa, cút, từ giờ đừng để tôi thấy nữa, còn nữa hãy thay mặt tôi chuyển lời hỏi thăm đến cung thu. Việc nhà họ Cha không mượn đến anh phải xử lý. Diệp Phàm lại nói, lần này không như trước rồi, vừa nghe đến cung thu thằng ngốc kia đã sửng sốt, lập tức thay đổi sắc mặt. Nhìn Diệp Phàm một cái, không đi có phải không? Diệp Phàm hừ lạnh nói, lần này thằng ngốc không hề do dự, xoay người. Vẫy tay một cái, cùng với những người đi vào không nói gì với Cha Thiết Nhĩ vội vàng ra ngoài. Mà thằng ngốc ra đến cửa còn quay lại nhìn Diệp Phàm, rõ ràng là hành lễ, cúi đầu chào rồi mới đi ra. Mấy tên thuộc hạ cũng không hiểu gì cả, về phần nhà họ Cha ai nấy cũng đều kinh ngạc. Cao thủ có thể khiến người ta thành kẻ ngốc lại có thể bị vị chủ tịch Diệp này quát sao? Chắc chắn là nhà họ Cha không thể hiểu được, cung thu có lẽ là giáo chủ ngũ độc giáo. Diệp Phàm có thể dám nói ra tên thật của người này, chắc chắn cũng là cao thủ. Tuy Diệp Phàm không hề lộ ra chút công lực nào nhưng thằng ngốc biết, người này không phải hạng thường. Có thể gọi thẳng tên của giáo chủ, ít nhất cũng phải cùng tầng lớn với giáo chủ. Cao thủ thế này làm sao chấp vặt với loại lục đẳng như anh ta. Lục đẳng có thể khoe khoang trước mặt người thường được nhưng đối với cao thủ như giáo chủ thì có khác gì là đồ chơi. Còn dùng độc chắc chắn là không thể đến người cao thủ đó được. Mà vị chủ tịch Diệp này lại điềm tĩnh như vậy, chắc chắn là cao thủ của cao thủ rồi. Không thế sao có thể lên Lương Sơn được đúng không? Thấy thằng ngốc đi rồi, Cha Thiết Nhĩ liền biến đổi sắc mặt. Lấy ngay ra con dao, lôi Cha Lôi Lạc Tư lại làm con tin. Tôi không cần biết anh là ai. Mau đi ngay, nếu không ông ta sẽ chết. Cha Thiết Nhĩ điên cuồng nói Diệp Phàm. Anh giết ông ấy có liên quan gì đến tôi chứ? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Rồi cũng chẳng thèm nhìn Cha Thiết Nhĩ nữa. Chương 2880, quá vô liêm sỉ rồi. Diệp Phàm nhìn những người còn lại hét lên. Lẽ nào các anh còn lợi hại hơn cả thằng ngốc sao, tôi đếm ngược từ 10 không đi thì đứng lại đó. Nhưng Diệp Phàm cũng có chút buồn bực mới đếm đến 2 thôi mà chúng nó đã chạy hết đi rồi. Nhưng họ vẫn là người có lễ phép, ai nấy trước khi ra cũng đều khom lưng cúi chào Diệp Phàm rồi mới đi. Thằng ngốc cũng làm như vậy mà. Những người này chẳng lẽ lại không biết đến đạo lý hành nghề sao? Cha Thiết Nhĩ chắc chắn đã trả giá cao rồi. Diệp Phàm có chút nuối tiếc lắc đầu cầm chén cà phê lên. Thực ra Diệp Phàm cũng không hiểu được, thằng ngốc kia là thần thánh trong mắt họ, đến thần thánh mà cũng bị Diệp Phàm quát biến mất thì hắn ta là người thế nào? Không đi vẫn còn chờ để Diệp Phàm tính sổ sao? Quay lại, các người không lấy tiền sao? Ti tím mặt quát, nhưng không có ai đem để ý đến hắn. Tiền thì cũng cần như ngũ độc giáo mạng sống còn quý giá hơn. Yên tĩnh chút đi Cha Thiết Nhĩ, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, tay cầm chén trà, bên cạnh là Cha Thái Lâm đang rót trà, rồi pha cho Diệp Phàm một bình trà lớn khác. Cha Thái Lâm thật ra cũng đã biết thân phận Diệp Phàm là trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Có thể ngồi vào vị trí này chắc chắn là có thân thế đặc biệt. Tất cả những thông tin ông có được đó là từ Cục Công an. Đương nhiên người ta là thân phận trợ lý rồi, có lẽ thằng ngốc kia cũng sợ mà chạy mất. Mơ tưởng, lập tức ký đi, không ký thì ông ta sẽ chết. Cha Thiết Nhĩ đúng là điên rồi, không còn là giả điên nữa mà là điên thật rồi. Anh ta đã bị áp lực tâm lý đè nặng.
chủ tịch cha, và các cổ đông khác nữa, chúng ta thực hiện một giao dịch đi. Diệp Phàm bình tĩnh xuất chiêu. Chỉ cần cứu được cha Lôi, anh cứ ra giá đi. Mông Nguyệt Cúc nghĩ đến đứa con hút thuốc phiện không biết sống chết ra sao, giờ chồng lại đang nằm trong tét cha thiết nhĩ. Không nhanh chóng chấm dứt chuyện này thì nhà họ cha đúng là xong rồi. Bệnh tim của ông chồng tái phát, chết, con thì chết vì thuốc phiện. Vị chủ tịch Diệp này là người có tài năng nên phải nhờ vào anh ta thôi. Tiền tôi không cần, tôi là cán bộ đại lục, không phải tham quan. Tôi chỉ cần tập đoàn các anh hợp tác làm ăn với Hoành Không chúng tôi thôi. Diệp Phàm nói. Việc này, Mông Nguyệt Cúc không tự quyết được, bèn nhìn các cổ đông khác. Ha ha, tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn đâu. Đợi lát nữa thằng ngốc quay lại thì tôi cũng không quay lại đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, nhìn một lượt người nhà họ cha. Được. Cha bỉ thử gật đầu. Còn các vị thì sao? Diệp Phàm nhìn những người khác. Chúng tôi đều đồng ý. Tất cả người trong nhà họ cha đều gật đầu, tránh voi không xấu mặt nào mà. Nếu bỏ ra quá ít thì cũng không được, ít nhất cũng phải cho một con số chứ. Diệp Phàm chỉ ra 8 đầu ngón tay. 80 triệu. Cha Thái Lâm nói được. Ông nghĩ tôi lại ham số tiền lẻ đó sao? Diệp Phàm hừ nói. Chẳng lẽ là 800 triệu sao? Cha Thái Lâm run rẩy nói, 800 triệu là khoản tiền lớn đối với nhà họ cha. Tài sản của nhà họ cha không vượt quá 2 tỷ, 800 triệu này tương đương với 1/3 tài sản của cả gia tộc họ. Mà tập đoàn Hoành Không là một vũng bùn, có thể bỏ ra 800 mà lấy lại được 1-200 thì cũng mừng. Tất nhiên trong lòng mọi người cũng đang đau lắm. Không nhiều lắm, hơn nữa Hoành Không chúng tôi đang khôi phục lại. Các anh đầu tư 800 triệu, đương nhiên là cùng nhau để xây dựng lên công ty mới có phải không? Chẳng lẽ các người muốn nó sụp đổ sao? Thế chẳng phải là 800 triệu này như nước đổ lá khoai không? Mà Hoành Không chúng tôi lấy tài sản nhà máy để đầu tư nên quyền cổ phần thuộc về chúng tôi rồi. Diệp Phàm chân thành nói. Chủ tịch Diệp, anh đúng là biết tính toán. Chẳng những muốn lấy tiền của chúng tôi mà còn muốn chúng tôi để vực công ty dậy. Làm sao có chuyện? Một người đầu hói tức giận, nói. Những người khác cũng vẻ mặt như thế. Chỉ là chưa thể nói ra từ vô liêm sỉ được. Diệp Phàm đương nhiên vô liêm sỉ rồi, căn bản là muốn nhờ họ để cứu chính mình và lập công ty mới. Không thể sao, chúng ta là làm ăn kiếm tiền. Hợp tác cùng có lợi mà. Bằng không vừa rồi thằng ngốc ở đây thì trên đời này còn có nhà họ cha không? Diệp Phàm chỉ vào tên ngốc kia nói. Mà thực ra là tôi không nhất thiết phải hợp tác với các người có phải không? Tôi hoàn toàn có thể cùng hợp tác với cha thiết nhĩ. Tôi tin rằng anh ta sẽ đồng ý hợp tác với tôi. Đến lúc đó không phải là 1 tỷ mà ngay cả tài sản của tập đoàn chính hà, anh ta cũng sẽ đồng ý phải không? Chủ tịch Diệp, anh nói thật chứ? Cha thiết nhĩ quả nhiên lên tiếng, nói. Nếu như chủ tịch Diệp đồng ý hợp tác với tôi sẽ lấy 1/2 tài sản của nhà họ cha, còn 1/2 để bồi thường cho chủ tịch. Muốn đầu tư thế nào thì đầu tư. Cha thiết nhĩ muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thằng ngốc vừa đi nên hắn hoàn toàn đã mất đi chỗ dựa. Mà vị chủ tịch Diệp này có thể quát được thằng ngốc, cha thiết nhĩ không phải đồ ngốc. Người như thế chắc chắn không phải đối thủ mà anh ta có thể đối lại được. Cha thiết nhĩ, mày đúng là vô liêm sỉ. Chủ tịch cha kích động, cổ đã đụng vào con dao, có máu chảy ra. Đừng quá kích động, nếu tiếp tục thì sẽ cảm giác như bị lưỡi dao cứa vào đấy. Diệp Phàm nói, nhìn chằm chằm người nhà họ cha. Các người có đồng ý hay không, nói một câu. Bằng không tôi sẽ chọn cha thiết nhĩ thôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ thường xuyên đến viện tâm thần thăm các vị. Các vị cứ ở bệnh viện mà dùng thuốc tốt nhất, thầy thuốc phục vụ tốt nhất và cả phương pháp tốt nhất. Tôi đã gặp quá nhiều loại vô liêm sỉ nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ như chủ tịch Diệp. Anh đúng là đã đến mức thần tài vô liêm sỉ rồi. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Cha bỉ thử hừ nói. Ha ha, đa tại ông đã quá khen, tôi vẫn nghĩ mình chưa đạt đến cảnh giới cao quý đó. Diệp Phàm mỉm cười, rồi lập tức lại sầm mặt lại nói. Nếu nói về vô liêm sỉ thì các anh mới là vô liêm sỉ chứ không phải ai khác. Nói về chủ tịch cha. Biết rằng con trai đã âm mưu để lừa tiền Hoành Không mà còn không ngăn lại, thế có phải vô liêm sỉ không? Còn nữa, khi chúng tôi yêu cầu thực hiện hợp đồng thì lại nói là không liên quan, có phải vô liêm sỉ không? May mà tôi tỉnh không cũng bị các anh cho ngồi tù rồi. Các anh cấu kết với cảnh sát chơi xấu tôi, mà lại còn không nhận, người của nhà họ cha đúng là cao thượng quá phải không?
Mà vừa rồi tôi cũng đã cứu mạng các anh, không phải chỉ riêng các anh mà là cả gia tộc nhà họ Cha. Nếu như để thằng ngốc biến các người thành ngốc thì liệu các người có được hưởng cuộc sống xa hoa, quyền quý không, còn được chơi gái, có nhà lầu xe hơi không? Tất cả những điều đó là do Diệp Phàm mang lại cho các vị. Các vị không những không cảm ơn còn nói tôi vô liêm sỉ. Như vậy rốt cuộc là ai vô liêm sỉ? Nhà họ Cha các người mới là vô liêm sỉ. Nói thế thôi, tôi hỏi một câu cuối cùng, có hợp tác không? Hợp tác, 800 triệu thì 800 triệu. Cuối cùng chủ tịch Cha cũng đã mở miệng, bị Cha Thiết Nhĩ nắm chặt nên chỗ máu ở cổ lại chảy thêm. Câm mồm cho tao. Cha Thiết Nhĩ quát. Cha Thiết Nhĩ, anh muốn giết cha của mình, muốn đánh mẹ mình, muốn đuổi những người trong gia tộc. Anh không còn là người nữa, là con chó điên rồi, là súc sinh, không bằng súc sinh nữa. Anh không biết vô liêm sỉ, anh có phải là người hay không, anh có lương tâm hay không, anh có. Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật hướng về Cha Thiết Nhĩ. Quả nhiên anh ta sửng sốt, keng một tiếng, con dao rơi xuống mặt đất. Cha Thái Lâm cũng nhanh chóng đỡ lấy chủ tịch cha, Mơ Nguyệt Khúc cũng nhanh lấy thuốc cho chồng uống. Những người nhà họ Cha khác cũng cùng đoàn kết, dũng cảm xông lên, Cha Thiết Nhĩ đã bị người điên nhà họ Cha đánh cho không ra hình người nữa rồi. Quần áo đã rách tả tơi, mặt sưng phồng như chư bát giới. Bố, mẹ không sao chứ? Lúc này đẩy cửa tiến vào là cha Chi Thanh cùng mấy vệ sĩ. Chắc khi nãy thằng ngốc cùng đám người đi xuống nên họ đã thấy điều gì đó. Các người đi ra hết ngoài, không được cho ai vào đây. Chủ tịch cha đã lấy lại uy quyền chủ tịch hội đồng quản trị vung tay ra lệnh, nếu như để cho người ngoài biết, rồi truyền thông chú ý thì gai to. Cha Chi Thanh không chịu ra ngoài, nhưng mấy người nói rồi cùng đi ra luôn. Ha ha ha, cha Thiết Nhĩ điên cuồng lại cắn quần áo mình, miệng hát dày mà phá, mũ mà phá, trên người áo cả sa phá, ngươi cười tôi. Người này chắc thích xem tế công, Diệp Phàm cũng sửng sốt. Dùng công lực kiểm tra lại một lúc thấy hắn ta đã bị kích thích quá lớn nên đã điên thật rồi. Chủ tịch Diệp, anh ra nhà khách trước đi, chờ tôi giải quyết việc gia đình xong tôi sẽ đến đó. Anh yên tâm tôi đã nói là làm. Chủ tịch cha nói. Ha ha, được. Diệp Phàm gật đầu rồi xoay người đi, nhưng lại quay lại nói. Thực ra tôi cũng không sợ các anh quỵt nợ tôi. Nói xong Diệp Phàm bước đi. Quá kiêu ngạo rồi, quá kiêu ngạo rồi. Sao lại có thể đồng ý với anh ta chứ? Cha bị thử hét lên. Có thể khiến cho thằng ngốc sợ thì chắc chắn không phải người bình thường rồi. Chủ tịch cha lạnh lùng nói. Những người nhà họ cha nói đi nói lại, ai nấy sắc mặt đều khó coi. Chúng ta không những đầu tư 800 triệu mà còn phải tìm cách để đầu tư thêm mấy trăm triệu nữa. Vị chủ tịch Diệp này không phải người tầm thường đâu. Nhà chúng ta phải quan hệ với anh ta bằng không việc ngày hôm nay chúng ta đã không có đường sống. Mà chủ tịch Diệp có năng lực như vậy, tôi tin rằng chúng ta hợp tác với Hoành không để lập ra công ty mới sẽ không nát đâu. Hơn nữa chúng ta còn có Chính Hà mà, chúng ta giúp anh ta công ty mới, anh ta cũng không phải người vô ơn. Tôi tin vào mắt nhìn người của tôi. Chủ tịch cha nói. Chương 2881, Đàm Tiếu Tiếu xinh đẹp. Gã giải quyết thế nào? Lão cha nhìn cha Thiết Nhĩ một cái. Ôi, trước tiên đưa vào bệnh viện tâm thần đi. Có lẽ là bị kích động quá mạnh nên điên thật rồi. Đây cũng là báo ứng, ôi chủ tịch hội đồng quản trị cha phất phất tay, hai vệ sĩ đưa cha Thiết Nhĩ đi rồi. Cho vệ sĩ theo dõi gã, chủ tịch cha vẫn không yên lòng, nhìn gã. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm đến dưới lầu cũng cảm thấy có chút lặng người. Vẻ náo nhiệt ban đầu lúc này chỉ còn mấy vệ sĩ của nhà họ cha. Mặt đất bừa bãi một mảnh, khắp nơi đều có gỗ gãy, thủy tinh đồ vật vỡ phòng khách xa hoa sắp biến thành bãi rác rồi. Khiến Diệp Phàm giật mình cũng không phải là việc này mà là phát hiện Điền Nhất Đao lúc này không ngờ vẻ mặt màu đen đang nằm nghiêng trên một cái bàn. Người này trúng độc, sao lại thế này, chẳng lẽ anh ta đã gây vào thằng điên kia rồi? Diệp Phàm thắc mắc, cảm giác buồn cười đi tới. Đừng động đến anh ta bị thương. Không thể tưởng tượng sau lưng vang lên tiếng của cha Chi Thanh. Anh ta làm sao? Diệp Phàm hỏi. Vừa rồi có mấy người đến họ rất hung hăng gặp người liền đá đánh. Có người muốn tấn công tôi anh ta nhào đến cứu tôi cùng người này đánh nhau, kết quả bị thương. Hơn nữa nhìn ngoài cũng không phát hiện tổn thương gì, tuy nhiên, anh ta nói cả người không có sức lực, rất đau đớn. Tôi cho phép chuẩn bị đưa anh ta đi bệnh viện, cha Chi Thanh nói. Ha ha, thương thế của anh ta bệnh viện cũng không trị nổi. Diệp Phàm cười nhìn Điền Nhất Đao một cái nghĩ như cười xoay người bước đi.
Đây là người nào, nói những lời này thật là, tổn thương gì bệnh viện không điều trị được. Cha Chi Thanh có chút bất mãn nhìn về phía lưng Diệp Phàm hừ nói. Sau khi đi ra Diệp Phàm mới phát hiện, hồng tà vịnh thật sự có chút kỳ lạ. Một vịnh nước nhỏ, nước biến lượn cong chảy ra đây, vì lượn vào nên dòng nước rất mạnh. Sóng biển đập vào bờ ào ạt, bọt nước văng lên cao chừng 3-4 mét, tạo nên một vòi phun thiên nhiên. Dưới sự chiếu rọi của đèn trong nhà họ Cha trông rất huyền bí. Rất lâu cũng chưa thấy cảnh sát đến đây, xem ra, nhà họ Cha cũng không muốn để cảnh sát vào. Việc này có lẽ là tự giải quyết trong nhà. Việc này cũng bình thường, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đặc biệt đối với gia đình nổi tiếng như nhà họ Cha. Tuy nhiên, vệ sĩ cũng lập tức được tăng cường. Bên ngoài có hơn 10 bảo vệ, mỗi người đều cầm roi điện. Ôi, nhiều người có ích gì, chưa thể ngăn cản cao thủ như thằng điên. Diệp Phàm thở dài, đương nhiên tin tưởng thằng điên sẽ không trở lại. Trong một ngôi nhà bình thường, thằng điên vừa dọa phá lộ ra vẻ mặt thật. Trên mặt có một cái sẹo rất sâu. Giống như một con giun để ngang mặt người này. Lúc này mấy ngày ngồi trong phòng thằng điên cũng không ngồi ở vị trí chủ tọa, người ngồi ở vị trí này là một cô gái có hai bím tóc sừng dê. Cô gái nhìn qua còn rất trẻ con, hình như mới 18-19 tuổi. Mặc váy màu đen, trên cổ đeo vòng cổ đá màu bạc. Dáng vẻ ở mức trung bình, tuy nhiên, vẻ đẹp rất độc đáo. Mấy người như thằng điên hình như có chút sợ cô nàng này, nói chuyện rất cung kính. Anh nói là hắn thật sự gọi thẳng tên giáo chủ, cô nàng không ngờ cười hỏi. Đúng vậy, mấy người này đều nghe thấy, còn nói cung thu cái gì, đàm công chúa, nếu tôi nói dối cô cứ xử lý tôi. Thằng điên nói, nếu Diệp Phàm nghe thấy có thể đoán cô này chính là người lần đầu trong hàng trăm năm qua luyện thành người độc của ngũ độc giáo. Cùng là đệ tử cuối cùng của giáo của cung thu. Địa vị trong ngũ độc giáo cực kỳ cao, có vẻ là dưới một người trên vạn người. Người này thật sự rất trẻ tuổi, cô gái lại hỏi. Ừ, nhìn qua thật sự trẻ, có vẻ chưa đến 30 tuổi, có lẽ là được chăm sóc tốt, chứ thật ra không trẻ tuổi. Chúng tôi lập tức điều tra qua danh sách khách mời tối nay của nhà họ Cha cũng không có người này. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi hỏi một người mới biết được người này là Diệp Phàm, chủ tịch tập đoàn cơ điện Hoành Không của Đại Lục. Thằng điên nói, một người kinh doanh, hắn làm sao biết tên của giáo chủ? Hay là gọi bừa mà chúng? Đàm Tiếu Tiếu nhướng mày hỏi. Hẳn là không có khả năng, hắn dường như biết thân phận của tôi. Hơn nữa nói ba lần liền hẳn không phải là ngẫu nhiên. Hơn nữa, hắn sao lại biết tên của giáo chủ chúng ta? Thằng điên nói. Người này chẳng lẽ xuất thân từ những môn phái nổi tiếng của Trung Quốc hoặc là một gia tộc lớn có truyền thống lâu năm. Gia tộc này nhất định luyện võ, hơn nữa không tầm thường. Đại gia tộc có thể biết tên giáo chủ không còn nhiều, giáo chủ đã mấy chục năm không ra ngoài. Biết ông ấy cũng phải cao thủ có trình tự như ông ấy. Đàm Tiếu Tiếu cười hừ nói. Có phải là người này nhà có người làm lãnh đạo lớn, mà Trung Quốc có một tổ đặc thù tổ đặc nhiệm A? Một số lãnh đạo chính phủ đều biết được tổ chức bí mật này. Cho nên, dặn con cháu ra ngoài phải chú ý một chút. Mà người này cũng từ người nhà biết được tên của giáo chủ cung. Mà tổ đặc nhiệm A không thể không lập hồ sơ. Lần trước quân đội Trung Quốc không phải cử người tên là Lan Viễn Kim đến giáo chúng ta sao? Cuối cùng bị chúng ta dùng xà trùng sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra quần. Điều này cũng nói rõ chúng ta luôn được tổ đặc nhiệm A chú ý. Ừ, cũng có khả năng, tuy nhiên, hắn làm sao biết anh là người của ngũ độc giáo, các anh còn hóa trang nữa. Trên mặt lại không viết, người này không thể nào ra thế bình thường, tuyệt đối là gia tộc có võ công. Gia tộc võ công ở Trung Quốc không ít. Rất nhiều gia tộc đều mai danh ẩn tích không công bố ra ngoài. Có thể một ông chủ tiệm cơm cũng chính là tộc trưởng một gia tộc. Đàm Tiếu Tiếu nói. Mặc kệ ông ta là ai, cũng quá kiêu ngạo rồi. Ông ta không thể là người cùng trình tự với giáo chủ. Mà người kiêu ngạo như thế có lẽ là trong nhà có lãnh đạo lớn, mới không sợ chúng ta. Muốn nói bản thân hắn có thể địch nổi giáo chủ, có lẽ đánh chết tôi cùng không tin. Hơn nữa, lần này hắn làm hỏng việc lớn của chúng ta. Nếu việc của Cha Thiết Nhĩ có thể thành công, anh ta sẽ đồng ý cho chúng ta 200 triệu, 200 triệu đấy công chúa. Giáo chúng ta đang xây dựng cải tạo trụ sở mới, cần một khoản tiền lớn. Hơn nữa, cũng không thể bỏ qua như vậy. Nếu không hắn sẽ cho rằng ngũ độc giáo chúng ta sợ hắn. Vẻ mặt thằng điên tức giận nói. Vốn lúc ấy tôi cũng đã muốn thử, tuy nhiên, chỉ sợ chọc phải chủ nhân thật sự cứng rắn. Cho nên, vội vàng truyền lời cho cô biết.
biết cô đang ở Hồng Kông. Công chúa đồng ý ra mặt tên kia chắc chắn lập tức sẽ yên lặng. Mặc kệ là người nào, dám gọi thẳng tên giáo chủ như thế là rất bất kính. Đàm Thiếu Thiếu tôi sẽ đi xem hắn một chút. Đàm Thiếu Thiếu cười tươi như hoa, thằng điên không khỏi dùng mình một cái. Đàm Thiếu Thiếu gọi là Thiếu Thiếu, càng cười rạng rỡ càng đại diện cho người nào đó cực kỳ đen đủi. Nhớ đến chất độc của người độc này. Cho dù là cao thủ dùng độc như thằng điên cũng có chút sợ. Một tay độc công như mình trước mặt nàng giống như một món đồ chơi của trẻ con. Dù sao tạm thời không có chuyện gì, Diệp Phàm đến nội thành sau đó đi tản bộ. Tuy nhiên, đôi mắt ưng bất cứ lúc nào cũng chú ý phía sau, có lẽ người của ngũ độc giáo còn chưa từ bỏ ý định. Diệp Phàm cũng không vội vì an toàn của mấy người Khổng Ý Hùng. Diệp Phàm vẫn chưa về, trực tiếp đến khách sạn Hồng Kông đặt phòng, sau đó báo với Khổng Ý Hùng, Sa Thiên cũng đã đến Hồng Kông. Cảm thấy mệt mỏi rồi, Diệp Phàm ngủ một giấc sau mới dậy tắm rửa. Vừa mới vào phòng vệ sinh, phát hiện trên ghế sofa trong phòng khách có một cô gái đang ngồi. Cô gái có bím tóc sừng dê, vẻ mặt xinh đẹp. Cô đang đọc mấy tạp chí trên bàn. Mặc dù là Diệp Phàm trùm khăn tắm ra, cô gái cũng không ngẩng đầu nhìn một cái, vẫn chuyên chú đọc tạp chí. Diệp Phàm cũng không để ý đến cô gái, ngồi xuống, cầm lấy điều khiển mở tivi bắt đầu xem. Trong lòng tự nhủ cô muốn thi gan tôi thi với cô xem ai hơn. Quả nhiên, ước chừng nửa tiếng sau cô gái không nhịn được, đặt tờ tạp chí xuống nhìn Diệp Phàm một cái hỏi, tôi đến đây lâu như vậy anh không chào một tiếng, chủ nhà này cũng quá không có suy nghĩ có phải không? Ha ha, cô là khách, tuy nhiên, tôi cũng không mời cô vào, hành vi này của cô nói trắng ra chính là trộm rồi. Diệp Phàm nói, tuy nhiên, may mắn tôi cũng không có gì cho cô trộm, ngoài người, tiền chỉ còn 2.000 đô la Hồng Kông, cô muốn thì lấy đi, tôi chuẩn bị ngủ, cô đừng ngồi đây, có người nhìn tôi không ngủ được. Anh mới là tên trộm, cô gái hiển nhiên tức giận, không lườm Diệp Phàm một cái. Cô không mời mà tới, không phải tên trộm thì là cái gì. Tuy nhiên, khách sạn 5 sao này cái gì cũng rất đắt tiền, cô đừng mang đi tôi không có tiền đền. Diệp Phàm cười trêu chọc. Anh còn rất bình tĩnh, xem ra, anh tương đối tự tin về bản thân. Đàm Tiếu Tiếu cười, Diệp Phàm sửng sốt, trong lòng tự nhủ thật đúng là độc chất đẹp, loại đẹp này có chút mùi vị tà ác. Cho nên mới có vẻ độc đáo như vậy. Tôi đến giờ vẫn rất tự tin, cô nữa, nếu tôi đoán không sai, có lẽ cô là Tiếu Tiếu của ngũ độc giáo có phải không? Diệp Phàm nói. Đàm Tiếu Tiếu lập tức không cười nữa, cô nhìn chăm chăm Diệp Phàm thật lâu sau mới nói, anh đoán rất tài tình, chúng ta từng gặp mặt sao? Không có, Diệp Phàm quyết đoán lắc đầu, tuy nhiên chân lại gác lên bàn cha, vẻ mặt thảnh thơi nhìn Đàm Tiếu Tiếu. Chưa gặp làm sao anh biết tên tôi? Đàm Thiếu Thiếu nhìn Diệp Phàm chằm chằm, mặt có chút trầm xuống. Đàm Thiếu Thiếu đương nhiên căm tức, vốn là muốn bí mật không hiểu được người này không ngờ biết chi tiết về mình. Chương 2882, anh là người nổi tiếng. Đâu có quy định của pháp luật không được biết tên của cô. Hơn nữa cô là người nổi tiếng có phải không? Diệp Phàm hừ nói. Anh thật lạ, Đàm Thiếu Thiếu cười nói, cười đến rạng rỡ rồi, tay có vẻ như vô tình vẫy lên không trung. Độc công đến đây. Diệp Phàm thầm cảnh giác, mặc dù nói hắn không sợ một số độc, nhưng cũng không có nghĩa là không sợ tất cả mọi loại độc. Đàm Tiếu Tiếu là người trong hàng trăm năm qua của ngũ độc giáo mới luyện thành người độc, chắc chắn có chỗ khác. Tuy Ensoi người này công lực cũng không phải đặc biệt cao, nhưng độc công chắc chắn kiệt xuất. Dưới đôi mắt ưng, một ít viên bi màu tím xuất hiện bay về phía hắn. Diệp Phàm vừa nghe, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trong lòng tự nhủ đây không phải là sói hoa tím của tam độc giáo mình đã gặp sao. Loại này ngay cả dây lưng của Diệp Phàm cũng có thể nuốt được, chẳng những không có tổn thương mà còn có thể trợ giúp luyện độc công. Diệp Phàm tỏ vẻ không để ý còn hút thuốc, ra sức hít một hơi khen, đúng vậy, thuốc lá này rất thuần khiết. Không tồi cái rắm, anh cứ ra sức hút đi, hút không chết được Diệp Phàm anh. Đàm Tiếu Tiếu độc ác mắng thầm, trên mặt vẫn tươi cười, giống như một con heo đang động được hướng về con nái tỏ vẻ. Đương nhiên, Đàm Tiếu Tiếu chỉ muốn trừng trị Diệp Phàm một chút, cũng không phải là muốn lấy mạng của hắn. Dù sao người này lại lịch chưa rõ, ngay cả tên giáo chủ cũng biết được tuyệt đối không phải là người dễ trêu vào. Nhưng không dễ trêu cũng không có nghĩa là không thể ra tay cảnh cá hắn một chút. Nếu không ngũ độc giáo cũng quá uất ức có phải không? Nóng quá, Đàm Tiếu Tiếu cầm lấy tờ tạp chí quạt quạt. Diệp Phàm biết, cô đang liên tục bắn sói hoa tím về phía hắn để mình hút vào. Có muốn bật điều hòa hay không? Diệp Phàm lại hít một hơi thuốc lá cười hỏi.
không cần, cái này là được. Đàm Tiếu Tiếu cười ra sức quạt, còn Diệp Phàm nghiêng người ra sức hút lấy. Ước chừng 5 phút đồng hồ qua đi. Đàm Tiếu Tiếu ngừng động tác quạt lại, cười khanh khách nói, đợi xem anh còn có thể cười ra tiếng tôi sẽ gọi anh là anh. Tôi cũng không muốn nhận một cô em bướng bỉnh ra tay cả với anh trai mình, nếu không cẩn thận thì chúng độc chết. Cái này, cả ngày mang đạn độc trong người cũng không phải là chuyện đùa. Diệp Phàm ra vẻ vô tình nói, Đàm Tiếu Tiếu tức giận đến nỗi không cười nổi, hiển nhiên quỷ kế của cô bị hắn phát hiện. Làm sao anh biết, Đàm Tiếu Tiếu hơi giận, cười nhe cả hàm răng. Răng trắng nhỉ, nếu chúng ta hôn nhau một cái thì thật thú vị phải không? Tuy nhiên, miệng cô có lẽ còn có gì đó tôi không dám. Diệp Phàm không đáp nói chuyện tào lao. Sao anh không phản ứng? Đàm Tiếu Tiếu hừ nói. Phản ứng gì? Diệp Phàm ra vẻ không hiểu nhìn Đàm Tiếu Tiếu, sau đó lại tỏ vẻ hoảng hốt cười nói, ừ, đúng rồi có phải là cảm giác trước mặt một người con gái xinh đẹp như mình mà tôi không phản ứng gì? Diệp Phàm nói đến đây, cố ý ra vẻ hơi ngượng ngùng nói, ngại quá, vừa rồi trên đường mới vừa gặp một gái gọi. Nói là 100 đồng một lần, tôi ngại đắt quá, liền giơ 5 đầu ngón tay, cô gái đó gật đầu nói là 50 cũng được. Tôi giảm tiếp 50% cô gái đó tức giận đến bỏ đi. Tuy nhiên, có lẽ cô cũng lâu không có khách hàng, đến mức bụng đói ăn quàng cho nên cuối cùng đồng ý 25 đồng. Tôi đã phát ra vài phát đạn pháo cho nên, hiện tại cả người mệt mỏi. Bởi vậy không phải vì cô không xinh đẹp mà là vì tôi ngại quá, thật sự là không được. Đối mặt với cô gái xinh đẹp như cô không ngờ không có nổi sức mạnh đó. Nếu sớm một chút tôi trả 50 cũng được. Hiện tại không được. Cho dù bảo tôi chơi không tôi cũng không được rồi, thân thể này, ôi, đã bị vét sạch rồi. Diệp Phàm vừa mỉa mai vừa cười nói, thiếu chút nữa khiến Đàm Tiếu Tiếu phát điên. Tuy nhiên, cô gái này cũng lợi hại, bình tĩnh lại ngay, nhìn Diệp Phàm chăm chú, thật lâu sau, khoảng 3 phút Đàm Tiếu Tiếu cầm hoa quả trên bàn bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa căn nhằn táo này chát không ngọt gì đấy. Tuy nhiên đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, theo tiếng căn nhằn của Đàm Tiếu Tiếu miệng cũng không nhàn rỗi. Bay ra một ít màu hồng lao về phía hắn. Độc gì? Diệp Phàm thầm hỏi, dùng đôi mắt ưng quất một cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, lập tức một cỗ mùi có thể sặc chết người sộc thẳng vào mũi, thiếu chút nữa hắt xì rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm lập tức nhịn được, nếu không chắc chắn Đàm Tiếu Tiếu chê cười. Hắn không biến sắc đã vận hành độc thuật, đem khí này trung hòa cùng độc dịch để hóa giải, cái này gọi là lấy độc trị độc. Đàm Tiếu Tiếu gặm xong hai quả táo phát hiện Diệp Phàm vẫn còn đang thảnh thơi hút thuốc lá, tức giận cô đứng lên nói, hôm nay tới đây thôi, tôi cũng mệt rồi, đi ngủ trước. Vừa nói xong, Đàm Tiếu Tiếu không ngờ trực tiếp vào phòng ngủ của Diệp Phàm, hơn nữa rõ ràng còn cởi quần áo thật sự, ngay cả cửa phòng cũng chưa đóng, mãi đến khi cởi chỉ còn lại quần lót và áo ngực Đàm Tiếu Tiếu mới nhìn Diệp Phàm một cái cười cười. Ngoái nhìn lại rất ma mị, vô cùng quyến rũ. Từ đó về sau, Đàm Tiếu Tiếu hình như còn muốn mở ra chiếc lá liễu của mình, ra vẻ xếp quần áo sau đó mới chui vào ngủ. Này này, đó là phòng của tôi, cô cũng quá không biết điều đi, đó là phòng của tôi. Diệp Phàm chạy vào hét lên. Làm anh sao lại như vậy, phòng để cho em gái ngủ cả đều không được sao? Anh đấy, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nếu không tôi đưa tiền anh đi thuê phòng khác là được. Đàm Tiếu Tiếu cười ngáp một cái, ném một cái túi trên giường về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ vươn tay bắt được. Viên đạn bọc đường rồi. Bởi vì, tuy nói đây chỉ là một cái túi hoa bình thường bên trong là một ít vật dụng của Đàm Tiếu Tiếu. Nhưng bên ngoài túi hình như dính đầy một loại độc màu lửa đỏ. Mà ngay cả cái ví hoa kiều diễm kia có lẽ cũng là kiệt tác chi độc của Đàm Tiếu Tiếu. Diệp Phàm bình tĩnh mở túi có chút buồn bực vì bên trong là một bao băng vệ sinh, một cái gương mà một bộ đồ lót còn có hai cái bao cao su siêu mỏng. Ha ha ha. Đàm Tiếu Tiếu cười đến rạng rỡ vô cùng. Diệp Phàm ném chiếc túi xuống đất tức giận đi ra cửa, không có cách nào đành phải nằm trên ghế salon ở phòng khác qua một đêm. Tuy nhiên, suốt cả đêm, Diệp Phàm đương nhiên không dám ngủ, mà Đàm Tiếu Tiếu cũng không ngủ cả đêm đều thi triển độc công, trong phòng tràn ngập một cỗ khí độc. Cuối cùng trời cũng sáng. Bye bye, sau này gặp lại. Anh Diệp cảm ơn phòng ngủ của anh, buổi tối ngủ không tệ lắm. Không chừng tôi thích về sau tôi thường xuyên hợp tác ngủ cùng anh. Đàm Tiếu Tiếu vung tay lên, gửi cho Diệp Phàm cái hôn gió từ xa rồi bỏ đi. Cô đừng trở lại, tôi không chịu được gây sức ép. Nếu nhất thời không chịu được ra tay nặng gây ra chuyện mà người đời công phẫn lúc ấy cô đừng kêu khóc nói tôi là cái kia gian,
Đến lúc đó tôi sẽ không nhận, Diệp Phàm hừ nói. Không có gì, lúc ấy chỗ này của tôi chắc chắn sẽ lưu chứng cứ của anh, chúng ta ra tòa án. Đàm Tiếu Tiếu cười cười uốn éo mông đi thật. Mẹ kiếp, xui xẻo, còn phải giúp cô vệ sinh gian phòng kia kia bởi vì độc này không dọn sạch sẽ gây độc cho người đến sau. Diệp Phàm là người cao quý đương nhiên phải ra tay. Ước chừng 2 tiếng mới diệt hết độc tố. Diệp Phàm cũng mệt mỏi đổ mồ hôi đầy đầu ngồi trên sofa. Đang muốn nhả khí ra, lúc này Khổng Ý Hùng gọi điện thoại đến nói là chủ tịch hội đồng quản trị cha bảo Diệp Phàm nhanh chóng đến. Diệp Phàm đành phải vội vàng tắm rửa đi thẳng đến nhà họ cha. Tiểu thư, thế nào? Thằng ngốc nhỏ giọng hỏi, phát hiện sắc mặt Đàm Tiếu Tiếu cũng không được tôi, nụ cười không còn thay thế vào đó chính là vẻ mặt giận dữ. Khốn khiếp, Đàm Tiếu Tiếu tức giận đến ném bộ trà trên bàn xuống đất. Mấy người thằng ngốc sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Nếu Đàm Tiếu Tiếu tức giận cho dù người một nhà cũng dùng độc. Đến lúc đó dù anh tè ra quần thì vẫn thích rồi. Hừ, muốn chơi thì chơi cho thoải mái. Đàm Tiếu Tiếu lại hừ nói. Ha ha ha, Tiểu Tiếu, ai chọc giận con thế? Lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói giống như chuông đồng hồ. Giáo chủ Vạn Phúc Vô Cương, tất cả mọi người trong phòng vội vàng nằm sấp đầy đất hô lên. Một người đàn ông tóc trắng xóa vai mặc bộ đồ tôn trung sơn chân đi đôi giày Nike, quần xanh. Nếu không có người của ngũ độc giáo gọi người ta cảm giác người này là một cán bộ chính quyền. Hơn nữa là một đồng chí vô cùng giản dị. Cha, cha đến rồi. Đàm Tiếu Tiếu cười ra ngoài đón. Quái Tiểu Tiếu, có việc gì vậy? Nhìn chén trà vỡ đầy đất, Cung Thu có chút kinh ngạc nhìn Đàm Tiếu Tiếu hỏi. Không có gì, Đàm Tiếu Tiếu cười nói. Không có việc gì mới là lạ. Cung Thu hừ một tiếng hỏi thằng ngốc rốt cuộc sao lại thế này. Ôi, tất cả tại cái thằng tên là Diệp Phàm đấy, thằng ngốc không dám giấu giếm kể lại nguyên nhân. Tiếu Tiếu đi thử qua, không chừng cũng thắng được. Cung Thu bình tĩnh lại ngồi xuống ghế. Vâng, con đã thử qua. Tuy nhiên, hình như hắn không sợ độc của con. Tuy nhiên, con còn chưa sử dụng độc lợi hại, chỉ là sói hoa và tơ hồng độc, huyết độc. Tuy nhiên, người này rất thú vị, làm cho người ta thấy lạ. Đàm Tiếu Tiếu có vẻ xấu hổ nhưng cũng không dám nói dối. Thú vị như thế nào? Cung Thu nhìn Đàm Tiếu Tiếu như cười như không. Cha, đừng nghĩ lung tung, con đối với hắn không có cảm giác, chỉ có điều người này hình như rất bình tĩnh. Hơn nữa không coi việc con trộm vào phòng hắn ra gì. Hơn nữa, con còn ngủ cả đêm trong phòng hắn, hắn cũng không nói gì, người này chính là quái nhân. Hơn nữa, tôi lại không cảm thấy được hắn là cao nhân. Hình như là một người không sợ độc vậy. Đàm Tiếu Tiếu đỏ mặt vội vàng nói. Tôi cũng không nói con coi hắn thế nào, tuy nhiên, chính con đã nói lộ ra rồi, Cung Thu yêu thương nhìn Đàm Tiếu Tiếu nói. Người này tuyệt đối không thể không có võ công. Chương 2883, không nhượng bộ. Thiên hạ này chẳng lẽ thật sự còn có người không sợ độc? Hẳn là không có chuyện như vậy, có lẽ bản lĩnh người này cao hơn so với con nhiều. May mắn thằng ngốc chưa ra sức với hắn ở nhà họ cha, nếu không có lẽ mấy người các cậu đã không gặp được tôi. Nếu tôi đoán không sai người này chắc chắn cũng là một cao thủ dùng độc, không chừng so với Tiếu Tiếu còn lợi hại hơn. Thiên hạ này khi nào xuất hiện một cao thủ dùng độc lợi hại như vậy, thật sự là lạ. Có phải là tam độc giáo bồi dưỡng ra, nghe nói Tông Vô Thu cũng luôn nghiên cứu người độc của chúng ta. Thằng ngốc xen vào một câu. Tông Vô Thu, không thể nào. Chỉ với năng lực đó không thể nuôi dưỡng được một người độc lợi hại hơn Tiếu Tiếu. Phải biết rằng Tiếu Tiếu cùng là người luyện thành người độc trong vòng 100 năm trở lại đây của ngũ độc giáo. Hơn nữa phải dùng hết của cải của lão tổ tông mới luyện ra được. Diệp Phàm rõ ràng công lực còn cao hơn Tiếu Tiếu, Tông Vô Thu đến hiện tại vẫn không đột phá đến cánh cửa bán tiên thiên. Giống như tôi, chỉ kém một cước, không có năng lực bán tiên thiên làm sao có thể bồi dưỡng được người dùng độc lợi hại hơn Tiếu Tiếu. Đó là tuyệt đối không thể nào. Tuy nhiên, người này nếu phá hư việc lớn của ngũ độc giáo chúng ta, tôi cũng phải đi xem hắn một cái. Cung Thu cười nói. Đừng, cha, hắn cha giao cho con là được, con còn vài loại lợi hại chưa thử qua, nếu con thử không được cha ra tay thì thế nào? Đàm Tiếu Tiếu trong lòng không phục cướp lời nói. Cũng tốt, vậy trước tiên cứ để Tiếu Tiếu thử, trong khoảng thời gian này tôi cũng không rảnh, còn muốn đến chỗ khác một chuyến. Cung Thu cười nói cung không tranh với Đàm Tiếu Tiếu. Hơn nữa mặc dù là người này lợi hại hơn Đàm Tiếu Tiếu nhưng cũng không là gì trong mắt Cung Thu. Bởi vì Đàm Tiếu Tiếu nói người này hơn 30 tuổi,
hơn 30 tuổi mặc dù là luyện công từ trong bụng mẹ cũng không thể có nhiều thành tựu. Trong mắt Cung Thu, Diệp Phàm nhiều nhất là bát đẳng vị đỉnh thiên. Bởi vì Đàm Tiếu Tiếu mới lục đẳng đỉnh giai thôi. Đối với bát đẳng vị, Cung Thu với thực lực cảnh giới bán tiên thiên chỉ cần đạp nửa chân căn bản cũng sẽ làm cho độc của anh không thể thi triển ra, một cái tát có thể đập chết anh. Tất nhiên, không coi ra gì rồi. Tuy nhiên mọi người cũng phải cẩn thận một chút, lần này việc của nhà họ Cha chính là một bài học. Cho dù mọi người may mắn thành công, nếu không để cho tổ đặc nhiệm A chú ý thì dễ nói, nếu để họ chú ý thì các cậu không thể tránh khỏi liên quan. Tổ đặc nhiệm A mặc dù không có cao thủ quá hùng mạnh nhưng bọn họ là đại diện cho nhà nước. Nếu bọn họ thực sự ra tay độc ác diệt trừ chúng ta, thì chúng ta chết cũng không có chỗ chôn. Chống chọi với nhà nước, bất kỳ môn phái nào đều không có khả năng này. Đương nhiên đối với ngũ độc giáo chúng ta, bọn họ cũng có chút kỵ sợ. Dù sao độc công của chúng ta cũng khiến người khác muốn phòng khó phòng. Thật sự chọc cho chúng ta cá chết lưới rách cũng là một phiền toái lớn. Cho nên, mấy năm nay tất cả mọi người bình an vô sự đó là điều kiện tiên quyết nên chúng ta không thể quá mức. Việc nhỏ bọn họ cũng lười quan tâm, hơn nữa có một điểm quan trọng là các cậu phải chú ý, tuyệt đối không thể làm ra hành vi bất lợi cho an toàn quốc gia. Nếu không, ngày chúng ta diệt vong đã đến. Cho nên, chúng ta kiếm tiền của mình, không cần dẫm lên đạo tơ hồng kia là được. Vẻ mặt Cung Thu nghiêm túc nói. Việc này chúng tôi đều rõ ràng, kỳ thật, chúng tôi cũng là người Trung Quốc. Trung Quốc cũng là tổ quốc của chúng tôi dưới sự lãnh đạo của đảng đấy, cho nên, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi đối với tổ quốc. Thằng ngốc nói. Biết là tốt rồi, Cung Thu gật gật đầu, hơi nhảy người lên không lâu bóng dáng đã biến mất. Giáo chủ thật sự là tới vô ảnh đi vô tung rồi. Thằng ngốc nói. Giáo chủ là ai, là người mà chúng ta có thể cùng cấp sao? Đàm Tiếu Tiếu hừ một tiếng uốn éo mông đi vào phòng. Mấy người các cậu cẩn thận một chút. Tâm trạng tiểu thư không được tốt nếu chọc cô thì tự nhận xui xẻo. Thằng ngốc nhỏ giọng giải thích với mấy tên này nói, vài tên đương nhiên là gật đầu rồi. Ha ha, rất xin lỗi chủ tịch cha, hôm qua gặp bạn nên cả đêm không quay lại. Nhìn thấy cha Lạc Tư, Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười giơ tay ra. Không sao, tôi cũng vừa đến không lo. Cha Lạc Tư cười bắt tay Diệp Phàm nói Diệp Tổng, tôi muốn mời cậu đến trụ sở của chúng tôi ngồi một chút. Nếu muốn tìm người hợp tác chúng tôi sẽ cung cấp cho anh tin tức hữu dụng. Nào dám, nếu từ chối thì là bất kính rồi. Diệp Phàm cười nói. Xe trước đó không lâu đã dừng trước cửa trụ sở tập đoàn Chính Hà. Chủ tịch hội đồng quản trị đến đây tất cả công nhân nhìn thấy đều xoay người chào. Không lâu đi vào văn phòng chủ tịch tập đoàn Chính Hà. Thật đúng là lớn, không khác mấy so với văn phòng của Diệp Phàm ở Hoành Không. Tuy nhiên, người ta là ở Hồng Kông. Không phải là góc chỗ Hoành Không. Đất đắt gấp mấy chục lần đấy. Vào trong văn phòng bên cạnh còn có chỗ uống trà. Quanh đó bảy biện cây gập ra sau hình thành ghế, còn có đệm hạt, rất nghệ thuật và thoải mái làm người ta ghen tị. Chủ tịch hội đồng quản trị cha mời Diệp Phàm uống trà. Tuy nhiên, trà nữ cũng khiến Diệp Phàm sửng sốt. Lại là cha Chi Thanh. Hôm nay cha Chi Thanh mặc bộ váy liền màu xanh, cùng đôi giày vải thêu hoa xanh. Phối hợp chiếc châm cài đầu cổ xưa nhìn thanh lịch thoát tục. Cùng với hai cực phẩm long tỉnh bày trên bàn thực ra tôn nhau lên nhiều. Cô cha vất vả rồi. Diệp Phàm cười nói. Tiểu nữ nghiên cứu trà đạo, hôm nay thể hiện tài năng để Diệp Tổng thưởng thức. Vẻ mặt cha Lôi Lạc Tư sáng lên, xem ra ông ta rất thương con gái. TGD muốn uống trà gì? Cha Chi Thanh giọng giống như chim hoàng oanh, cũng không phải giọng nũng nịu kéo dài kia. Tổng giám đốc cha. Hôm nay uống trà tôi mang đến thì thế nào? Diệp Phàm vừa cười vừa lấy trong túi ra. Vậy thì tốt, TGD đã làm việc ở Trung ương, tôi có thể nếm cực phẩm là vinh hạnh đấy. Chủ tịch cha cười nói, cha Lôi Lạc Tư tuy nói là người Anh nhưng vẫn ở Hồng Kông. Cho nên, trên cơ bản chính là người Hồng Kông, chỉ có điều dáng người Anh thôi. Mà cha Chi Thanh là Lai Anh và Trung Quốc, nên xinh đẹp. Mắt xanh, da trắng cộng thêm tóc đen rất mê người. Có lẽ là con lai, cho nên làn da cha Chi Thanh không hẳn là người da trắng mà kết hợp với da vàng của người phương Đông. Trà này của Diệp Phàm là ăn bớt của nhà họ Phí, là Phí Thanh Sơn đưa đấy, tất nhiên thuộc loại cực phẩm rồi. Khi pha độ tinh khiết thật sự rất tốt, chủ tịch cha nhìn ra được thần không khỏi thở dài, quả nhiên không giống với chính là màu nước trà, trong sáng như hổ phách, mùi vị làm người ta đắm say. Chủ tịch cha nhấp một ngụm, sau một lúc lâu mới mở to mắt. Một tiếng thở dài không tiếng động hiện lên trong mắt ông,
bởi vì chủ tịch cha đặc biệt thích trà đạo Trung Quốc. Cha Chi Thanh cũng không nhịn được nhấp một ngụm, cặp mắt không khỏi ngạc nhiên. Ti gì đi, còn dư lại của anh cho Chi Thanh đi. Cha Chi Thanh giơ tay rồi. Ha ha, mang đến chính là để chủ tịch cha nhấm nháp đấy, tất nhiên sẽ không cầm đi. Diệp Phàm ra vẻ rộng rãi cười nói, nhưng trong lòng đau lòng đây là hai lượng đấy. Diệp Tổng, đây là anh tặng cho cha tôi, của tôi đâu. Cha Chi Thành vẻ mặt thanh lịch giơ tay nhỏ bé ra trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm sửng sốt nụ cười trên mặt cứng ngắc. Ha ha ha. Chủ tịch cha cười nói, không được hồ đồ, có thể nhiều như vậy đã là phúc của con rồi. Loại trà này không phải nói có thể lấy ra là lấy ra cho dù Diệp Tổng cũng khó phải không? Còn có mấy hộp ở nhà khách, để cô cha muốn lấy cứ tới lấy đi. Diệp Phàm môi dưới co quắp đành phải kiên trì đến cùng. Tôi chắc chắn sẽ đến lấy. Cha Chi Thanh không có chút ngượng ngùng. Nhất định, nhất định. Diệp Phàm cười cười gật đầu, nụ cười kia khóc có lẽ còn dễ nhìn hơn. Ti gì đi, tôi đồng ý nhất định sẽ làm, buổi sáng hôm nay tôi đã họp ban giám đốc Lâm thời. Quyết định đầu tư 800 triệu đến nhà máy thiết bị điện lực của tập đoàn cơ điện Hoành Không. Tên không cần thay đổi, chỉ cần nhà máy của các anh thay đổi về cổ phần thôi. Cụ thể thế nào tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho người đến bàn bạc. Chủ tịch cha nói, không cười, đương nhiên là vào chuyện chính rồi. Tôi tin tưởng 2 năm sau chủ tịch cha sẽ thấy quyết định của mình là sáng suốt. Tình hình hiện tại của tập đoàn Hoành Không không thể nào tốt, nhưng Diệp Phàm tôi tin tưởng sẽ làm cho tập đoàn Hoành Không phát triển. Tin tưởng tập đoàn Hoành Không phát triển là chuyện không lâu. Diệp Phàm nói. Ti gì đi, nếu nói tới kinh doanh, kỳ thật chúng ta đã có tính toán. Chủ tịch cha nói. Kính xin chủ tịch cha cho chút kinh nghiệm. Diệp Phàm khiên tốn thỉnh giáo, trong kinh doanh chủ tịch cha đúng là bề trên, không phục không được. Lần này có thể thành công hợp tác cũng là chui vào chỗ trống, là cha Thiết Nhĩ không có ý định giúp đỡ Diệp Phàm hắn mới may mắn thành công. Nhà máy hiện đang sản xuất thiết bị phát điện bằng sức nước, giờ đổi thành sản xuất thiết bị phát điện bằng sức gió cũng tốt. Ở các nơi trên thế giới, rất nhiều quốc gia nhập thiết bị phát điện bằng sức gió ngày càng nhiều. Mà nhà máy thiết bị điện lực của tập đoàn Hoành Không các anh cũng có sản xuất máy phát điện gió, các anh có năng lực sản xuất. Chỉ có điều thị trường không cho các anh nhiều cơ hội, mà các anh cũng không thể dành ưu đãi. Hơn nữa, sản phẩm của các anh cũng lạc hậu, công nghệ còn chưa đủ. Gần đây bên Canada đã phê chuẩn nhà máy phát điện gió trị giá 1 tỷ. Tuy nhiên, bọn họ cần sản phẩm tiết kiệm năng lượng, hơn nữa là kỹ thuật mới nhất. Tập đoàn chính Hà chúng tôi năm trước nghe được tin này cũng đã tăng cường nghiên cứu vấn đề này, gần đây đã thử thành công. Chủ tịch cha nói. Chương 2884, hình như là thông điệp cuối cùng. Ý của chủ tịch cha là nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không thực hiện dự án này. Các ông đồng ý đem nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới cho chúng tôi phải không? Diệp Phàm trong lòng phấn khởi. Tôi nói với cậu mấy câu này, đương nhiên là đồng ý cho các cậu. Việc này cũng không thể nói là cho các cậu bởi vì chủ của nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không sẽ là hai tập đoàn chúng ta sở hữu. Tuy nhiên, quan trọng là vấn đề chuyển nhượng kỹ thuật còn cần phải bàn bạc thêm. Đương nhiên, các cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không giao giá trên trời, có thể đổi thành cổ phần tương đương để đầu tư. Nếu nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không do tập đoàn chính Hà chúng tôi nắm cổ phần khống chế mà nói chúng tôi còn có rất nhiều điều kiện ưu đãi. Hơn nữa, về vốn đầu tư còn có thể đầu tư thêm. Chủ tịch cha nói, xem ra, bọn họ vẫn muốn nắm cổ phần khống chế. Ha ha, những thứ khác chúng tôi đều có thể nhượng bộ thích hợp nhưng về xây dựng nhà máy mới với cổ phần khống chế chúng tôi tuyệt đối không nhượng bộ. Điểm này xin chủ tịch cha sáng suốt suy nghĩ. Dù sao chúng tôi cũng là doanh nghiệp nhà nước lớn, hơn nữa còn thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và tỉnh Thiên Vân. Trước kia không cần nói các ông nắm cổ phần khống chế, ngay cả góp vốn cấp trên cũng không đồng ý. Tuy nhiên, hiện giờ tập đoàn chúng tôi giảm xuống do tỉnh Thiên Vân và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cùng quản lý nên chính sách cũng rộng rãi hơn. Chỉ có điều, về chuyện cổ phần khống chế, mặc dù là lãnh đạo tập đoàn chúng tôi đồng ý, nhưng cấp trên nhất định sẽ không đồng ý. Diệp Phàm thái độ vô cùng kiên quyết. Ha ha, chỉ cần có chính sách rộng rãi, chúng ta hoàn toàn có thể xuất lực thuyết phục cấp trên phải không? Đối với chính sách của Trung Quốc, chúng ta có chuyên gia nghiên cứu. Góp vốn vào nhà máy thiết bị điện lực của tập đoàn Hoành Không, tập đoàn chính Hà chúng tôi nắm cổ phần khống chế cũng không phải trăng trong nước hoa trong kính. Chỉ có điều quan niệm của Tổng Giám đốc Diệp phải thay đổi mới được.
vì sao các cậu nhất định phải nắm cổ phần khống chế, do chúng tôi nắm cổ phần khống chế không được sao? Hơn nữa, về nhân viên, lãnh đạo của tập đoàn chính Hà mạnh hơn tập đoàn các cậu. Đây là một việc không thể tranh giành, hơn nữa sau khi nhà xưởng mới được thành lập chúng ta chắc chắn sẽ không cần nhiều người như vậy. Nếu do chúng tôi nắm cổ phần khống chế các cậu cũng sắp xếp xong một ít những người này có phải không? Nếu không, do các cậu nắm cổ phần khống chế, tôi biết được đây là việc khó giải quyết đối với một công ty nhà nước của đại lục. Đến lúc đó, chỉ sợ giảm biên chế sẽ gây sức ép ra một đống việc lớn, không chỉ ảnh hưởng đến nhà máy điện mà cả tập đoàn các cậu. Chủ tịch Cha giọng đúng thật là sắc bén, một câu đánh trúng điểm yếu hại của Diệp Phàm. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoành không không bằng tập đoàn chính Hà của ông, điểm này tôi thừa nhận. Nhìn hiệu quả và lợi nhuận của các ông chúng tôi không thể không thừa nhận điểm này. Điểm này không phải múa mép khua môi là có thể làm được. Chúng tôi cũng sáng suốt nhận thức được điểm này còn chênh lệch lớn với các ông. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã dứt khoát, trong lãnh đạo tập đoàn cũng như lãnh đạo các công ty con đều có thay đổi lớn. Những thứ không cần thiết, chế độ nặng nề, nhân viên chúng tôi đều xem xét để có những điều chỉnh thích hợp. Tôi muốn tạo ra tập đoàn Hoành không là một con tàu sân bay không phải là một chiếc xe châu kéo. Diệp Phàm tin tưởng 10 phần. Ha ha, Tổng Giám đốc Diệp quyết tâm và tin tưởng khiến tôi khâm phục. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Tập đoàn Chính Hà chúng tôi cảm thấy nếu chúng tôi có thể nắm cổ phần khống chế của nhà máy thiết bị điện lực Hoành không có lẽ tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Chúng tôi sẽ đem đến cho nhà máy các cậu những ý tưởng cùng với một số phương pháp quản lý của Tập đoàn Hoành không chúng tôi. Thậm chí cả một số khoa học kỹ thuật mới nhất của Tập đoàn Chính Hà cũng sẽ đưa về đó. Dù sao, cho đến lúc đó nhà máy thiết bị điện lực Hoành không cũng do Tập đoàn Chính Hà chúng tôi nắm cổ phần khống chế. Nhà máy thiết bị điện lực hiệu quả lợi ích tố, vô hình chung cũng có thể tăng thêm lợi nhuận có phải không? Nói trắng ra, có thể giảm bớt một gánh nặng lớn cho các cậu. Tổng Giám đốc Diệp, vì sao các cậu nhất định phải nhìn chăm chú vào nhà máy thiết bị điện lực? Hơn nữa, chúng tôi nắm cổ phần khống chế không phải các cậu cũng giữ lại cổ phần chỉ hơi kém chúng tôi. Và chúng tôi còn có thể kéo theo nhiều bạn bè đến hợp tác, khiến nhà máy thiết bị điện lực sớm được giải vây. Thậm chí có thể phát triển lên. Chủ tịch Cha vẫn muốn nắm cổ phần khống chế. Diệp Phàm hiểu được, lãnh đạo tập đoàn chính Hà vẫn khá kiêng dè lãnh đạo tập đoàn nhà nước. Đó chính là một ít khiếm khuyết của công ty nhà nước. Không phải người nào đó hoặc trong thời gian ngắn có thể loại bỏ, cái này cần có thời gian để thay đổi. Điểm này Diệp Phàm cũng có thể hiểu, tập đoàn chính Hà sợ đầu tư của mình đến lúc đó trôi theo dòng nước. Ngay cả tập sự kiện Chu Đống cũng làm cho ban giám đốc khá rụt rè. Chủ tịch Cha, không phải tôi muốn ôm cổ phần khống chế của nhà máy thiết bị điện lực. Chủ yếu là còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất là vấn đề chính sách, thứ hai chính là đối với tập đoàn Hoành không, cấp trên sẽ đầu tư hơn 100 triệu. Mà hơn 100 triệu này ba phần trong đó chắc chắn là được đầu tư vào nhà máy thiết bị điện lực. Các ông đầu tư 800 triệu đã muốn nắm cổ phần khống chế nhà máy thiết bị điện lực thì làm sao có thể? Nếu tập đoàn chính Hà thật sự muốn nắm cổ phần khống chế, vậy cũng phải nắm 51% cổ phần mới có thể khống chế. Mà 51% cổ phần của nhà máy thiết bị điện lực đâu chỉ giá trị 800 triệu. Hơn nữa, các ông nói giảm biên chế, vấn đề này tập đoàn cũng sẽ không đồng ý. Nếu các ông có thể tăng thêm đầu tư, cổ phần khống chế nhà máy thiết bị điện lực nhưng cũng phải sắp xếp cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của nhà máy. Diệp Phàm thay đổi chiến thuật, tin rằng chỉ với điểm này tập đoàn chính Hà cũng ăn không tiêu. Quả nhiên, Chủ tịch Cha sau khi nghe xong có vẻ trầm ngâm. Cha Thái Lâm đứng bên cạnh nhìn Chủ tịch Cha một cái nói, Tổng Giám đốc Diệp, nếu tính đầu tư của các anh mười mấy năm lũy kế nhà máy thiết bị điện lực của các anh đạt đến 3 tỷ. Nhưng mười mấy năm đó tiền đầu tư của chính phủ cũng không chắc đã toàn bộ đầu tư vào nhà máy thiết bị điện lực. Nghe nói có một phần để cấp phát tiền lương, còn có phúc lợi và lãi vay ngân hàng. Trên thực tế tiền mặt đầu tư vào nhà máy thiết bị điện lực không đến 200 triệu. Hơn nữa, 200 triệu này vẫn là lũy kế đầu tư các năm. Đến hiện giờ, nhà máy thiết bị điện lực của các anh lạc hậu. Nhiều năm qua, nhà xưởng và thiết bị của các anh giá trị bao nhiêu tiền? Lúc trước khi La Mễ Cách Lâm xây dựng công ty chính thông đã mời chuyên gia đánh giá giá trị tài sản nhà máy thiết bị điện. Bỏ qua nợ nần không nói, chúng ta đã xem qua bản đánh giá. Nhà máy thiết bị điện lực các anh giá trị không được 1,5 tỷ. Nếu tính cả nợ chỉ sợ nhà máy thiết bị điện lực các anh không đáng một đồng. Hơn nữa,
vẫn phải thêm vào vài trăm triệu. Mà tập đoàn Chính Hà chúng tôi đầu tư 800 triệu, là đang giảm gánh nặng cho các anh, hơn nữa còn để cho tập đoàn Hoành Không các anh có một bộ phận cổ phần, nói ra thì coi như chúng tôi nửa quyên góp nửa đầu tư rồi. Cha Thái Lâm có lý có cứ, người này thật đúng là cố vấn của tập đoàn Chính Hà. Vừa nói rồi vừa lấy ra tài liệu để chứng minh. Ha ha, đó là chuyên gia cho các anh đáng giá cũng không được tập đoàn chúng tôi đồng ý. Hơn nữa, các ông chỉ đánh giá nhà xưởng cùng máy móc thiết bị, còn đất đai cũng không tính. Nhà máy chúng tôi còn có công nhân kỹ thuật cao, chúng tôi còn có chọn bộ kỹ thuật sản xuất thiết bị điện lực, cùng với công nhân lành nghề. Những thứ này đều là tài sản quý giá, tài sản hữu hình cùng tài sản vô hình cộng lại cũng không phải là số âm rồi. Phải biết rằng, lúc đó cũng phải tốn rất nhiều tiền mới có thể có được tạo dựng được đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Đây là nhân tài kỹ thuật, công nhân lành nghề. Nếu các ông dùng 800 triệu để xây dựng nhà máy mới, chỉ là công nhân như vậy cùng với kỹ thuật cũng khiến các ông bận đủ mấy năm. Mấy năm này có hiệu quả không cũng không thể nói trước. Nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không đã qua mười mấy năm phát triển. Hơn nữa cấp trên quan tâm, bộ máy quản lý dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp không phải là có thể có được trong vài năm. Diệp Phàm đương nhiên là cứng rắn đưa ra một số lý do qua loa tắc trách rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết những lý do này có chút gượng ép, nhưng cũng có lý. Ha ha, nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không có thể mang cho chúng tôi một số công nhân lành nghề và kỹ thuật. Nhưng cho chúng tôi một gánh nặng lớn hơn, bởi vì các anh yêu cầu chúng tôi phải giữ lại cả ngàn người. Theo quan điểm của chúng tôi, căn bản là không dùng được nhiều người như vậy. Phải giảm biên chế một nửa. Nếu quả thật phải giảm biên chế, chế độ hưu trí và phúc lợi cho gần 2.000 người thất nghiệp là một khoản tiền lớn. Cha Thái Lâm nói. Cho nên về vấn đề này có nhiều chuyện phiền toái. Hơn nữa, ngay cả chính sách muốn có một bước đột phá cũng tương đối khó khăn. Đương nhiên, nếu các anh có thể nâng cao mức đầu tư chúng tôi có thể suy xét cho các ông nắm cổ phần khống chế nhà máy. Diệp Phàm nói. Hơn nữa Diệp Phàm cũng đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Cần gì cứ kiên quyết nắm cổ phần khống chế nhà máy thiết bị điện Hoành Không? Nếu tập đoàn Chính Hà đồng ý đầu tư một khoản tiền lớn sang chỗ khác, Diệp Phàm còn có thể dùng khoản tiền này để thành lập một công ty mới. Ví dụ như đồng chí Khương Quân hiện tại cũng đã xây dựng xong kế hoạch công ty xây dựng Hoành Không rồi. Mấy năm nay ngành bất động sản thịnh vượng, cả nước xây dựng quốc lộ cùng cải tạo rất nhiều, có rất nhiều tòa nhà cùng quốc lộ phải xây dựng. Chỉ cần có công trình là kiếm được tiền. Làm gì phải ôm nhà máy thiết bị điện lực không nhà, có thể thay đổi suy nghĩ thay đổi cách nhìn. Diệp Phàm còn có suy nghĩ rất lớn đó là lợi dụng quân khu Việt Châu đổi đất muốn làm xưởng đóng tàu phát triển chuyên nghiệp, cùng với cải cách đổi mới dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không không phải bán cho tập đoàn Chính Hà mà tập đoàn Hoành Không vẫn có thể nắm được cổ phần nhất định. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, tập đoàn Chính Hà tính toán tuyệt đối hơn hắn. Muốn bọn họ đầu tư nhiều tiền hơn đoán chừng là rất khó. Tuy nhiên, khó hơn nữa cũng phải tranh thủ. Bảo chúng tôi tăng vốn đầu tư là tuyệt đối không thể, hơn nữa, đánh giá mà nói dù 800 triệu thì chúng tôi đã thâm hụt nhiều lắm. Chính là các anh đem nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không bán cho chúng ta cũng không đáng 800 triệu. Nếu không thể cho chúng tôi cổ phần khống chế chúng tôi thiệt nhiều lắm. Chúng ta người làm ăn nói chuyện làm ăn, tất cả mọi người đều biết chuyện. Nếu không thể có cổ phần khống chế, chúng tôi phải suy nghĩ lại việc đầu tư rồi. Chủ tịch Cha ra vẻ ra thông điệp cuối cùng. Chương 2885, chụp mũ dọa người. Ha ha, chủ tịch Cha hôm qua đã đồng ý với tôi. Diệp Phàm lấy ra đòn sát thủ. Tôi đồng ý với cậu đầu tư 800 triệu, việc này không phải là ít. Nhưng chúng ta chưa chắc nhất định phải đầu tư vào nhà máy thiết bị điện Hoành Không có phải không? Ví dụ như chúng tôi có thể đầu tư một phần vào nhà máy chế tạo máy móc Hoành Không, còn nhà máy chế tạo máy móc của các cậu ở Việt Châu, chúng tôi sẽ đầu tư vào một số nhà máy cấp dưới của các cậu. Chúng tôi có thể không nắm cổ phần khống chế nhưng chúng tôi yêu cầu giữ số cổ phần tương đương. Không thể nói các cậu lấy 10 cổ phần trả cho chúng tôi liền đồng ý. Ít nhất, chúng tôi cùng phải nắm 40% cổ phần. Theo đánh giá tổng thể về tập đoàn Hoành Không các cậu, hiện giờ toàn bộ tập đoàn các cậu đang bị gán nợ, tiếp nhận còn phải trả 3 tỷ nợ bên ngoài của các cậu. Chúng tôi nắm cổ phần định mức càng lớn, thật ra tỷ lệ nợ của chúng tôi càng lớn. Thật ra là tập đoàn Chính Hà chúng tôi đáng chịu nợ cho các cậu. Nói không dễ nghe là đang chùi đít cho các cậu. Chủ tịch Cha là người kinh doanh,
đã tìm hiểu rõ hết về tập đoàn Hoành Không rồi. Ha ha, chúng tôi đầu tư hơn 1 tỷ, các ông chỉ đầu tư 800 triệu đã muốn giữ 40% cổ phần. Chủ tịch Cha, việc kinh doanh không chỉ lãnh đạo tập đoàn chính Hà các ông hiểu mà chúng tôi cũng biết một ít. Diệp Phàm thản nhiên cười, trong lòng tụ nhủ chủ tịch Cha ăn uống thật đúng là không nhỏ. Lại muốn từng bước khống chế toàn bộ cổ phần của tập đoàn Hoành Không. Tập đoàn Hoành Không tuy hiện tại tình trạng cực kém nhưng tập đoàn Hoành Không chính là tập đoàn Hoành Không, ở trong nước vẫn có ảnh hưởng và địa vị nhất định. Có lẽ chủ tịch Cha muốn dùng cách này để vào đại lục, đem việc kinh doanh vào Trung Quốc. Như vậy đi, nhất thời bàn cũng không xong, chuyện đầu tư này chúng ta từ từ nói. Tôi đã đồng ý với Tổng Giám đốc Diệp nhất định sẽ thực hiện. Chỉ có điều một số vấn đề tạm thời không thể quyết định phải không? Chủ tịch Cha cười nói cũng không muốn quá mức đắc tội với người thần bí khó lường này. Chủ tịch Cha thật ra đã sớm chuẩn bị việc bị thiệt thòi chút. Tuy nhiên, thiệt thòi lớn chủ tịch Cha là một doanh nhân thành công cũng không thể làm như thế. Nếu không tập đoàn chính Hà đã sớm hỏng rồi. Được, tuy nhiên tôi hy vọng chủ tịch Cha sớm cử đoàn đến đàm phán. Càng sớm càng có lợi đối với vấn đề hợp tác của chúng ta. Đối với công ty mà chúng ta mới thành lập cũng càng có lợi hơn phải không? Diệp Phàm gật đầu cười, biết rõ là múa mép khua môi ở đây cũng vô dụng, đàm phán phải cử người có chuyên môn cao về đàm phán đi làm. Việc này tôi và ban giám đốc cùng các thành viên hội đồng quản trị bàn bạc xong sẽ nói. Tuy nhiên, chậm nhất trong nửa tháng chúng tôi sẽ tổ chức đoàn đến. Chủ tịch Cha cũng thận trọng gật đầu đồng ý. Ra khỏi trụ sở của tập đoàn chính Hà. Chủ tịch Cha, vị tổng giám đốc Diệp này khó đối phó. Cha Thái Lâm đứng cạnh cửa sổ nhìn Diệp Phàm lên xe. Đúng là đối thủ khó nhằn. Tôi cũng không ngờ, người trẻ tuổi như vậy, hơn nữa cũng lần đầu nhậm chức ở một công ty. Hình như hắn hiểu rất nhiều, ban đầu tôi cho là hắn chỉ là lãnh đạo vung tay múa chân trên đài thôi. Chủ tịch Cha cũng gật gật đầu. Đúng vậy, tập đoàn Hoành Không đều đã nát thành như vậy rồi, ông xem hắn nói rất hợp lý hợp tình làm như chúng ta đi lau mông cho họ vậy. Hơn nữa hình như hắn cũng cảm thấy được mục đích của chúng ta. Cha Thái Lâm nói. Ừ. Mượn Hoành Không để mở ra thị trường đại lục. Chúng ta nhắc đến việc phát triển toàn bộ hắn liền nhạy cảm nhận được một chút. Làm chủ tịch tập đoàn Hoành Không tuyệt đối hắn sẽ không đồng ý chuyện trở thành con rối. Có lẽ mục tiêu của chúng ta khó đạt đến trên tay hắn. Chủ tịch Cha nói. Ừ, trước kia hắn là cán bộ nhà nước, đến tập đoàn Hoành Không chẳng qua là một đoạn trong con đường làm quan thôi. Rất rõ ràng là hắn xuống dưới để đánh bóng mình. Tập đoàn Hoành Không là tập đoàn cấp thứ trưởng. Người này trẻ tuổi như vậy có thể ngồi lên vị trí có phân lượng thật sự có năng lực. Làm được vài năm vừa chuyển có lẽ chính là phó chủ tịch tỉnh rồi. Thái Lâm, ông nói xem, một người thanh niên 30 tuổi là phó chủ tịch tỉnh ông thấy thế nào? Chủ tịch Cha nói, tiền đồ như gấm, người như thế nếu như có thể giao tiếp sớm, sau này chức vụ cao chẳng khác nào bước đệm cho việc khai thác thị trường đại lục của chúng ta. Ở đại lục, không thể tưởng tượng được có một cán bộ có năng lực như vậy đấy. Có lẽ một câu của hắn cũng có thể khiến chúng ta kiếm ra mấy trăm triệu. Cha Thái Lâm gật gật đầu tuy nhiên, chủ tịch Cha, muốn chúng ta chịu thiệt quá nhiều có lẽ phía ban giám đốc có chút phiền toái. Điểm này tôi hiểu, tuy nhiên, chúng ta cũng có thể giải thích, chịu thiệt hợp lý. Nhưng muốn Cha Lạc Tư tôi hy sinh lợi ích lớn của công ty đó là không có khả năng. Đương nhiên, về chuyện hợp lý còn có thời gian để bàn. Tôi nghĩ, chúng ta không vội vàng. Cho họ nhanh chóng họ sẽ nghĩ chúng ta nhượng bộ. Không nhượng bộ chúng ta liền kéo đi. Cha Lôi Lạc Tư tôi không phải người thất hứa, chúng ta đồng ý đầu tư có phải không? Chỉ có điều nhất thời chưa đàm phán xong. Chủ tịch Cha lộ vẻ mặt hồ ly. Ha ha ha, Cha Thái Lâm cũng cười sảng khoái, nhìn Cha Lôi Lạc Tư một cái ngầm hiểu. Vừa ra ngoài nhận được điện thoại của Khổng Ý Hùng nói, Tổng Giám đốc Diệp, vừa rồi trợ lý Nghiêm Phương Long gọi điện đến. Nói là quân khu Việt Châu hôm nay cử người đến nhà máy chế tạo máy móc phi không rồi. Đưa ra thông báo thu hồi đất của quân đội. Bảo là muốn xây dựng cảng quân đội, yêu cầu trong một tháng chúng ta giao đất cho họ. Bọn họ sẽ bồi thường theo quy định. Cụ thể có nói bồi thường như thế nào không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ bọn người kia quả thật không chậm. Ủy ban quân giới còn chưa phê duyệt họ đã cầm cờ chạy trước đến hù dọa dân chúng. Trợ lý Nghiên nói là việc này phải đợi Tổng Giám đốc Diệp về mới có thể quyết định, hơn nữa theo người bên kia nói trợ lý Nghiêm cũng đoán đến một mức giá quy định, có lẽ không cao hơn là mấy. So với giá trị thực tế của mảnh đất này ở Việt Châu còn thấp hơn một ít. Hơn nữa,
về nhà xưởng thiết bị bọn họ đều không đưa vào danh mục bồi thường. Ngoài ra trợ lý Nghiêm nói bọn họ dục làm gấp. Nói là nếu trong vòng một tháng không trả chính là gây trở ngại cho việc xây dựng quân đội. Phải xử lý nhà máy phi không và các lãnh đạo liên quan của tập đoàn Hoành Không. Khổng Ý Hùng nói. Đây là chụp mũ hù dọa ai? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Snowis anh lập tức về, sau đó nói với trợ lý Nghiêm bảo anh ta thông báo với các đồng chí bên kia là tôi tự đến giải quyết. Buổi chiều 2 giờ Diệp Phàm xuống sân bay Việt Châu. Vội vàng tắm rửa một chút ngồi xe đến nhà máy phi không. Bước vào phòng họp phát hiện mấy đồng chí quân nhân, quân hàm lớn nhất đương nhiên là đại tá. Diệp Phàm nhìn y một cái, phát hiện người này mặt rộng, từ chỗ trợ lý Nghiêm biết được người này chính là trưởng ban hậu quân quân khu Việt Châu đại tá Long Học Tiến. Những người khác có cả thượng tá và trung tá, tất cả đều là sĩ quan cấp tá. Trận chiến triển khai vẫn là tương đối lớn. Hai bên hàn huyên một chút rồi ngồi xuống. Diệp Phàm việc nhân đức không nhường ai ngồi lên vị trí chủ tọa. Mà trợ lý Nghiêm Phương Long cùng mấy người của tập đoàn Hoành Không cùng với người dẫn đầu tạm thời nhà máy phi không Chu Mạo Thắng ngồi bên trái. Các quan quân ngồi bên phải, nghiễm nhiên chính là hai quân giao chiến trước đàm phán. Tổng Giám đốc Diệp, mục đích chúng tôi đến đây trợ lý Nghiêm chắc đã nói cho anh biết. Hôm nay tôi đến đây cùng một số đồng chí ban hậu cần của quan khu, ban bảo vệ và một số đồng chí của tổ đặc nhiệm A. Chúng tôi ít thời gian, nhiệm vụ quan trọng. Lãnh đạo cấp trên yêu cầu chúng tôi trong vòng một tháng phải hoàn thành nhiệm vụ. Địa bàn của nhà máy chế tạo máy móc phi không của các anh thuộc phạm vi chúng tôi thu hồi. Việc thu hồi phải tiến hành nhanh. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc Diệp có thể phối hợp với chúng tôi. Chuyện quốc phòng là chuyện lớn mọi người đều biết, không có quốc phòng cũng không có an toàn quốc gia. Quốc gia không có an toàn còn nói gì nhà máy công ty phát triển thịnh vượng. Tập đoàn Hoành Khống theo tôi biết vẫn là tập đoàn lớn của nhà nước. Càng phải hưởng ứng lời kêu gọi của quân đội. Tăng cường ý thức quốc phòng, vì bảo vệ đất nước. Trưởng Ban Long ngay từ đầu đã chụp mũ rồi, đây là nghệ thuật nói chuyện của lãnh đạo. Trước dùng thế đè người, khiến người ta kiêng kỵ sau đó nói chuyện dĩ nhiên là không lo lắng rồi. Ha ha, ủng hộ quân đội là nghĩa vụ của mỗi người Trung Quốc chúng ta. Cùng là việc mỗi người dân nên làm. Thành phố Việt Châu vẫn là thành phố quân sự. Nhà máy chế tạo máy móc phi không của tập đoàn Hoành Không chúng tôi đặt ở địa bàn Việt Châu. Tuy nói quyền quản lý ở tập đoàn Hoành Không nhưng cũng phải tuân thủ và ủng hộ chính quyền địa phương. Đối với việc thu hồi đất của quân khu, chúng tôi giơ hai tay đồng ý. Diệp Phàm mạnh miệng nói rông dài vài lời khách sáo, tuy nhiên, không nói ra một lời hứa hẹn thực sự nào. Như vậy thì tốt, chúng tôi biết Tổng Giám đốc Diệp hiểu sâu sắc tầm quan trọng của quốc phòng, cũng biết Tổng Giám đốc Diệp thấu tình đạt lý. Nếu Tổng Giám đốc Diệp ý thức sâu sắc tầm quan trọng của quốc phòng cùng với có tầm nhìn tương lai như vậy hôm nay chúng ta tiến hành một số thủ tục liên quan. Sao không nhân dịp hôm nay Tổng Giám đốc Diệp đến đây chúng ta bàn công việc? Trưởng Ban Long vẻ mặt tươi cười nói. Ha ha, thu hồi đất chúng tôi không có ý kiến, tuy nhiên, nói đến đây Diệp Phàm cố ý nhìn Trưởng Ban Long một cái nói, chỉ là nhà máy phi không chúng tôi có 2.000 cán bộ công nhân viên chức. Gần đây Tổng Công ty đã xác định nhà máy phi không là một nhà máy trọng điểm. Cho nên, đã quy hoạch đầu tư một khoản tiền nhất định. Chuẩn bị xây dựng nhà máy phi không thành một xưởng đóng tàu. Mà hợp tác chúng tôi cũng đã ký kết, chính là Tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô của Việt Châu các vị. Như vậy, giai đoạn xây dựng quy hoạch chúng tôi đầu tư không ít tiền. Tôi vừa nhận được báo cáo của Giám đốc Chu, nói là giai đoạn xây dựng quy hoạch này đã đầu tư hơn 5 triệu. Hơn nữa. Xây dựng một xưởng đóng tàu cũng không phải là trò đùa. Phải thăm dò độ sâu cùng mới tình hình đáy biển và nhiều hạng mục khác. Nói đến đây Diệp Phàm ngừng một chút nhìn mấy người một cái. Chương 2886, ai là sói? Khoản đầu tư đầu tiên này cũng tương đối lớn, tới lui lui đã đầu tư hơn 10 triệu. Nếu thu hồi đất mà nói, đầu tư giai đoạn đầu của chúng tôi như nước trôi rồi. Vấn đề quan trọng hơn chính là 2.000 cán bộ công nhân viên chức sẽ đi đâu kiếm cơm. Đây là một chuyện rất trọng đại đối với tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Ở đây tôi hiểu rõ việc này. Nói xin lỗi, tập đoàn Hoành Không chúng tôi hiện tình hình rất khó khăn. Nếu khoản này, ví dụ như phí sắp xếp và xây dựng mới nhà máy cùng với các chi phí mà tổng công ty bỏ ra. Đó tuyệt đối không thể nào. Nhà máy phi không chỉ dựa vào tự thân mới có thể đi ra ngoài phát triển lớn mạnh đứng lên. Diệp Phàm bình tĩnh thật sự, có lý có cứ. Tổng Giám đốc Diệp đây là chuyện của tập đoàn Hoành Không các anh.
Việc tương lai của nhà máy các anh không liên quan đến việc chúng tôi thu hồi đất. Cũng không phải là chuyện quân khu chúng tôi quản lý. Việc này anh không cần nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bồi thường đất cho các anh theo quy định của nhà nước. Hơn nữa, xây dựng quốc phòng là việc lớn. Mọi xây dựng đều phải phục vụ cho xây dựng quốc phòng, phục vụ đất nước. Đây là sự khác nhau của cái tôi và tập thể. Lợi ích của cá nhân phải phục tùng lợi ích của tập thể, mà lợi ích tập thể lại phục tùng lợi ích quốc gia. Xây dựng quốc phòng không phải là chuyện của quân khu chúng tôi, là việc hệ trọng của nước Cộng Hòa. Vừa rồi Tổng Giám đốc Diệp cũng nói, nhà máy phi không của các anh ở trên địa bàn Việt Châu, càng hẳn phải ủng hộ quân khu Việt Châu xây dựng. Cho nên hy vọng Tổng Giám đốc Diệp có thể hiểu rõ lợi hại trong đó. Lúc này Phó trưởng Ban Bảo vệ quân khu Cung Tử Thu nói xen vào. Lão già này nói vậy ý là cẩn thận, ưu đãi không được ông ta nhắc đến, há mồm là xây dựng quốc phòng, ngậm miệng là quốc phòng là việc lớn, chụp mũ này rất lớn, có thể đè chết người. Ha ha, xây dựng quốc phòng chúng tôi hiểu rất rõ. Nhưng xây dựng quốc phòng cũng là vì an toàn quốc gia, nói về bản chất cũng là phục vụ cho nhân dân. Đất đai chúng tôi cũng không phải không đồng ý cho các anh thu hồi, chúng tôi đồng ý nhưng các anh phải đưa ra được thành ý. Giá đất phải được tính theo giá thị trường, ví dụ như bán đấu giá cũng đúng. Nhà xưởng máy móc thiết bị cùng phải được định giá. Còn chuyển nhà máy đi đâu thì dù sao các anh cũng phải suy nghĩ cho chúng tôi. Một loạt chuyện này không thể trong chiều hôm nay có thể quyết định được. Đó là một quá trình trường kỳ mà gian khổ. Nếu không 2.000 người không có cơm ăn là một chuyện lớn. Diệp Phàm tôi là chủ tịch Hoành không không thể nào nhìn 2.000 cán bộ công nhân viên chức đến cả chỗ ở chỗ ăn cũng không có. Hơn nữa, một khi nhà máy bị trưng dụng, chẳng khác nào lập tức cướp mất 2.000 bát cơm, bọn họ ra đường ở đâu. Lợi ích cá nhân phục vụ cho lợi ích tập thể nhưng đôi khi lợi ích tập thể cũng phải quan tâm đến lợi ích cá nhân có phải không? Hai người này cùng là phó phụ tướng, không thể tách rời. Diệp Phàm nói, đúng vậy, quan trọng là sắp xếp công việc cho 2.000 cán bộ công nhân viên chức. Chỗ ăn ở dù sao cũng phải cho bọn họ một miếng cơm ăn. Không có cơm ăn các công nhân sẽ không đồng ý. Các anh thu hồi đất vì xây dựng quốc phòng, nhưng cũng phải sắp xếp thích hợp cho nhà máy phi không có phải không? Không thể nói các anh muốn làm gì thì chúng tôi lập tức rời đi, phải hoàn toàn phục tùng điều kiện của các anh. Trên đời này còn có pháp luật, làm gì đều phải theo pháp luật. Nghiêm Phương Long cũng vẻ mặt nghiêm túc xen vào. Nói rất hay, chúng ta dựa theo pháp luật để bồi thường, những điều này đều có quy định, có căn cứ pháp luật. Về phần xây dựng, phát triển sau này của nhà máy các anh, đấy không phải là chuyện chúng tôi quản lý. Nói một cách đơn giản, như giải phóng mặt bằng đô thị, thường thường đều là tính theo mét vuông đất. Không thể nói cuộc sống công việc sau này của người trong nhà đều phải do đơn vị giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm có phải không? Vừa rồi các anh đưa ra một loạt chuyện, có chút là làm khó dễ chúng tôi. Quân khu chúng tôi không phải là nhà trẻ còn phải lo chuyện ăn uống tẻ ỉ của các anh. Chúng ta cũng không phải công ty để giúp các anh phát triển. Càng không phải là ngân hàng canteen còn phải nuôi cơm có phải không? Cung Tử Thu giọng sắc bén. Ha ha, phương án bồi thường của các anh chúng tôi đã nghiên cứu qua. Chẳng những không đưa nhà xưởng máy móc thiết bị của chúng tôi vào mà ngay cả bồi thường đất cũng thấp hơn giá thị trường. Địa bàn của nhà máy phi không chúng tôi bây giờ giá đất ít nhất 1 mét vuông cũng trên 10.000 đến 20.000. Mà các anh chỉ đưa ra chỉ 5.000. Ha ha, chẳng lẽ đây chính là cách các anh bồi thường theo quy định sao? Hơn nữa nhà xưởng chúng ta không riêng gì một mảnh đất, còn có người, còn có nhà máy thiết bị. Các anh có thể thu hồi đất nhưng tôi nghe nói quân khu các anh cũng có thu hồi những khu đất khác. Đã thu hồi từ sớm, đến bây giờ vẫn còn đang để không? Diệp Phàm vừa đưa ra tài liệu. Ý của Tổng Giám đốc Diệp là... Trưởng Ban Long nhìn Diệp Phàm. Rất đơn giản. Vì quân đội chúng ta chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Các anh giao mảnh đất trước kia cho chúng tôi là được. Nhà máy thiết bị gì chúng tôi cùng không đòi các anh bồi thường. Việc sắp xếp cho công nhân tự chúng tôi phụ trách. Cũng là vì xây dựng quốc phòng, chúng tôi đồng ý hy sinh cái tôi cho sự nghiệp của đất nước. Hơn nữa, hiện giờ cảng quân sự các anh đã định ở bên này, mảnh đất ban đầu cũng không có tác dụng gì. Cứ như vậy, dùng đất đổi đất. Các anh còn có thể dùng tiền đền bù cho chúng tôi vào việc lớn xây dựng quốc phòng. Như vậy một công đôi việc cớ sao mà không làm. Diệp Phàm nói lời này rất đàng hoàng, thiếu chút nữa làm Trưởng Ban Long tức điên. Lời này mà Tổng Giám đốc Diệp cũng có thể nói sao?
Một thượng tá không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hả, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vị thượng tá kia. Tất nhiên là sai, tuy nhiên, Tổng Giám Đốc Diệp nói lời này tôi cảm giác Tổng Giám Đốc Diệp giống như một con sói. Vị thượng tá giận dữ nói. Sói, ha ha, tôi rất cảm ơn vị thượng tá này có thể tưởng tượng tôi là sói, nói thật tôi là người thật sự rất thích sói. Sói phương Bắc này mạnh mẽ khí thế, so với tham lang phương Nam có phải là chí khí hơn rất nhiều. Diệp Phàm giọng lạnh lùng so sánh đám người kia với tham lang. Bọn họ nghe nào không hiểu, vị thượng tá tính tình có lẽ khá nóng, tức giận đến mức đập bàn một chút đứng lên chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Anh nói ai là lang, còn là tham lang, anh giải thích rõ ràng chút. Làm càn. Diệp Phàm đột nhiên đập bàn, nói. Đây là đâu, là phòng họp của nhà máy phi không thuộc tập đoàn Hoành Không. Tập đoàn cơ điện Hoành Không là tập đoàn như thế nào? Đồng chí thượng tá, anh đi điều tra một chút. Công ty của chúng tôi bắt đầu từ bí thư Vệ Ngọc Cường chính là cán bộ cấp phó tỉnh, làm trợ lý chủ tịch tỉnh Thiên Vân. Cho nên, đồng chí thượng tá, súng này của anh chỉ vào người nào? Chỉ vào Diệp Phàm tôi sao? Diệp Phàm tôi là ban tổ chức cán bộ trung ương bổ nhiệm, ban tổ chức cán bộ tỉnh Thiên Vân quản lý hưởng thụ cấp bậc thứ trưởng, quyền bí thư kiêm chủ tịch tập đoàn Hoành Không. Không cần nói anh. Ngay cả trưởng ban bảo vệ võ trang của tập đoàn Hoành Không chúng tôi đồng chí Chiến Vân Cương là đại tá chính tông, trực thuộc trung đoàn cảnh sát có vũ trang tỉnh Thiên Vân quản lý trực tiếp đấy. Cho nên, ngồi xuống cho bố, phản thiên hay sao? Diệp Phàm rất tức giận lạnh lùng nhìn chằm chằm vị thượng tá kia. Lúc này vị thượng tá kia cảm thấy Tổng Giám Đốc Diệp này hình như có thay đổi. Hắn dường như là một pho tượng không thể địch lại nổi. Việc này... Tất nhiên là khí thế đẳng cấp 12 của Diệp Phàm bước ra công kích đồng chí thượng tá. Thượng tá sửng sốt, không ngờ không tự chủ được liền ngồi xuống. Mông đụng phải ghế lập tức phản ứng, mặt lập tức đỏ lên. Muốn đứng lên nhưng lại có vẻ lúng túng, nhất thời đứng cũng không được ngồi xuống cũng không xong. Vừa lúc mông chạm ghế, khom người. Rất xin lỗi Tổng Giám Đốc Diệp, đồng chí Dương Thiết Thanh vừa rồi hơi quá một chút. Long Học Tiến vội vàng ba phải. Hắn đương nhiên cũng biết cấp bậc của tập đoàn Hoành Không, biết có thể ngồi lên vị trí này có phân lượng nhất định, huống chi người này trẻ tuổi như thế có lẽ là xuất thân từ gia đình quyền quý. Người như thế tuy nói không có nhiều năng lực nhưng nhà người ta ở đó, không nên đắc tội. Cho nên, thấy thượng tá Dương Thiết Thanh còn xấu hổ không có phản ứng, trưởng ban Long mặt nghiêm nói. Đồng chí Thiết Thanh, lập tức kính lễ với Tổng Giám Đốc Diệp. Dương Thiết Thanh cúi chào Tổng Giám Đốc Diệp, thủ trưởng khỏe. Dương Thiết Thanh cắn răng nghiêm một nghiêm, mặt y cũng xanh mét rồi. Ừ, ngồi xuống đi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, dường như chính mình chịu thẹn. Lúc này, Khổng Ý Hùng ghé sát vào tai Diệp Phàm nói một hồi, Diệp Phàm gật gật đầu, Khổng Ý Hùng đi ra ngoài. Không lâu, bước vào một cảnh sát giám sát cấp 3. Mấy người trưởng ban Long có chút tức giận, trong lòng tự nhủ, anh gọi cảnh sát cấp 3 đến hù dọa dân chúng có phải không? Báo cáo Bí thư Diệp, Phó Giám đốc Sở kiêm người phụ trách Cục Công an thường trú tại Tập đoàn Hoành Không Bao Nghị đến chào ngài. Bao Nghị nghiêm một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phàm chào theo nghi lễ cảnh sát. Y mặc quân phục, thân hình cao lớn có vẻ rất cao to lực lưỡng. Anh đến thật đúng lúc đồng chí Bao Nghị. Diệp Phàm cười ha hả, bốn tay thân thiết bắt tay nhau hỏi. Việc này cấp trên còn chưa báo với tôi, chẳng lẽ ban bảo vệ đã bỏ chạy rồi hả? Diệp Phàm có chút buồn bực, việc này nhất định là Thiết Chiêm Hùng đột nhiên tập kích. Tuy nói lúc trước Diệp Phàm đã nói qua việc này với anh ta, nhưng Bao Nghị đến nhanh như thế thật ra làm cho Diệp Phàm bất ngờ. Hơn nữa, có lẽ là Thiết Chiêm Hùng cũng muốn cho Diệp Phàm một chuyện ngạc nhiên vui mừng cho nên trước đó cũng không thông báo cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, đồng chí phụ trách Sở Công an tỉnh Thiên Vân không thông báo cùng Diệp Phàm việc này cũng không được. Dù sao Cục Công an Tập đoàn Hoành Không là tiếp nhận công việc của Ban Bảo vệ Võ Trang. Việc này quan trọng, có lẽ còn phải hội nghị thường vụ tỉnh mới có thể quyết định. Chương 2887, mùi thuốc súng bay lên. Vừa rồi Bao Nghị lên giọng nói vào điện thoại như thế, đoán chừng là đã nói một số chuyện với Khổng Ý Hùng. Đặc biệt ở bên trong đã có sự hỗ trợ của Diệp Phàm. Một thượng tá như anh không coi Diệp Phàm ra gì. Trong khi người ta là phó giám đốc sở cũng chỉ là cấp dưới của Diệp Phàm. Trong quân đội thượng tá tương đương với chức vụ cục trưởng trong chính quyền. Ở cấp huyện, đại tá cùng cấp với chức vụ phó giám đốc sở. Bọn họ cũng không có bỏ chạy,
lãnh đạo tỉnh bảo tôi thu xếp xuống dưới tiếp nhận chuyện của bọn họ. Mà còn chưa có công văn chính thức xuống, việc này, lãnh đạo tỉnh nói là mấy ngày nữa sẽ báo cho cậu biết. Tuy nhiên, cơ bản chuyện này đã chắc chắn, bên kia bộ tư lệnh cảnh sát vũ trang đã đang thúc giục rồi, chỉ nửa tháng nữa người của bọn họ sẽ phải chuyển đi. Bao Nghị nói, được rồi, cậu ngồi xuống uống một ngụm trà đã. Diệp Phàm ra hiệu Bao Nghị ngồi cạnh trợ lý chủ tịch Nghiêm Phương Long. Bởi vì chức vụ của Nghiêm Phương Long cao hơn so với Bao Nghị, tương đương chức vụ giám đốc sở. Mặc dù trong quan trường không có chính thức sắp xếp vị trí ngồi, nhưng mọi người cũng sẽ không ngồi sai vị trí. Thấy Bao Nghị tiến vào, người của tập đoàn Hoành không cảm giác giống như có thêm chỗ dựa đấy. Việc này phải thắt lưng buộc bụng không thể thẳng được. Dù sao, một nhóm lính chỉ chăm chăm đàm phán cũng không phải là bầu không khí tốt. Diệp Tổng, chúng ta tiếp tục chứ? Bộ trưởng Long hỏi. Bàn đi bàn lại cũng không có tác dụng gì, yêu cầu của chúng tôi chính là dùng miếng đất Yến Nguyệt của các anh để đổi lấy việc di chuyển toàn bộ nhà máy phi không của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần đất, những khoản tiền bồi thường không cần các anh chịu trách nhiệm. Việc làm của các nhân viên sẽ được chúng tôi sắp xếp. Chủ yếu là phải cân nhắc đến việc giữ quân, để xây dựng nghiệp lớn tập đoàn cơ điện Hoành không lãnh đạo công ty đưa ra quyết định như vậy chỉ là miễn cưỡng. Thái độ Diệp Phàm càng ngày càng tỏ ra cương quyết, mạnh mẽ. Thật ra, còn chưa có thảo luận qua trong ban lãnh đạo, bản thân Diệp Phàm đã quyết định rồi. Diệp Tổng, đây không phải là yêu cầu vô lý của cậu sao? Mảnh đất Yến Nguyệt kia của chúng tôi còn có nhiều mục đích sử dụng. Là để cho quân đội chuyên dụng, chúng tôi tính toán dùng để làm sân huấn luyện trên nước. Không thể cho các cậu được. Trưởng ban Long cau mày nói, cảm giác người này càng ngày càng tham, rồi. Hơn nữa, thủ đoạn rất rõ ràng. Thật sao, muốn làm sân huấn luyện trên nước, tôi nghe nói các anh đã treo biển chuẩn bị bán đấu giá. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Diệp Tổng, cậu nói gì thì phải có chứng cứ nhé. Rõ ràng trưởng ban Long tức giận. Muốn có chứng cứ không khó, trong lòng các anh rõ nhất. Trên đời này không phải tất cả mọi người đều là đồ ngốc. Thật sự muốn chúng tôi điều tra để tìm chứng cứ ra sao? Diệp Phàm nói. Đây chỉ là ý kiến của một số đồng chí cấp dưới thôi, cũng chưa có hành động gì. Hơn nữa, đất của quân đội không thể nào nói bán là bán được. Muốn bán mảnh đất này phải được Bộ Quốc phòng phê chuẩn. Hơn nữa, nếu các anh muốn lấy mảnh đất trống này, cũng phải được Bộ Quốc phòng phê chuẩn. Nếu không các cậu xin ý kiến của Bộ Quốc phòng đi, nếu bọn họ đồng ý phê chuẩn, khi chúng tôi trở về có thể đem ý kiến của Diệp Tổng báo cáo rõ ràng với lãnh đạo quân khu. Nếu không, nói không cũng chỉ phí lời. Trưởng ban Long đành phải thừa nhận, tuy nhiên, đã tìm cách để che giấu sự bối rối của mình. Hơn nữa, dùng Bộ Quốc phòng để làm khó dễ Diệp Phàm. Ha ha, trước tiên là các anh có cấp đất theo ý nguyện của chúng tôi. Hơn nữa, bởi vì các anh còn muốn trưng dụng xưởng của chúng tôi nữa. Bản báo cáo này là các anh tự làm, muốn báo cáo với Bộ Quốc phòng cũng là các anh làm. Bởi vì, các anh muốn trưng đất, không phải là chúng tôi khăng khăng muốn mảnh đất trồng Yến Nguyệt kia. Diệp Phàm đương nhiên không mắc mưu, bản thân muốn tự làm cũng có thể làm xuống dưới. Tuy nhiên, như vậy tương đối phiền toái. Ha ha, hơn nữa mảnh đất trống này, vị trí địa lý mảnh đất trống Yến Nguyệt này so với các anh sẽ tốt hơn nhiều. Một bên dựa vào núi, một bên là nước, cách mảnh đất không đến 2 km là chính quyền thành phố Việt Châu đang hết sức ủng hộ, tạo ra vòng tròn buôn bán lớn. Một khi xây dựng thành công vòng buôn bán, mảnh đất Yến Nguyệt đã thay ra đổi thịt mấy phen, mà bây giờ giá đất so với nhà máy của các cậu cũng đắt hơn nhiều. Chứng cứ chính là giá đất thành phố, giá đất bãi Yến Nguyệt bây giờ các anh đã tăng lên gấp 5 đến sau lần giá đất nhà máy Mã Phi không. Một khi nền kinh tế vĩ mô được hoàn tất trong 3 năm, giá đất nơi này có thể cao tăng lên gấp mấy lần. Phỏng chừng giá đất Môn Phi không các anh đắt gấp 10 lần. Hiện tại mà nói, quân khu chúng tôi còn không có treo biển chính thức ra ngoài, có thể một số doanh nhân thông thiên có tai mắt đã gửi thấy mùi đến đây. Hiện tại bọn họ ra giá đất gấp chừng 7 lần Môn Phi không. Tôi không dám tưởng tượng, nếu xây dựng xong khu buôn bán, bãi Yến Nguyệt đã trở thành thương hạ đại lâu, giá trị sẽ tăng thêm bao nhiêu con số. Công tử Thu nói, ha ha, đó là lập luận của cậu, ý tưởng khu kinh doanh tỉnh Việt Đông, đến bây giờ chỉ là một lời đồn thổi. Chừng nào cậu thấy văn kiện chính thức, hơn nữa nhà máy Môn Phi không chúng tôi có nhà xưởng, có rất nhiều nhà máy phụ cận. Mà bãi Yến Nguyệt các cậu, nói thật, hiện tại đến bây giờ vẫn là một nơi hoang vắng.
Theo tôi được biết, thực tế bãi Yến Nguyệt cũng được hình thành từ bùn đất. Muốn xây dựng nhà máy phải đào sâu xuống vài chục thước. Việc khai mở bãi bùn này, phí tổn sẽ tăng lên gấp bội. Nếu chúng tôi lấy để xây dựng nhà máy sẽ là thua thiệt lớn. Phải dốc hết sức, kinh phí, khả năng mới có thể xây thành công nhà máy môn phi không khác trên bãi Yến Nguyệt. Điểm này chúng tôi cũng không có so đo với các anh. Chỉ có điều lấy đất đổi đất các anh cũng không đồng ý. Việc đàm phán này không thể tiến hành được. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết, tự nhiên là có ý chê bai bãi đất Yến Nguyệt. Tôi thấy bản lĩnh bịa chuyện của Diệp Tổng thật không nhỏ, bãi Yến Nguyệt đã nhanh chóng bị cậu nói thành mảnh đất cằn sỏi đá rồi. Mà việc mở rộng khu vực kinh doanh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thảo luận, mà ngay cả trên TV cũng đã thông báo qua. Chỉ có điều tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Đông còn chưa có phách xuống dưới thôi. Việc thương nghiệp Hoành Đô thành lập là chuyện sớm hay muộn thôi. Hơn nữa, theo như Diệp Tổng nhận định nhà máy môn phi không của các anh có giá trị gấp 5-6 lần bãi đất Yến Nguyệt rồi, còn phải trợ cấp mấy trăm triệu cho các cậu mới không làm cho các cậu thất vọng. Trưởng Ban Long cũng không nhịn được nữa, tỏ vẻ giễu cợt. Nếu các anh có ý định bồi thường chúng tôi cũng không có ý kiến gì cả. Diệp Phàm ha hả cười nói, vẻ mặt thân thiện. Trưởng Ban Long tức giận đến mức đứng lên, nói. Nếu như vậy, nếu Diệp Tổng cố ý nói những lời bậy bạ cũng không cần phải đàm phán làm gì. Tuy nhiên, tôi tin tưởng, bất kỳ quyền lợi cá nhân nào cũng không thể cản Bộ Quốc phòng xây dựng đại nghiệp. Tôi hy vọng Diệp Tổng có thể nhìn thấy những thứ này, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Trước tiên cần suy nghĩ một chút xem sau này sẽ xây dựng nhà máy ở chỗ nào. Việc cấp bách với Diệp Tổng bây giờ là sắp xếp công việc cho 2.000 công nhân viên chức. Nếu không thì làm sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng về phía trưởng Ban Long. Đến lúc đó sẽ trở tay không kịp, Diệp Tổng có thể sẽ hối hận về quyết định không nghiêm túc của mình. Hơn nữa, các anh mới bắt tay vào làm, cũng có thể tranh thủ thời gian. Đến lúc đó, sẽ rất vội vàng, các cậu sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Hơn nữa, mấy ngàn công nhân đứng lên gây sức ép Diệp Tổng giải thích sao? Hơn nữa, bên này còn phải mạo hiểm ngăn cản việc Bộ Quốc phòng xây dựng. Diệp Tổng cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Vấn đề này có thể sẽ nghiêm trọng. Cấp trên truy cứu xuống dưới, Diệp Tổng có nói cứng rắn phỏng chừng cũng không gánh nổi. Không ngờ trưởng ban cung uy hiếp người mới đến. Trưởng Ban Long, có bản lĩnh thì cứ chụp mũ, tuy nhiên, Diệp Mỗ có thể nói rõ ràng cho mọi người biết. Những gì Diệp Phàm tôi đã làm cho tới hôm nay không phải là hù dọa. Có việc gì mọi người tiếp tục đến là được. Tuy nhiên, có một số việc tôi nghĩ trưởng Ban Long phải hiểu. Bất cứ chuyện gì đều phải nói đúng. Chuyện nhà máy môn phi không chúng ta, không cho phép bất cứ kẻ nào dính vào, bao gồm cả mọi người. Diệp Phàm cũng rất cứng rắn. Giọng điệu càng ngày càng nặng hơn. Cáo từ. Trưởng Ban Long tức giận đến mức nói hai từ rồi nhanh chóng mà đi. Những quân nhân khác đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm một cái rồi đi theo. Ôi, Diệp Tổng, việc này đúng thật là khó giải quyết. Vẻ mặt Nghiêm Phương Long như quả mướp đắng. Bởi vì chuyện này Diệp Phàm giao cho anh ta phụ trách. Trong lòng anh ta như có lửa đốt, nhưng dù sao cũng phải xử lý. Khó cũng phải giải quyết, mọi người giơ tay cho ý kiến đi. Cho dù có ai nói gì, chúng ta cũng chỉ đề xuất một điều kiện. Chính là dùng bãi đất Yến Nguyệt để đổi lấy đất nhà máy môn phi không chúng ta. Bằng không, cho dù thế nào cũng không cần nói chuyện. Mọi người giúp tôi đứng vững, phỏng chừng mấy ngày nữa áp lực sẽ càng ngày càng lớn hơn. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, nói. Diệp Tổng, việc này, có thể gánh vác được sao? Nghiêm Phương Long tương đối lo lắng. Gánh không được cũng phải gánh, nói cách khác, theo như phương án của bọn họ thì nhà máy chúng ta xong rồi. Dù cho mọi người 100 triệu, số tiền này còn chưa đủ thu xếp cho công nhân. Chúng ta không còn một nhà máy phi không, nhà máy phía dưới cũng bị mất, tập đoàn Hoành không chúng ta còn quản cái gì? Nhà máy phi không có triển vọng phát triển rất lớn, đổi thành xưởng đóng tàu tôi tin tưởng có thể chống đỡ nổi 3 phần tập đoàn Hoành không. Chúng ta tuyệt đối phải làm đến cùng, không thể nhượng bộ. Diệp Phàm hừ một tiếng đi ra phòng họp. Bọn họ muốn dùng sức mạnh phải làm sao bây giờ, cũng không thể kêu gọi công nhân chống đỡ theo chân bọn họ được. Nghiêm Phương Long nói, yên tâm, bọn họ là quân nhân nước Cộng Hòa, là con em của nhân dân. Đối thủ của bọn họ là kẻ thù ngoại quốc không phải là nước Cộng hòa Dân chủ chúng ta. Diệp Phàm nói, đương nhiên, cho dù Diệp Phàm đã biết trước,
trong lòng những đồng chí khác không còn ý nghĩ này. Nếu như người ta không thay đổi vẫn khai thác cậu có biện pháp nào? Quá kiêu ngạo, quả thực là tự kiêu, tự đại, ngông cuồng không thể đỡ nổi. Mặt đại tá Dương xanh lại, vừa tiến vào trong xe vừa mắng. Đúng vậy, chỉ là chủ tịch một cái xí nghiệp thôi, còn kéo cái quái gì thứ trưởng? Thứ trưởng cái rắm ý, tôi thấy không bằng một chủ tịch huyện trong chính quyền. Không muốn nhúng tay vào gần một vạn người, nghiêu cái quái gì? Trưởng Ban Long, chủ nhiệm cung, tôi thấy phải đánh bại người kia. Anh nghĩ xem, rõ ràng hắn có chủ ý đánh vào bãi yến nguyệt chúng ta. Lại còn nói dối, giống như chính hắn là người bị thua thiệt. Thật quá là vô liêm sỉ, chưa thấy người nào vô liêm sỉ như hắn đấy. Trung tá Nhất cũng tức giận nói. Đánh, phải đánh như thế nào? Chủ nhiệm cung hừ một tiếng. Tập đoàn Hoành Không không phải là do tỉnh Thiên Vân cùng Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước quản lý sao? Không bằng đem việc này báo cáo lên, để lãnh đạo quân khu ra mặt và phía bên kia lên tiếng. Chỉ một người phá hoại việc xây dựng quốc phòng, đến lúc đó, tôi xem hắn còn dám lên tiếng cười không? Thượng tá Dương thở phì phì, nói. Chương 2888, đánh chết người chưa Diệp Phàm. Việc này nói thì dễ làm thì khó như đi lên trời, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thiên Vân có lý do gì phải giúp chúng ta? Hơn nữa, đối với Hoành Không mà nói, Hoành Không có lợi ích, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cùng tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân mới có lợi. Tình hình Hoành Không rất gay gâu. Nếu như có thể nhận được tiền bọn họ sẽ chào đón hơn. Bằng không bọn họ còn phải viện trợ thêm. Cho nên, việc này, bọn họ sẽ không giúp đỡ chúng ta. Cho dù thủ trưởng quân khu ra mặt, nhiều nhất bọn họ cũng chỉ ra mặt phê bình Diệp Phàm vài câu. Phỏng chừng vẫn sẽ tha đấy. Cho nên, chúng ta phải bắt tay với bên bản địa vào làm mới được. Trưởng Ban Long thở dài, lông mày nhíu lại. Nhà máy phi không tốt hay xấu vẫn ở trong tỉnh Việt Đông. Quân khu ra mặt không bằng quân khu tỉnh Quảng Đông lên tiếng kêu gọi, sẽ liên lạc lại với tỉnh ủy Việt Đông. Nhân vật số một tỉnh Việt Đông chúng ta là bí thư Triệu Sương Sơn. Xuất thân trong gia đình quân nhân họ Triệu, cho nên, nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Đến lúc đó, chẳng nhẽ một chủ tịch công ty như Diệp Phàm lại có can đảm đối đầu với bí thư Triệu hay sao? Hơn nữa, lực lượng quân đội hai bên cùng ép, bất cứ kẻ nào cũng không thể đỡ nổi. Rồng mạnh cũng khó đấu với hổ nhà nha. Chủ nhiệm cung Tử Thu có chủ ý cùi bắp. Ừ, biện pháp này cũng không tệ. Trưởng Ban Long thở dài một hơi nói. Việc này chủ yếu ủy ban quân giới bên kia còn chưa phê xuống dưới. Nếu cấp trên chính thức gửi văn bản xuống dưới, đem việc của nhà máy phi không ra bàn hội nghị, Diệp Phàm hắn còn dám kiên cường sao? Xét cho cùng, bản thân chúng ta có phần lo lắng quá. Nếu không, làm gì có phiền toái như vậy? Đương nhiên. Chúng ta đưa ra giá tiền như vậy là hơi thấp một chút. Lần này trở về sẽ điều chỉnh cao hơn một chút. Thủ trưởng cùng tỉnh ủy Việt Đông đàm phán cũng có chút lo lắng. Bí thư Triệu thông minh, anh mời ông ta ra mặt, cũng không có thể áp chế được phi không có phải không? Dù sao, thành phố phi không là thuộc sự quản lý của tỉnh Thiên Vân đấy. Tỉnh ủy Việt Đông ra mặt chẳng phải là so tài cùng với tỉnh Thiên Vân. Nếu như vậy, cũng có lý để đánh nhau phải không? Việc này đúng thật là một trở ngại, chỉ sợ bí thư Triệu băn khoăn về vấn đề này, vị ở Thiên Vân kia hình như là người của Phí gia. Việc này, thật là có chút mơ hồ rồi. Công tử Thu lại cho mày, không thể tưởng tượng được lại có chuyện này xảy ra. Tôi nghĩ hai tỉnh không đến mức đánh nhau trong cuộc họp như vậy. Hơn nữa, nhân vật số một tỉnh Thiên Vân kia cũng là người hiểu biết. Nhất định sẽ lấy việc xây dựng quốc phòng làm trọng. Thượng ta Dương có chút không xác định. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là Bộ Quốc phòng có phê xuống dưới hay không, nếu có văn bản chính thức căn bản là không cần bọn họ ra tay. Trưởng Ban Long nói, chúng ta trở về báo cáo trước với tư lệnh Viên Đàm, chuyện lần này là tư lệnh chuyên môn Trương quyết định trong hội nghị. Tất cả mọi người trong quân khu từ cao xuống thấp đều ủng hộ, quyết tâm phải thông qua được dự án cảng quân sự. Hơn nữa, bên kia đã có cấp trên ủy viên phụ trách gật đầu. Chỉ có điều còn phải có thêm một bước thảo luận. Xây dựng một cảng quân sự là một việc rất lớn, tuy nói cảng quân sự này có kích thước bình thường, nhưng nó cũng là lớn rồi, còn đối với trong quốc phòng là nhỏ phải không? Công tử Thu gật gật đầu nói. Lão Long, nhìn vẻ mặt của anh có vẻ, xanh sao, đấy, có phải là có chuyện phiền toái không? Trưởng Ban Long đẩy cửa phòng của tư lệnh phó quân khu Việt Đông Đàm Thành Lý vào cười nói.
Quan hệ của hai người rất tốt, nói chuyện cũng rất hiểu ý nhau. Lão Đàm, lần này thực ra tôi có một tên chọc tức. Trưởng Ban Long vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chúng ta uống trà đã, vừa uống vừa tán gẫu. Tư lệnh viên Đàm đi tới vỗ vỗ vào bả vai Bộ trưởng Long một cái, hai người đi tới bên một bàn trà rồi ngồi xuống. Chính là chuyện nhà máy Hán Phi không thuộc tập đoàn Hoành Không, chúng tôi. Bộ trưởng Long kể lại tỉ mỉ lại một lần. Ông ta liếc mắt nhìn tư lệnh viên Đàm một cái, cười nói. Lão Đàm, ông nói xem, buồn cười không thể cười được, không ngờ người này giở trò xảo trá với chúng tôi, cái này cũng không hiểu được là từ đâu mà có. Anh nói hắn không đến 30 tuổi, việc này, thật là có chút mơ hồ. Nghe nói là ở tập đoàn Hoành Không nhưng là cấp thứ trưởng. Người này trẻ tuổi như vậy đã ngồi vào vị trí chủ tịch, còn là quyền bí thư. Điều này giải thích cái gì hả ông Long? Tư lệnh Đàm vừa rót trà cho Bộ trưởng Long vừa nói. Không đến 30 tuổi mà đã làm cán bộ cấp thứ trưởng, mặc dù còn có một ranh giới, nhưng nếu hắn đã đến gần ranh giới, người này có thể chính thức trở thành bí thư. Khi đã làm được một vài năm phỏng chừng sẽ trở thành phó chủ tịch tỉnh. Dù cho là trên 5 năm nữa, lúc đó hắn mới 34 đến 35 tuổi, cũng thuộc vào loại nhân vật cấp nghịch thiên. Đứng sau người này là một thế lực không nhỏ, khó trách dũng khí tràn đầy như vậy, tuy nhiên, hắn cũng đã kéo quá xa à. Mặc dù là có hậu thuẫn ở phía sau cũng không thể không để ý đến ý nghĩ của chúng tôi có phải không. Quân khu Việt Đông chúng ta cũng không phải chỉ ăn chay để sống, hơn nữa là vì việc lớn xây dựng quốc phòng. Trưởng Ban Long hừ nói. Người đứng sau khẳng định có, hơn nữa, có phải là người này từ Bắc Kinh xuống dưới này. Ông có biết chút lai lịch nào của hắn không? Tư lệnh Đàm nói. Ông nói có khả năng hắn được sinh ra trong một gia đình lớn ở Bắc Kinh sao? Ví dụ như, là con cháu trong khu biệt thự Tây Viên. Trưởng Ban Long sửng sốt, lập tức, sắc mặt hơi khó coi. Đấy là một chút ví dụ, tuy nhiên, ông có nghĩ tới không? Có thể hắn đến từ tỉnh Thiên Vân, nếu tập đoàn Hoành Không là do Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cùng tỉnh Thiên Vân, tỉnh Điền Nam quản lý. Người này được bổ nhiệm đầu tiên phải được sự đồng ý của hai tỉnh mới được. Tư lệnh Đàm nói. Điều đó là đương nhiên, khẳng định phải được cả ba bên đồng ý. Tuy nhiên, ở Bắc Kinh hình như không có gia đình họ Diệp. Trưởng Ban Long nói. Đúng, chưa nghe nói qua đến gia đình họ Diệp, nhưng việc này thật ra có vẻ hơi kỳ lạ. Tư lệnh Đàm cau mày, ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên phá lên cười ha ha. Vẫn còn cười được sao, lão Đàm. Tôi còn đang lo lắng đến chết đây. Nhưng tư lệnh Trương hạ mệnh lệnh, chỉ giao cho tôi một tháng. Hơn nữa, chuyện chuẩn bị xây dựng cảng lần này là lão Đàm ông phụ trách, lão Long tôi chỉ là người giúp việc thôi đấy. Đến lúc đó không lấy được có thể phải cùng nhau bị ăn gậy. Hơn nữa, gậy này còn khá nặng đó. Trưởng Ban Long vừa nói vừa mỉm cười. Hơn nữa, trong mắt có tỏ vẻ may mắn vui mừng. Lão Long ông cười tôi, tuy nhiên, đến lúc đó tôi bị tư lệnh Trương tóm, nhưng tôi cũng phải lôi ông vào cùng. Ha ha, trở lại chuyện chính thôi. Tư lệnh Đàm sang sảng mỉm cười, liếc mắt nhìn Long Học Tiến một cái, nói. Quân khu chúng ta vẫn có rất nhiều người nha, ông không nghĩ tới, mượn lực đẩy lực, à. Mượn lực đẩy lực. Long Học Tiến trầm ngâm một chút, tuy nhiên, vẫn không hiểu được nhìn tư lệnh viên Đàm một chút, hỏi. Lão Đàm, ông cũng đừng thừa nước đục mà thả câu, cứ nói hẳn ra là được. Hiện giờ nhiệm vụ vẫn rất nặng nề, tôi không có thời gian để suy nghĩ mấy thứ này. Sư đoàn Hồng Kiếm nha. Tư lệnh Đàm cười nói, cười rất rạng rỡ. Thật đúng là thiên tài bị bỏ quên, đồng chí Kiều Thế Hào, ha ha. Trưởng Ban Long hiểu ra, đứng dậy vỗ đầu mình vội cầm cặp công văn để đi. Đừng nóng vội thế lão Long. Tư lệnh Đàm kéo tay áo Long Học Tiến. Ông không vội nhưng tôi vội, không được, phải khẩn trương nói chuyện với đồng chí Kiều Thế Hào. Long Học Tiến vẫn vội vã đi. Ông nên nghĩ kỹ trước khi nói, Kiều Thế Hào đứng đầu sư đoàn lĩnh quân còn chúng ta đứng đầu sư đoàn nhất nghiêu của quân khu. Chưa chắc anh ta cho ông trong ban hậu cần. Hơn nữa, thân phận của Kiều gia ở vị trí nào chứ? Ông không thể ra lệnh cho anh ta, mà chỉ có thể làm công tác tư tưởng thôi. Tư lệnh Đàm nói. Không sao, tôi nghĩ, cảng quân sự xây xong đối với sư đoàn Hồng Kiếm bọn họ cũng rất có lợi. Không phải sư đoàn Hồng Kiếm bọn họ đều có cả ba quân chủng hải quân lục quân không quân sao? Tất cả các quân chủng hợp lại thành sư đoàn. Sư đoàn của bọn họ có lục quân hải quân không quân,
có thuyền có trực thăng có đại bác. Đến lúc đó, dù sao thuyền của bọn họ cũng phải đi vào bên trong cảng quân sự của chúng ta phải không? Nếu chúng ta cho bọn họ chỗ tốt hơn, ví dụ như sắp xếp ưu tiên cho bọn họ vị trí tốt nhất trong cảng quân sự. Ông nghĩ, đồng chí sư trưởng Kiều có thể từ chối được sao? Trên mặt trưởng Ban Long lộ ra vẻ tươi cười, thật sự là vén mây ra là gặp mặt trời rồi. Lão Long rất lợi hại còn biết cả người của Ban Hậu Cần, một kích có thể nắm bắt được điểm yếu của Kiều Thế Hào. Xây dựng quân đội, mua thuyền súng không cần tiền giấy. Người này ở Ban Hậu Cần là Đại Hồng Nhân. Đi tới đâu người ta cũng vây quanh ông. Ông thấy không, ông đi một chút, ngay cả những quân đoàn trưởng của các tập đoàn quân kiêu ngạo cũng phải kéo xuống rồi. Ông đi theo sau lưng là vội vội vàng vàng đấy. Chắc Kiều Thế Hòa cũng sẽ không ngoại lệ. Tư lệnh Đàm cười nói. Bộ trưởng Long liếc mắt, nói. Tuy nói tôi là Ban Hậu Cần, nhưng tư lệnh Đàm ông được phân công quản lý hậu cần quân khu đấy. Nếu ông muốn đi xuống thì đám tư lệnh quân đoàn trưởng sẽ phải khai ông ra. Ha ha ha, chúng ta đều là thần tài nha. Tư lệnh Đàm nở nụ cười rất lớn. Trưởng Ban Long vội vàng cầm cặp công văn đi. Diệp Phàm, muốn đánh người chết. Diệp Phàm vừa nói chuyện với Vương Nhân Bàng qua điện thoại, người kia cũng kêu lớn trong điện thoại. Có chuyện gì vậy đồng chí Vương Nhân Bàng, ai dám đánh cậu một cục trưởng cục cảnh vệ trung ương, đây chẳng phải là phản thiên hay sao? Diệp Phàm chuyển lời nói, cho rằng người này đang đùa giỡn. Là thật mà Diệp Phàm. Vương Nhân Bàng lại thêm vào một câu, trong lòng Diệp Phàm sửng sốt, dường như giọng điệu thằng này rất đứng đắn, không giống như là đùa cợt. Không nhịn được hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi chính là người bị hại. Vương Nhân Bàng hừ nói. Cậu bị ai hại? Trong lòng Diệp Phàm muốn cười, cảm thấy người này chắc chắn là có chút nói ngoa, ai còn dám đánh lão người của Vương gia, đây chẳng khác gì là bản thân tự thắt cổ. Còn không phải tên lão lang kia, vừa rồi không ngờ vọt vào phòng làm việc của tôi. Không nói lời thứ hai lập tức cầm tôi lên như con gà. May mắn là tôi phản ứng nhanh. Vương Nhân Bàng nói. Phản ứng mau, không thể nào, người ta đã ở cấp đỉnh giai, người này mới cấp đầu tiên nhưng thực lực còn kém xa. Hơn nữa, lão lang là người đi ra từ máu và lửa. Vương Nhân Bàng hiểu được lão lang làm gì khi luyện công. Lần này có thể đột phá còn không phải đồng chí Tuyết Nha Nha cho chỗ tốt. Bằng không, trên 3 đến 5 năm cũng khó nói. Diệp Phàm châm chọc nói. Ôi, thật đúng là để cậu đoán chúng. Thôi vậy, hai anh em ta còn có gì để che giấu cái xấu. Lão lang xốc lên vào tôi. Tuy nhiên, tôi cũng nhanh như chớp, thấy tình huống không ổn. Tôi còn tưởng rằng lão lang cùng tôi đùa cho vui. Cho nên khẩn trương lộn ngay tại chỗ một cái, tránh bàn làm việc ở phía dưới. Lão lang nói, cậu lại bỏ đi à? Tôi trả lời, ông lại đến à, nam tử hán đại trượng phu, không nói ra lời không được. Vương Nhân Bàng vừa nói ra, thiếu chút nữa Diệp Phàm cười bể bụng.